chàng rể kỳ quái, Giang Hải. chương 51, ganh tị hóa hận. Cố Thụy Long run rẩy gương mặt méo mó khó coi, uyển như có hôn ước, mày sẽ. Cố Thụy Long vặn vẹo, miệng cứ há to, nhưng lại không nói được lời nào. Sau đó, ông ta ngã xuống, khóe miệng còn lộ ra một nụ cười. Nhưng Cố Thụy Long vẫn không thể hiểu được, việc mình làm không có sai sót, năm năm qua chưa có ai nhắc đến, sao Giang Hải lại biết được chuyện này cố thụy long đã không còn cơ hội mở miệng hỏi nữa rồi mang theo nghi hoặc mà nhắm mắt ngay sau đó giang hải nhìn về phía cố nhất quay người rời đi anh nói diệt cỏ diệt tận gốc ánh mắt cố nhất oán hận ngập trời nhưng cậu ta không kêu khóc thậm chí còn im lặng không phải là sợ mà là tất cả thù hận nuốt vào những người như thế lại càng đáng sợ họ có thể chịu được sự mọi trà đạp nhẫn nhịn nhiều năm đến lúc có cơ hội sẽ phục thù Thật ra Giang Hải cũng không để tâm chuyện có thêm mấy kẻ thù, nhưng anh không thể để lại bất cứ tai họa ngầm nào cho Cố Uyển Như. Tin tức hai cha con Cố Thụy Long bị chết cháy nhanh chóng truyền đến tai Cố Vân Lệ. Trong văn phòng, Cố Uyển Như đứng bên cửa sổ, cô thở dài. Giang Hải nhẹ nhàng nắm tay lấy cô, "Em có chuyện gì không vui sao?" "Cậu ba với Cố Nhất, họ đã chết ra sao?" Cố Uyển Như hỏi. Giang Hải cười, "Chết cháy." "Anh gạt em." Cố huyền như hất tay Giang Hải ra. Anh làm. Giang Hải nhún vai, việc này giống anh làm sao? Lẽ nào em sẽ anh hở ra là giết người phóng hỏa? Cố huyền như không cảm thấy quá tin tưởng Giang Hải. Audio điện tử võ tấn bền. Cô cảm thấy Giang Hải sẽ không làm ra chuyện giết người như vậy. Nhưng tối đó, Giang Hải đã ra ngoài, đi đâu chứ? Hay thực sự Giang Hải với Lan Kiều có gì? Nghĩ đến Lan Kiều, trong lòng cô hơi khó chịu. Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Cố huyền như trở về lại chỗ ngồi, thư ký Thúy Hòa ôm tài liệu bước vào, cô ta chào Giang Hải trước, sau đó báo cáo công việc cho cố huyền như. Cố tổng, vừa rồi trương gia lại cho người tới dục, hỏi bao giờ thì dự án thu mua mới bắt đầu. Xem ra bọn họ rất nôn nóng, có lẽ nên ép giá xuống một chút nữa. Cố huyền như nghĩ, chuyện này cô giao cho chủ tịch xử lý đi đối với việc trả giá này cố huyền như vẫn là không làm tốt bằng lôi nhân hào thúy họa vừa rời đi thì một lát sau lại quay lại cố tổng nhà đầu tư ở thành phố giang thanh đến rồi tôi đã cho người mời họ tới phòng họp cố huyền như gật đầu bảo thúy họa đi chuẩn bị tài liệu liên quan sau đó cô sửa sang quần áo cho ngay ngắn điều chỉnh trạng thái phía tây của thành phố giang tư là nơi trọng điểm phát triển mà bởi vì Ngô Mẫn và tập đoàn Uyển Như nắm giữ phần lớn đất đai bên này, nếu muốn chia được. Chút lợi lộc ở thành phố Giang Tư, dĩ nhiên không thể không hợp tác với tập. Đoàn Uyển Như, ở thành phố Giang Tư, tập đoàn Uyển Như cũng đã có chút danh tiếng rồi. Đương nhiên, trong xã hội quan hệ phức tạp như thế này, chỉ cần phát triển vừa nhanh vừa tốt sẽ bị ghen ghét. Có một lời đồn, nói rằng Cố Uyển Như có quan hệ bất chính với chủ tịch thành phố Hoành Độ Dương khi giang hải nghe thấy tin này anh thiếu chút nữa thì cười vỡ bụng hoành độ dương sao ai có gan động tới vợ của đế vương đương nhiên cũng có những người không biết thân phận của giang hải nên vẫn đâm vào chỗ chết trong phòng họp có một nam hai nữ khí thế bình ổn rất trẻ tuổi đang ngồi người nam mặc vest đi dài da nữ lại trang điểm tinh tế nhìn thật hoa mắt thúy họa đặt một cốc nước trước mặt mỗi người tập đoàn uyển như tiếp đãi khách khứ trước giờ đều rất thanh đạm theo Cố Uyển Như, không thể vì cốc nước mà có chuyện được. Dù sao thì đây đàm phán làm ăn, không phải là đi chơi, hợp tác đôi bên cùng có lợi mới là quan trọng nhất. Đây là đạo đãi khách của tập đoàn Uyển Như, cô gái xinh đẹp nói giọng cao vút. Đây là đại thiếu gia Huyền Thanh của Huyền gia ở thành phố Giang Thanh. Các người lại chỉ có cốc nước lọc này? Thúy Hỏa Từ Tốn đáp lại, cô Mỹ Na, tập đoàn Uyển Như luôn tiếp đái mọi vị khách như nhau. Nước này là nước tinh khiết rất tốt ạ. À. Thúy Hỏa không hề có ác ý. Nhưng người khác nghe lại ra ác ý, hoành độ dương đến đây cũng sẽ như vậy, huyền gia ở thành phố Giang Thanh cũng chẳng có gì quan trọng sao. Sắc mặt Mỹ Na khó coi, đứng phát dậy, chỉ vào Thúy Hỏa. Cô ta quát, một thư ký nhỏ bé của tập đoàn Uyển Như, cô có tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Nếu ảnh hưởng tới hợp tác hai bên cố chịu trách nhiệm không? Mau đi đổi cà phê hảo hạng cho tôi ngay, nếu cô không muốn cút khỏi chỗ làm này. Mỹ Na, chỉ là một cốc nước thôi mà. Cô gái còn lại nhíu mày, khó chịu với thái độ của Mỹ Na lẳng lơ này. Cô gái kia lại nói, hợp tác mới là quan trọng, cốc nước có là gì? Mỹ Na tức giận dậm chân, chu môi, huyền thiếu, bọn họ coi thường huyền ra chúng ta quá rồi. Sắc mặt huyền thanh âm trầm, cảm giác bị bạc đái. Chủ tịch tập đoàn huyền như không đích thân ra nghênh đón, thế mà vào công ty còn bắt họ phải ở phòng họp chờ, thậm chí đến cả một ly trà cũng không có. Tập đoàn Uyển như đúng là không có chút thành ý nào. Làm phiền cô lấy giúp tôi một ly cà phê. Thúy Hỏa cười gượng gạo, huyền thiếu, thật sự xin lỗi, công ty chúng tôi không có cà phê. Không có, Mỹ Na chế diễu, cà phê hảo hạng không có thì có cà phê khác chứ. Thúy Hỏa cố gắng nhẫn nhịn, thật sự là không có, tập đoàn Uyển như không ai uống cà phê. Lời này là thật do giang hải không thích mùi cà phê nên không ai uống cả nhưng cũng không phải giang hải ép người khác không được uống cà phê tập đoàn uyển như có rất nhiều phúc lợi đồ ăn vặt và đồ uống đều là phục vụ miễn phí nhưng những thứ đó cũng không phải dùng để chiêu đãi khách khứa theo lời cố uyển như đó là nhân viên vì công ty mà sáng tạo nên giá trị còn những chuyện làm ăn là cùng có lợi đôi bên bởi vậy tập đoàn uyển như không cần thiết phải tốn kém vì việc bàn bạc hợp tác Phí chiêu đãi luôn có thể giản lược bớt. Cái gì? Mỹ Nan nghĩ là bản thân nghe lầm. Làm gì có tập đoàn nào không có đồ uống khác ngoài nước lọc chứ? Mọi chuyện trong phòng đều vào tai Giang Hải và Cố Uyển như không sót từ nào. Lúc này, Cố Uyển Như chậm rãi bước vào phòng họp, "Các vị, thật là xin lỗi, tập đoàn Uyển Như quả thực không có cà phê. Cần kiệm liêm chính là văn hóa, cũng giống như cốc nước lọc này, cũng thể hiện cho thái độ nhất quán trước sau như một của chúng tôi." nói xong cố huyền như bỗng thần người nhìn người phụ nữ kia hai người đồng thời mở miệng cậu thực sự là cậu đúng là mình đây cô gái có thân hình nóng bỏng lại vô cùng xinh đẹp chính là bạn đại học của cố huyền như nhã lam khanh mọi người đều nhìn về phía nhã lam khanh với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhã lam khanh cũng cảm thấy không thể tin nổi cố huyền như cũng kinh ngạc huyền ra ở thành phố giang thanh cho người đến đàm phán lại có một người là bạn cũ của mình tuy quen biết đã lâu nhưng quan hệ của hai người cũng không thân cho lắm tính cách cố uyển như điềm tính trước giờ đều không hay so đo tranh biện với người khác mà nhã lam khanh lại là một người vô cùng tâm cơ cậu cậu là tổng giám đốc của tập đoàn uyển như tập đoàn uyển như cố uyển như nhã lam khanh che miệng không thể ngờ được cái tên này nghe thì tưởng chỉ là trùng hợp nhưng sự thật lại đúng là công ty của cố uyển như Kỳ thật Nhã Lam Khanh căn bản không hề nghĩ đến Cố Uyển Như. Trong suy nghĩ của cô ta, Cố Uyển Như sẽ chẳng thể leo lên được đến một vị trí như thế này, ngoại trừ việc giả vờ ngây thơ dụ dỗ đàn ông thì không được gì cả. Mà trên thực tế, Nhã Lam Khanh mới chính là người thích quyến rũ đàn ông, cũng đã lăn lên giường nhiều gã đàn ông, rất nhiều người người cô ta từng ngủ đều thích Cố Uyển Như. Cố Uyển Như điều chỉnh lại trạng thái, khẽ cười, rất là có lệ, không ngờ có thể gặp được bạn học cũ, thật là trùng hợp giang hải đứng đằng sau cố uyển như không nói gì ra hiệu cho thúy họa mang tài liệu lại đây cố tổng thật không ngờ cô với dài kỳ lại là bạn bè vậy cuộc đàm phán về dự án nhập tác này của chúng ta cũng sẽ thoải mái hơn rồi huyền thanh không hề có ý kính trọng anh ta vuốt vuốt cầm tỏ vẻ hứng thú nhìn cố uyển như đoan trang thành thục lại có một chút ngây ngô rõ ràng trên người cô có quá nhiều thứ thu hút đàn ông vẻ đẹp của cố uyển như không phải nóng bỏng mà là trong sáng như một giọt sương thúy họa đặt tài liệu đến trước mặt cố uyển như đàm phán hợp tác vừa bắt đầu mỹ na đã nói một câu quái gở cố tổng cô thư ký này của cô hình như rất biết đãi khách chẳng lẽ thúy họa đã làm chuyện gì không phải cô mỹ na có gì chỉ bảo cố uyển như hỏi lại tôi làm gì dám mỹ na liếc mắt nhìn thúy họa chỉ là một thư ký quen mà lại nói chuyện ngang ngược như vậy sẽ có ngày tôi sẽ đập nát bát cơm của cô Nói cái gì mà chủ tịch thành phố đến đây cũng chỉ được tiếp đãi bằng một cốc nước lọc, vì thế chúng tôi chỉ có thể được đãi ngộ như vậy thôi, cố chịu đựng mà uống. Thế chẳng khác nào nói chúng tôi muốn uống thì uống, không uống thì cút đi. Cái gì mà tiết kiệm, tôi thấy, chẳng qua là dung túng cho kẻ xấu mà thôi. Sắc mặt của Uyển như trầm xuống, dung túng kẻ xấu, đây là đang mắng người sao. Thúy Họa không nhịn nổi nói chen vào, sự thật đúng là như vậy, chuyện anh giang không thích cà phê toàn bộ người trong công ty đều biết nhìn về phía cố uyển như thúy họa giải thích cố tổng tôi chưa từng nói những lời kiểu thích uống thì uống này hử thật không ngờ lúc này rồi mà thúy họa vẫn còn dám nói như vậy mỹ na cười lạnh chẳng lẽ tập đoàn uyển như do một người lái xe làm chủ tôi thật là muốn gặp cái người lái xe này lắm rồi sắc mặt cố uyển như càng khó coi huyền gia ở thành phố giang thanh là tới bàn chuyện hợp tác hay là đến gây chuyện đây Cố huyền như nhìn Giang Viêm, vị này chính là lái xe riêng của tôi. Anh ấy đúng là không thích uống cà phê. Tập đoàn huyền như đúng là bởi vậy mà không ai uống cà phê. Cô Mỹ Na, cô còn có vấn đề gì nữa không? Cố huyền như luôn rất thoải mái với người ngoài, đến Giang Hải cũng rất bất ngờ, vì sao lần này lại kích động vậy? Xem ra, Nhã Lam Khanh và Cố huyền như trước đây đã xảy nhiều chuyện khó nói. Nhã Lam Khanh cũng trao đổi ánh mắt với Mỹ Na, hai người họ vốn dĩ vẫn là quan hệ cạnh tranh, lúc này lại có cùng một kẻ địch. Mỹ Na không thích thái độ của Thúy Họa, nếu như dự án này bị phá hỏng, Thúy Họa chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Trước kia, Nhã Lam Khanh chỉ là ghen tị với Cố Uyển Như, nhưng lúc này, sự đã biến thành hận. Từng là một đứa con gái thua xa mình, ăn mặc bình thường, cũng chẳng có bối cảnh gì, mấy năm không gặp mà đã biến thành tổng giám đốc của một tập đoàn rồi. Hơn nữa tập đoàn Uyển Như lại còn lấy tên Cố Uyển Như. Chương 52, bị bệnh không nhẹ. Nhã Lam Khanh muốn đạt được mục đích, cô ta luôn lên giường với đàn ông, chỉ cần là có được lợi ích, cô ta không quan tâm gã đàn ông kia là ai, miễn có tiền và quyền là đủ. Cô ta tự cho rằng mình tốt hơn Cố Uyển Như, vậy mà Cố Uyển Như lại có thể đạt được những thứ mà cô ta lăn lộn trên giường với đàn ông bao năm vẫn chưa có được. Trong lòng Nhã Lam Khanh vô cùng khó chịu. Cũng chẳng Cố Uyển như có gì mà luôn may mắn hơn cô ta, Nhã Lam Khanh không cam tâm. Hay là do đàn ông thích vẻ mặt ngây thơ kia? Nhã Lam Khanh nhìn Huyền Thanh, ánh mắt khiêu khích, huyền tổng, em thấy nên tạm dừng hợp tác. Hả, Huyền Thanh còn chưa hiểu. Nhã Lam Khanh nói tập đoàn Uyển như vừa mới thành lập, chưa có thực lực gì, lại loạn thế kia. Loại công ty như vậy, sao có thể hợp tác được chứ? Cố Uyển như với tên kia còn có gì hay không? lãnh đạo nhân phẩm không tốt thì hợp tác thế nào chứ cô ta chắc chắn không có khả năng quản lý tốt giang hải khó chịu nhìn nhã lam khanh người phụ nữ lẳng lơ luôn nhằm vào cố uyển như là ngại mạng mình quá dài chăng không thích uống gì đó là lỗi sao không phải nhã lam khanh nhìn giang hải khinh bỉ nói cố uyển như làm ăn sao lại đưa lái xe tới gã kia là tình nhân của cô sao cố uyển như cũng không còn sắc mặt tốt nữa tình nhân nhã lam khanh muốn cố uyển như tức giận hủy hợp tác càng tốt tôi nói gì sai cố uyển như cậu vẫn lẳng lơ như thời đi học cậu dám đặt điều cố uyển như tức đỏ mặt nhã lam khanh nói tiếp lòng cậu rõ nhất giang hải cười gian xảo tiến tới cô gái kia tôi muốn nghe xem là chuyện gì đây anh thích nhã lam khanh cười tới mức đắc ý giang hải đi thôi cố uyển như kéo giang hải thà không có còn hơn thái độ kia là hợp tác sao? Giang Hải kiên định không đi, đúng, tôi muốn nghe xem có những tin vịt gì về người vợ xinh đẹp của tôi. Hay do những kẻ ăn no không có chuyện gì lại đặt điều lấy đó làm vui? Chồng, vợ, Nhã Lam Khanh cùng Huyền Thanh rất kinh ngạc. Huyền Thanh tiếc nuối vì cố Uyển như là hoa có chủ. Người như cố Uyển như lại gã cho lái xe. Đây là điều ai cũng thắc mắc nhã lam khanh càng đắc ý cố uyển như chồng cậu là tên lái xe quèn này có gì không được cố uyển như khẳng định nếu như để nhã lam khanh biết người đầu tư vào tập đoàn uyển như là giang hải sợ là cô ta nôn nóng muốn bỏ lên giường của giang hải ấy chứ tuy thúy hỏa cũng biết cố uyển như và giang hải thường nắm tay nhau đi làm nhưng không ngờ hai người bọn họ đã kết hôn còn biểu cảm của mấy người huyền thanh cùng nhã lam khanh rất phong phú là tổng giám đốc của tập đoàn uyển như người nắm giữ quyền kiểm soát thực sự của tập đoàn có chồng là lái xe. Không có khả năng Giang Hải có khi nào làm bia đỡ đạn cho một tên đại gia nào sau lưng. Nhìn Giang Hải chẳng có gì nổi bật. Người lái xe này lại còn tự đắc, trên đỉnh đầu có một cặp sừng cao ngất mà cũng không biết. Lúc cậu đi tiếp khách hàng cũng là người lái xe này đưa cậu đi à. Tôi rất tò mò đấy, Cố Huyền Như, cậu tiếp khách hàng như thế nào vậy? Nhã Lam Khanh nhấn mạnh hai chữ khách hàng cười lớn cố uyển như cậu thật làm tôi cười chết chúc cậu hạnh phúc nhé nhã lam khanh nhìn giang hải anh là tên lái xe có phúc nhất ở đây đó cố uyển như càng tức giận những lời nói mất mặt như vậy mà nhã lam khanh cũng nói ra được nhã lam khanh chú ý lời nói của mình cố uyển như thật sự tức giận thúy họa ở bên cạnh cũng thấy vô cùng giận dữ nhã lam khanh sỉ nhục cố uyển như công khai như vậy không thể chấp nhận được giang hải cũng không cần nhịn tôi nghĩ cô nhã đây tự lo thân đi thì hơn đột nhiên giang hải cười giảo hoạt giang hải chụp lấy tay của cô ta rất nhanh động tác như bắt mạch nhưng khác lạ là cô ta bị truyền một thứ gì đó vào người sắc mặt của nhã lam khanh hung ác một tên lái xe quèn lại dám mắng cô ta biên rồi là chồng của cố uyển như thì đã sao cũng chỉ là tên lái xe thấp hèn mà thôi cố uyển như cậu tự quản tên chồng hèn này đi không biết trên dưới là thế nào. Cô ta vung tay, cảm giác như bị điện giật định tát giang hải, nhưng anh nhanh chóng lùi ra. Nhã Lam Khanh tức giận, đồ hèn mạt, bẩn chết đi được. Đúng theo lời cô ta nói, Giang Hải giả vờ như vô tội, cô Nhã này, tôi ba đời làm y, đến tôi là truyền thừa đời này rồi, tôi thấy cô có chút bệnh, à không bệnh lớn đấy. Nên mạo muội bắt mạch cho cô. Anh đừng có múa mép, tên nghèo mạt như anh mà y với trả thuật gì chứ nhã lam anh quát cố uyển như đây là tên lừa đảo cậu lấy về đấy ư cố uyển như nhớ lại sự kiện trương huy vũ nhìn ánh mắt giang hải cô cũng hùa theo ánh mắt giấu một tia giảo hoạt giang hải tiếp tục cô nhã a à, hình như cô có tin vui rồi nhã lan khanh tức đến đỏ mặt liên quan gì tới tên lái xe như anh đồ mặt dẹp hai tháng không tới ngày dấu bệnh không tốt tí nào giang hải làm bộ như vô phương gì Nhã Lam Khanh hoảng sợ, mặt mày trắng bệch, đúng là cô chưa tới tháng, nhưng cô cho rằng không sao cả, đó cũng là chuyện bình thường của cô. Ai ngờ tên lái xe khốn kiếp kia lại biết rõ, lại còn nói to như thế. Lúc này, Huyền Thanh kinh ngạc không kém, nhìn biểu cảm kia thì rõ, anh ta và Nhã Lam Khanh trả tốt đẹp gì, quan hệ mập mờ mới chính là hai người họ. Trong lòng Huyền Thanh âm thầm cầu mong đừng là thật, anh ta sợ bản thân bị người phụ nữ kia làm hại, dù gì với cô ta chỉ là qua đường gặp dịp thì chơi, vợ anh phải là một tiểu thư châm anh thế phiệt. Anh ta là đại thiếu gia huyền gia của thành phố Giang Thanh, sao có thể lấy một cô trợ lý thấp kém, còn là người không trong sạch chứ? Nếu như Nhã Lam Khanh dùng đứa bé này để uy hiếp, thì địa vị của huyền thanh trong huyền gia sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí danh tiếng của anh ta cũng bị kéo theo. Giang Hải lúc này nhìn họ rồi tiếp tục giả vờ, tin vui kia phải chúc mừng, nhưng mà cô Nhã lại có chút chuyện về sức khỏe rồi. Cố huyền như lúc này cũng không vừa, anh phải nói rõ, đừng để bạn em hoang mang, bệnh phải nói còn kịp cứu chữa. Giang Hải nghiêm túc hơn. Cô nhã bị bệnh, mà là bệnh khó nói. Điên rồi, anh là cái thá gì chứ? Nhã Lam Khanh cũng không cần giữ hình tượng, tôi không mang thai, cũng không bị bệnh. Tập đoàn huyền như này toàn lũ phế vật, đi thôi huyền tổng loại phế phẩm này cần gì hợp tác? Huyền gia àm sao có thể hợp tác với loại công ty như này chứ? Giang Hải mặc kệ Nhã Lam Khanh vẫn cứ tiếp tục nói, có phải, ừm chỗ kia, ừ thì hay ngứa, có sưng đau, cô. Nói bậy, Nhã Lam Khanh tuy mạnh miệng, nhưng quả thực vùng kia của cô, ngứa rát, hơi sưng. Giang Hải lại nói, với lại cô có vận động quá sức, hình như tối qua cô bận lắm thì phải, hay dù bận thế nào cũng nên chăm lo cho sức khỏe, sao lại làm việc tới mức quá độ thế kia. Đó là điều chắc chắn rồi, đã cùng Huyền Thanh đến thành phố Giang Tư, buổi tối lăn lộn cả đêm còn có nhiều vận động khác lạ vượt xa tưởng tượng nữa cơ nhã lam khanh không nói gì nữa giang hải lại nói tiếp thật ra còn có ừm có mùi cái mùi đó chắc là hôi tới mức tanh tưởi cổ họng hay đau rát nữa cô không nên mặc kệ nếu đúng như tôi nói thì cô chắc chắn bị lậu rồi bệnh này truyền nhiễm lại lây qua đường tình dục à nếu thế cô không nên quan hệ bậy bạ bạn trai hay người tình nên tạm thôi đi vệ sinh sạch sẽ đi chữa vẫn kịp a nhã lam khanh thức đỏ mặt nhưng bệnh lậu đập vào tai cô ta làm cô ta sững người Nghĩ na nghĩ tới chuyện gì đó vẻ mặt hoảng hốt huyền thanh thì mặt tối sầm xuống tái mét nếu như nhã lam khanh mắc bệnh này huyền thanh cũng sẽ là người bị lây chắc chắn là vậy tối qua vận động cả đêm thoát thế nào đây huyền thanh đứng dậy khách sáo nói cố tổng tôi vẫn còn có chút việc khi khác bàn tiếp Cố huyền như muốn bật cười, huyền thiếu, không tiễn. Huyền thanh muốn đi đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức. Giang Hải vẫn cố ý nói to với theo, cô nhã phải tin tôi, mau đi khám A. Dù có làm gì cũng phải dùng biện pháp bảo vệ an toàn đấy. Tôi ở tập đoàn huyền như chờ mọi người A. Cả công ty như nghe thấy lời Giang Hải nói. Nhã Lam Khanh cảm giác mọi triệu chứng Giang Hải nói đều đúng, mọi thứ lại càng khó chịu hơn lúc trước khi tới đây. Nhã Lam Khanh không dám tin. Không, nhất định là cái tên lừa gạt này nói bậy. Mặt cô ta đỏ bừng, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. Nhã Lam Khanh lập tức ôm chặt cánh tay Huyền Thanh, "Huyền thiếu, anh phải tin tưởng em. Vừa nãy là anh ta nói bậy." Huyền Thanh hát Nhã Lam Khanh, tránh né như cô ta bị dịch, đồ bẩn thỉu, bỏ tôi ra. "Vào xe, anh ta quát to, đến bệnh viện gần đây nhất." Nhã Lam Khanh nhìn theo chiếc xe của Huyền Thanh. Hiện giờ cô ta đang rất ngứa ngáy khó chịu, đi lại cũng không được tự nhiên. Đến bệnh viện, Nhã Lam Khanh trả tiền cho gói phục vụ VIP. Rất nan, chỉ cần kiểm tra bằng mắt thường bác sĩ đã khẳng định là lậu, rồi nhìn Nhã Lam Khanh với ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, vị bác sĩ này còn nhanh chóng chạy khỏi cứ như bị ma đuổi. Nhã Lam Khanh thật sự bị lậu, mà còn có thai, hậu quả kia. Chương 53, lại bắt đầu phong ba. Nhã Lam Khanh vô cùng bực tức, cũng rất kinh hoàng đừng nói là cổ họng, ngay cả ngực, vùng kia đều sưng, ngứa, khó chịu, cảm giác ngày một rõ ràng hơn. Nhưng Nhã Lam Khanh cũng rất nhanh nghĩ ra gì đó, cô ta chụp lại tờ khám thai gửi cho một loạt cho tất cả mọi người cùng cô ta phát sinh quan hệ, tất nhiên có cả huyền thanh. Rất nhanh, cô ta nhận được một khoản tiền gần 800 triệu, vì sao ư? Những kẻ quan hệ với cô ta không giàu thì cũng có quyền lực hoặc vị thế xã hội. Họ cũng như Huyền Thanh, gặp dịp thì chơi loại con gái như nhã lam khanh cũng chỉ để qua đường họ không muốn có bất cứ rắc rối nào chuyển tiền và chặn liên lạc là chuyện họ làm nhanh nhất có thể ai cũng là người lớn sao lại có thể không hiểu được ngụ ý kia ở một bệnh viện khác huyền thanh nhận kết quả xét nghiệm thở phào một hơi sức khỏe anh ta vẫn bình thường ngoài lao lực quá độ thì không có gì đáng ngại lúc này anh ta cũng bận được hình mà nhã lam khanh gửi tới cũng như những người khác lập tức chuyển cho cô ta một khoản tiền rồi cắt đứt liên lạc mỹ na cũng vô cùng sợ hãi xem xong bản xét nghiệm thì khóc thút thít mỹ na ở trong lòng huyền thanh nhếch mép cười đắc ý mỹ na không thích nhã lam khanh lâu rồi cản đường cô ta lấy lòng huyền thanh còn làm cho cô ta phải chịu chơi trò kích thích chó má kia mỹ na thì thào dọa em rồi hôm qua huyền thanh cũng cảm thấy may mắn đồ đê tiện lẳng lơ hại tôi lo lắng mỹ na bị huyền thanh đẩy qua một bên anh ta nhìn thấy đàn bà đã sợ anh ta sợ chuyện bị lây bệnh kia thành thật hiện tại trong mắt anh ta phụ nữ nào cũng có nguy cơ lây bệnh cho anh ta điện thoại huyền thanh vang lên anh ta nghe máy cha cha có chuyện gì không huyền thanh nghe gì đó rất lâu sau đó thấp giọng cha yên tâm đi con nhất định sẽ tiếp tục đàm phán mỹ na tò mò hỏi huyền thiếu có chuyện gì vậy huyền thanh hừ một tiếng thật là xúi quẩy ông ta muốn tôi nhanh chóng đàm phán thành công dự án này chỉ là một tập đoàn bé nhỏ cùng lúc không cần dự án này cũng có sao huyền gia lớn mạnh còn cần một tập đoàn ở thành phố nhỏ này sao không được thì bỏ thôi huyền thanh liếc cô ta một cái cô thì biết cái gì lúc này giang hải cùng cố huyền như đã về tới nhà chờ họ là bàn cơm đầy ấp đồ ăn giang hải trong bàn ăn lại âm dương quái khí nói không đầu không đuôi mẹ cha nay phong độ rồi còn có người theo đuổi cố vân lệ cười như không có gì giang hải cũng im lặng quan sát cũng không nói thêm gì đừng tin anh chỉ có em lôi nhân hào nhanh chóng lên tiếng ông kéo tay cố vân lệ vỗ vỗ như an ủi cố vân lệ cúi đầu trầm ngâm một lúc thật ra em không tốt không thể cho anh một đứa con trai nếu mà anh em cũng không trách lôi nhân hào lườm giang hải vỗ về cố vân lệ em đừng nghe giang tiểu tử nói bậy gì mà có ai anh có một đứa con gái ngoan ngoãn thông minh một người vợ như em còn cả con rể còn gì mà không biết đủ chứ cố vấn lệ cười hạnh phúc cả nhà lại bắt đầu bữa ăn khi lên phòng ngủ cố huyền như vẫn cảm thấy không vui nhã lam khanh kia tùy ý bắt nạt em bệnh cũng tốt cố huyền như phát hỏa giang hải thuận miệng nói cô ta thật sự là bị bệnh gì cố huyền như kinh ngạc che miệng nhã lam khanh còn rất trẻ mang thai còn dính phải bệnh đường sinh dục còn lập gia đình được sao giang hải thật sự không hiểu nổi vừa rồi cô còn tức giận sao lại đồng cảm nhanh thế nếu để cho giang hải biết nhã lam khanh chỉ dựa vào một tờ giấy khám thai mà đã nhận được mấy trăm triệu chắc anh lại kinh ngạc hơn đây gọi là cái gì trong hỏa có phúc quan trọng là nhã lam khanh cũng không mắc bệnh gì nguy hiểm chẳng qua là Giang Hải sử dụng một ít thủ đoạn khiến cho cơ thể Nhã Lam Khanh sinh ra cảm giác khác lạ trong thời gian ngắn, không bao lâu thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Còn Nhã Lam Khanh có bị bệnh đường sinh dục hay không, Giang Hải thật sự không biết. Đã là đàn bà sống cuộc sống trụy lạc, hơn phân nửa sẽ có những vấn đề đó. Ở trong bệnh viện, Nhã Lam Khanh rất sốt ruột, có bệnh thì chữa càng sớm càng tốt, cô ta lập tức liên lạc bác sĩ yêu cầu xét nghiệm và chuẩn bị phương án chữa trị nhã lam khanh vô cùng sợ hãi thường dấu hiệu ở ngực cổ họng thế kia có thể là ung thư nếu bị ung thư thì cách tốt nhất chính là cắt bỏ làm phụ nữ cắt đi một bên ngực hay một phần cuốn họng thì sẽ không còn hoàn chỉnh nữa rồi không có bộ phận này sẽ không thể lợi dụng thân thể mình đi quyến rũ đàn ông được nữa giọng nói kiểu mị cũng mất tâm mất tích nhã lam khanh cảm giác đời này coi như xong rồi nhưng nếu không điều trị thì phải mất mạng cuối cùng cô ta đành phải nằm viện chuẩn bị phẫu thuật cắt bỏ một bên. Rõ ràng là do bản thân không chú ý giữ gìn, nhưng Nhã Lam Khanh lại hận lây sang cả Giang Hải và Cố Uyển Như. Cô ta cắn răng căm tức nói, "Cố Uyển Như, cô chờ đó cho tôi, tôi nhất định sẽ khiến cô chết không được tử tế." Ở công trường xây dựng của tập đoàn Uyển Như, Giang Hải đang đứng chắp tay. Cách đó không xa, Ngô Mẫn và Cố Uyển Như đang xem xét bản vẽ, dựa theo thiết kế, hình dáng ban đầu của tòa cao ốc đã dần được hình thành. Nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng, rất nhiều chi tiết cần phải điều chỉnh lại một chút. Tần Hiên đứng ở sau lưng Giang Hải, đang báo cáo tình hình gần đây của thành phố Giang Tư. Mấy ngày ngắn ngủi, Tần Hiên đi theo thất hồn luyện tập, cảm giác anh ít tàn bạo hơn, bây giờ mang lại cho người đối diện một loại cảm giác thâm sâu khó lường của một chùm băng đảng. Nhưng ở trước mặt Giang Hải, từ đầu đến cuối Tần Hiên vẫn tỏ ra khiêm nhường, không dám có chút bất kính nào. Bởi vì có sự xuất hiện của thiên thần sa đọa ở thành phố Giang Tư này nên các thế lực ngầm ở đây cảm thấy vô cùng lo lắng. Người thông minh nhân lúc này nhanh chóng đi xử lý những tài sản ngầm của mình. Nhưng vẫn có một số thế lực ngoan cố kháng cự, định chống lại đến cùng với thiên thần sa đọa. Giang Hải nghe xong, gật đầu một cái, các cậu sắp xếp thời gian xử lý sạch sẽ hết đi. Tần Hiên lập tức lên tiếng đáp lại. Chỉ cần thất hồn ra tay, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Giang Hải nhìn đám người kim thâu đang khuân vác, khóe miệng nhếch lên, mấy người này huấn luyện thế nào rồi? Cũng tạm, Tần Hiên trả lời khá hời hợt. Những công việc cơ bản trên công trường cũng gần làm xong rồi, những công việc còn lại của dự án chỉ dùng sức thôi thì không đủ, cũng không cần dùng tới đám người kim thâu này. Giang Hải nói, tối nay bắt đầu, sắp xếp tất cả bọn họ đi làm. Đi làm, vẻ mặt Tần Hiên đầy nghi ngờ nhìn Giang Hải. Chấn chỉnh xã hội, chỉ cần là hành vi phạm pháp không kể người đó là ai chỉ cần là làm hại dân thường thậm chí ăn trộm vặt cũng không tha đánh gãy chân hết cho tôi cậu chỉ cần đưa ra một tiêu chuẩn ví dụ như bắt ăn trộm sẽ được thưởng bao nhiêu tiền bắt mấy tên ma cô thì thưởng bao nhiêu tiền tần hiên vừa nghe vậy hai mắt cũng sáng lên đối với những tên du côn này mà nói bảo họ làm việc chưa chắc đã làm được nhưng bảo bọn họ đi duy trì trị an tuyệt đối không thành vấn đề đây phải gọi là cái gì nhỉ là đi đánh lộn một cách đường đường chính chính đánh người cũng là đánh có lý do đám người kim thâu vừa nghe xong thì không hề có ý kiến gì nhảy cẫng lên hoan hô làm xong việc ở công trường ăn xong mấy bát cơm mặt mày cũng không rửa đã đi luôn vào trong khu vực trung tâm của thành phố gian tư trên xe buýt trong siêu thị bọn ăn trộm rất nhiều nên sắp xếp thêm mấy người đến còn ở mấy chỗ chợ đen nơi buôn bán những tài sản không rõ ràng bên ngoài cửa có một đám người đang đứng ở đấy bất kể là vào hay ra trước đánh một trận rồi nói sau những chỗ như vậy có người tốt sao trong một đêm toàn bộ thành phố giang tư náo loạn cả lên bệnh viện đầy ắp người tất cả đều là gãy chân gãy tay dân chúng an phận tuân theo pháp luật thì không có ảnh hưởng gì mọi người đột nhiên phát hiện chỉ cần là có chuyện thì cứ bị đánh cho tàn phế đã rồi nói sau thật ra cũng có mấy người bị đánh nhầm mới vừa cởi quần áo tù ra ngoài ngày đầu tiên đi bộ ra phố đã bị người ta đánh cho gãy chân vào bệnh viện nằm cũng không biết mình làm sai chuyện gì đã đắc tội với người nào cũng có rất nhiều người biết được thì vội trốn đi trên đường tìm không ra nhưng sau khi tìm được chỗ ở lại cũng tương tự đánh trước nói sau mày không làm chuyện gì xấu sao vậy thì cũng đã từng làm chuyện xấu đến lúc quả thực không còn ai có thể đánh nữa ngứa tay khó nhịn lại chạy vào bệnh viện, lại đánh gãy chân những người vừa mới bó bột xong một lần nữa, cả phố loạn cào cào hết cả lên. Lý do đánh người sao? Không có lý do gì cả. Những tên côn đồ này, trước đây lúc ức hiếp người tử tế có từng nghĩ đến một ngày mình cũng bị người khác ức hiếp thế này không? Thành phố Giang Tư vẫn là thành phố Giang Tư, nhưng tình trạng hiện tại đã thay đổi rất nhiều rồi. Không khí của thành phố Giang Tư không giống trước đây, náo loạn hơn nửa ngày toàn bộ thành phố bao phủ trong một bầu không khí u ám. Hôm nay, người trước đây đã từng là côn đồ lại không thấy đáng ghét nữa, ông già bà cả nhất không nổi đồ chỉ cần gọi một tiếng, thoáng cái liền xuất hiện mấy người kính giả dạ yêu trẻ nhanh tay tới giúp. Trên đường phố, người bắt trộm còn nhiều gấp mấy lần kẻ trộm, nếu muốn ra tay, cơ bản là không có cách nào lẩn trốn. Trước đây ra phố sợ nhất là đụng phải người xấu, mà người bây giờ, thật giống như chỉ mong có người có ý đồ bất chính, nhìn đám người kim thâu này ở trên đường phố đánh cho đám người xấu xa kia te tua làm người ta cảm thấy rất hưng phấn côn đồ ở thành phố giang tư có lẽ đã biến thành côn đồ đáng yêu nhất trên toàn thế giới rồi quan trọng nhất là những tên côn đồ kim thâu này lần đầu tiên nhận được sự kính trọng của người khác đây là kính trọng phát ra từ nội tâm trước đây ngẩng đầu ưỡn ngực lỗ mũi hướng lên trời đi bộ nghênh ngang cũng không có ai phục hôm nay thì khác ưỡn ngực ngẩng đầu tràn đầy tự tin mở to mắt đi bộ cho tới chưa cũng không đụng phải một gã ăn trộm nào mặt trời chói chang trên đầu lại có người dân nhiệt tình chủ động đưa thức ăn nước uống tới cho đám người kim thâu không bao lâu sau thành phố giang tư sẽ trở thành một nơi đáng sống điều mà giang hải muốn chính là một nơi yên bình như thế này đây gặp lại tần hiên người này lại có chút ngượng ngùng anh giang mấy người đó chạy rồi thành phố giang tư còn sót lại mấy gã được gọi là đại ca cảm thấy không còn chỗ đứng cũng không biết trốn đi đâu rồi. Giang Hải cũng lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, tiếp tục đi, ai làm sai sẽ xử lý người đó, tạo nên một môi trường ổn định. Bảo vệ an ninh của thành phố Giang Tư vốn là việc của Hoành Độ Dương, nhưng mỗi một việc mà ông ta muốn làm đều phải có chứng cứ xác thật, còn phải điều động lực lượng ở khắp nơi. Giang Hải làm việc thì không cần phải đắn đo nhiều như vậy, nhanh chóng giải quyết vấn đề. À, đúng rồi. Anh Giang Công ty bảo vệ dưới danh nghĩa tập đoàn Uyển Như đã hoạt động. Giang Hải ừ một tiếng. Tần Hiên nói, có thể chúng ta sẽ không đủ người, rất nhiều người muốn thuê bảo vệ. Qua mấy ngày nữa sắp xếp đám người kim thâu đi làm việc. Giang Hải thuận miệng sắp xếp. Chương 54, mèo con Lan Kiều. Về lại biệt thự, Giang Hải hơi cau mày, nhìn về phía Cố Uyển Như đang làm việc. Nghĩ tới chuyện lúc trưa, Giang Hải trong lòng hơi khó chịu. Cố Uyển Như không phải là con gái ruột của Lôi Nhân Hào. Cố Uyển Như cũng không biết rõ. Trước đây, Giang Hải luôn có một nghi ngờ, đó chính là Lôi Nhân Hào bị ai ám hại dẫn tới bị tổn thương kinh mạch. Giang Hải lại có thêm một mối nghi ngờ, là thân thế của Cố Uyển Như. Cha mẹ vợ, họ đều có vẻ đang giấu chuyện gì đó. Rất nhiều vấn đề dù thắc mắc nhưng Giang Hải sẽ không đi tìm hiểu, bởi vì điều đó không có ý nghĩa gì cả. Cả gia đình hoàn thuận, đây chính là hạnh phúc rồi vợ ơi giang hải tiến lại gần cố uyển như chúng ta nên đi ngủ thôi anh ngủ trước đi cố uyển như tỏ vẻ hưởng thụ giang hải nói ngày nào em cũng bận rộn thế kia anh thấy đau lòng lắm hay là nghỉ ngơi mấy ngày chúng ta đi ra ngoài chơi một chút quá bận không có thời gian cố uyển như lắc đầu cũng chỉ có một mình giang hải là người rãnh rỗi đi suối nước nóng thì thế nào Tay giang Hải ấn mạnh hơn một chút. Giang Hải tựa đầu lên vai cô, tìm người nào đó giỏi giang một chút, để cho em thư giãn bớt đi. Hôm sau, giờ làm việc đã hết từ lâu rồi, nhưng Cố Uyển Như vẫn còn đang làm việc. Phía Tây thành phố sau khi mở rộng thì bắt đầu kêu gọi đầu tư, không biết bao nhiêu người đều có suy nghĩ muốn tiến vào. Nhưng phải tìm được đối tác thích hợp, lượng công việc vì thế cũng rất lớn. Trong công ty, Cố cô Uyển Như rất coi trọng nhân viên phúc lợi công ty cũng tốt nhân viên làm việc rất nhiệt tình không chỉ có cố uyển như rất nhiều người cũng đều tự nguyện ở lại làm thêm giờ vợ ơi anh đói rồi giang hải xoa xoa bụng vậy anh đi trước đi em về sau cố uyển như vẫn không ngẩng đầu lên trả lời giang hải yên lặng ngồi sang một bên nhìn cố uyển như vẫn không biểu hiện gì suy nghĩ một chút anh gửi tin nhắn cho cố vân lệ nói hôm nay không ăn cơm ở nhà sau đó bước ra cửa gọi thúy họa thông báo với tất cả mọi người chọn một địa điểm hôm nay chúng ta cùng đi ăn thúy họa liếc nhìn về phía phòng làm việc của cố uyển như vẫn còn nhiều việc lắm ạ giang hải cười ăn được a à, tôi lo chuyện ăn nha cô đi báo mọi người người không biết sẽ nghĩ giang hải là một người bị vợ quản nghiêm là một người yêu chiều vợ hết mức thúy họa cười tinh nghịch anh giang vậy tiêu chuẩn ra sao thích ăn sao cứ chọn đừng sợ tốn tiền thúy họa dùng ngón trỏ gõ gõ vào cằm suy nghĩ một chút khuôn mặt đỏ lên có chút ngại ngùng nhà hàng đồ tây ở lệ hồ được không à đồ ăn ở đó đắt lắm giang hải nói mọi người thích thì đi tôi mời thật thúy họa cười híp mắt rất vui vẻ thúy họa lập tức đi gọi tất cả nhân viên công ty được một fan rôm giả đám nhân viên vừa nghe được đi ăn ở cửa hàng đồ tây lệ hồ vui đến mức không thể chờ nổi trở lại phòng làm việc, Giang Hải đi tới khép lại tập tài liệu trong tay Cố Uyển Như. "Vợ ơi, đi ăn cơm thôi, anh bảo Thúy Họa đặt phòng ăn rồi." Cố Uyển Như hỏi anh, "Ăn ở đâu?" Giang Hải vòng ra phía sau cô, nhẹ nhàng xoa bóp cửa hàng đồ tây ở Lệ Hồ. Sau đó, Giang Hải kéo Cố Uyển Như rời đi. Một nữ nhân viên thực tập mới vừa vào công ty nhìn theo bóng lưng của Giang Hải, nhỏ giọng hỏi, "Thúy Họa, anh ấy thật sự là chồng của Cố tổng sao?" còn có thể là giả được sao? Là cố tổng tự nhận, Thúy Họa nói. Cô gái kia nghe thế thì thở dài, hy vọng tương lai chồng của em được một phần nhỏ xíu như vậy thì tốt quá. Một xíu, Thúy Họa bĩu môi, tốt bằng một phần ngàn lần là đủ. Tiếp xúc càng nhiều càng hiểu nhiều, có một lần, trong lúc vô tình Thúy Họa nghe được Cố Uyển Như nói chuyện với Giang Hải. Hóa ta tất cả nguồn vốn của tập đoàn Uyển Như đều là tiền của Giang Hải đầu tư vào. Còn nữa, Ngô Mẫn là đại thiếu gia duy nhất của Ngô gia, cũng vô cùng cung kính đối với Giang Hải. Thúy Hỏa thay Cố Uyển Như đi xử lý các loại thủ tục cho công ty, những người cần tìm để làm việc, vừa nghe là người của tập đoàn Uyển Như không nói hai lời lập tức bật đèn xanh, một đường thông suốt không gặp trở ngại. Những chuyện này cũng không phải là nể mặt mũi của Cố Uyển Như, mà là vì Giang Hải. Ngay cả dân anh chị như Tần Hiên mà cũng vô cùng kính sợ Giang Hải. Sau này tìm chồng chỉ cần được một phần ngàn của Giang Hải, không, một phần trăm ngàn thôi cũng xem như ông trời thương xót. Nhưng một người đàn ông trung tình với Cố Uyển Như, muốn gì được đó, sao dễ tìm chứ? Lúc này, Cố Uyển Như đi ở đằng trước hơi chun mũi, trên người anh sao lại có mùi thuốc lá khó chịu vậy chứ, thật đáng ghét. Sau này anh sẽ chú ý hút ít, tuyệt không để vợ anh ngửi được mùi gì nữa. Giang Hải cười theo. Ít. Giang Hải hấp tấp nói cai, anh nhất định sẽ cai thuốc giang hải ném thuốc thùng rác nịnh hót cười với cố uyển như mà cố uyển như lại hừ một tiếng quay sang một bên ăn gì uống gì cũng không sao nhưng hút thuốc thì tổn hại sức khỏe lắm nghe vợ luôn luôn nghe theo vợ thúy họa xúc động ở trước mặt cố uyển như giang hải chính là một con cừu to xác đối với người ngoài giang hải lại là có thù tất báo cái danh sưng đội vợ lên đầu này phù hợp với anh bỗng chốc đến nhiều người như vậy, nhà hàng lệ hồ cứ như đang tiếp khách đoàn. Để cố huyền như dễ ăn, Giang Hải vội cắt thịt bò bít tết cho vợ. Không cần đâu, để tôi tự làm. Mặt cố huyền như đỏ lên, bị nhiều nhân viên nhìn như vậy, cô thấy có chút xấu hổ. Giang Hải chăm sóc cô rất cẩn thận, chỉ còn thiếu đút cho cô ăn nữa thôi, thật khiến người khác phải ao ước. Thời điểm mọi người đang vui mừng thì thức ăn được mang lên thơm phức, mũi Giang Hải ngửi ngửi, lại ngửi được một mùi thơm thanh nhã giang hải thật trùng hợp giang hải không ngẩng đầu cái này chính là mùi nước hoa đắt tiền rất đặc biệt chỉ có trên người lan kiều anh đã từng ngửi thấy một lần lan tiểu thư cố huyền như thấy lan kiều lập tức đứng lên ở thành phố giang tư này có thể so sánh với lan gia cũng chỉ có quan gia mà thôi trong giới thượng lưu quả thật không có ai không biết lan kiều cho dù chưa từng được gặp cũng phải tìm mấy tấm hình của cô ta, xem qua để khắc ghi vào trong đầu. Lan Kiều mỉm cười, cô chính là Cố Uyển như phải không? Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, không ngờ cô lại là người trẻ trung xinh đẹp như vậy. Cố Uyển như cười lấy lệ, được mỹ nhân đẹp nhất thành phố khen là người đẹp, thật không biết là nên vui hay nên khiêm nhường một chút. Ngồi xuống đi, Giang Hải kéo Cố Uyển như ngồi xuống. Bất kỳ là ở đâu, chỉ cần có Giang Hải ở bên, Cố huyền như không cần phải chủ động nghênh tiếp bất kỳ người nào, huống chi đây chỉ là Lan Kiều. Sắc mặt Lan Kiều lúc trắng lúc xanh, biết Giang Hải đang cố ý làm mất thể diện của mình. Cô có chuyện gì sao? Cuối cùng Giang Hải cũng ngẩng đầu lên. Lan Kiều liếc nhìn Giang Hải rồi nói, vừa khéo hôm nay gặp nhau ở đây, tôi muốn cùng cố tiểu thư nói qua chuyện hợp tác. Lan gia chúng tôi cũng thấy hứng thú với việc phát triển ở phía tây thành phố, Hợp tác, mặt Cố Uyển như lộ vẻ vui mừng, thật không ngờ, gia tộc lớn số 1 số 2 ở thành phố Giang Tư lại chủ động tìm mình nói chuyện hợp tác. Đúng vậy, hợp tác, Lan Kiều quan sát vẻ mặt của Giang Hải. Nhưng lại khiến cho cô ta rất thất vọng, Giang Hải không hề chú ý đến cô ta, mà vẫn chăm chỉ ngồi cắt bít tết cho Cố Uyển như. Lan Kiều cảm thấy bị coi thường, rõ ràng là mình xinh đẹp mê người, thậm chí còn đẹp hơn Cố Uyển như nhiều nữ thần của thành phố giang tư ở ngay trước mặt giang hải lại coi như không thấy giang hải là đang muốn làm nhục cô ta giống như trước đây lúc ở khách sạn vậy đúng nhất định là như vậy khoảng thời gian này lan kiều suy nghĩ rất nhiều muốn lan ra tránh được mối tai họa này lan kiều chỉ có thể dâng hiến bản thân cho giang hải dĩ nhiên cô ta có thể không đồng ý nhưng kết quả lại rất đáng sợ không có ai sẵn lòng đắc tội với một võ giả nếu không có lan ra lan kiều cũng chẳng là cái gì cả không muốn mất hết tất cả lan kiều không còn lựa chọn nào khác gắng hết sức nịnh nọt giang hải lan kiều còn có một lý do khác cô ta phải phục tùng vô điều kiện các yêu cầu của giang hải nếu như một ngày nào đó giang hải muốn tặng cô ta cho người khác thì phải làm thế nào đây cho nên lan kiều bắt buộc phải làm giang hải cảm thấy hứng thú đối với mình có địa vị gì trong lòng anh hay không không quan trọng quan trọng chính là phải làm Giang Hải coi cô ta là người của mình. Nếu như Lan Kiều có một chỗ đứng ở trong lòng Giang Hải, đối với Lan gia mà nói chẳng phải là một sự trợ giúp to lớn hay sao? Giang gia bị diệt, Lan gia không tránh khỏi liên quan. Để cho Giang Hải bỏ qua thù hận, ít nhất là không truy cứu Lan gia nữa. Lan Kiều biết điều này rất khó, nhưng nếu không làm, ai có thể biết kết quả là cái gì chứ? Lan Kiều tỏ ý muốn ngồi ở vị trí đối diện Cố tiểu thư, chỗ này có người ngồi chưa? Ồ, mời ngồi, mời ngồi. Cố Huyền Như lập tức gọi người phục vụ tới, hỏi Lan Kiều muốn ăn gì. Giang Hải nói, chúng ta ăn đi, để cho cô ta ngồi nhìn đi. Nụ cười trên mặt Lan Kiều cứng đơ, những gì Giang Hải vừa nói cô ta cũng nghe thấy. Giang Hải, sao anh lại nói thế? Cố Huyền Như trách anh. Nói xong cô quay qua hỏi Lan Kiều muốn ăn gì. Lan Kiều gượng cười, Cố tiểu thư tôi không muốn ăn. Lan Kiều cũng không tìm lý do gì lấy lệ, tỏ ra rất nghe lời Giang Hải. Nói chuyện với Giang Hải, thẳng thắn sẽ tốt hơn. Lan Kiều đây là đang truyền một tín hiệu cho Giang Hải, tỏ vẻ cái gì tôi cũng đều nghe theo anh. Mặc dù không biết quan hệ của Giang Hải và Lan Kiều là như thế nào, nhưng vẻ mặt của Cố Uyển như đã cho Giang Hải biết cô đang nghĩ, chờ đến khi về nhà xem tôi xử anh như thế nào. Giang Hải nhẹ giọng nói, uống nước lọc. Lan Kiều bình tĩnh nói, được. Cố huyền như càng hoài nghi, tại sao Lan Kiều lại nghe lời Giang Hải như vậy? Nếu để cho những cậu ấm của giới. Thượng Lưu ở thành phố Giang Tư thấy được cảnh này, còn không biết sẽ khiến bao nhiêu người kinh hãi nữa. Lan Kiều tài mạo song toàn, giống như một con mèo ngoan, mà Giang Hải nói gì lại nghe nấy. Các nhân viên của tập đoàn Uyển như đang ăn uống khí thế ngất trời, ngày thường bọn họ cũng không nỡ tới những nơi đắt đỏ như thế này. Nhưng Thúy Hỏa vẫn nhìn thấy tất cả mọi chuyện mới vừa xảy ra. Lan Kiều, người này cô đã gặp qua một lần, được gọi là cô gái xinh đẹp nhất thành phố Giang Tư, muốn quên cũng khó. Giờ khắc này, Thúy Hỏa cảm nhận được từ trên người Giang Hải một loại khí chất kỳ lạ, cho người ta một loại cảm giác bề trên, xem thường tất cả. Ở trong mắt Giang Hải chỉ có Cố Uyển Như, cho dù Lan Kiều xinh đẹp hơn nữa, trong mắt anh chẳng qua cũng chỉ là một thứ hết sức bình thường. Thư ký Thúy Hỏa người phụ nữ kia là ai vậy khí chất cao quý suýt nữa tôi còn tưởng là tiên nữ hạ phàm đấy cô ấy chính là người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ thành phố giang tư này con gái lan gia lan kiều thúy họa giải thích qua loa thì ra cô ấy chính là lan kiều không ngờ cố tổng của chúng ta lại quen biết cô ấy hợp tác há là mấy câu nói là có thể xong được lan kiều cố ý nói theo ý của cố uyển như lan gia sẽ không chú trọng quá nhiều lợi ích sau nhiều lần thúc giục của Giang Hải, bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc. Mà Lan Kiều cũng đã thương lượng xong với Cố Uyển Như, ăn cơm xong cùng đi ngâm suối nước nóng. Đây vốn là điều mà Giang Hải để dành cho Cố Uyển Như, lúc này lại bị Lan Kiều nhanh chân dành trước. Lan Kiều nhìn về phía Giang Hải, ánh mắt trong veo giống như một thiếu nữ. Giang Hải, đi ngâm suối nước nóng chứ. chương 55, Nhã Lam Khanh trả thù. Giang Hải rất ghét loại người này, định cự tuyệt, cố uyển như đã cướp lời không cần phải để ý đến anh ấy không muốn cũng phải đi xem ra cố uyển như thật sự là muốn đi rồi giang hải là lái xe dĩ nhiên phải đi theo hít mắt khóe miệng giang hải nhếch lên có cái nhìn mới về con người lan kiều không hổ là tài mạo song toàn có chút bản lĩnh lớp ngụy trang của lan kiều hoàn hảo không có dấu vết nhìn như không có lòng dạ nào nhưng thực ra thì mỗi một bước đều có dụng ý giang hải nói vợ à, hay là dẫn mọi người đi cùng đi. thời gian này bọn họ đã rất bận biệu, để cho mọi người cùng hưởng thụ một chút đi. cố uyển như không có ý kiến gì, còn lan kiều càng là thái độ chủ muốn thế nào thì khách theo thế đó. giang hải lái xe, hai cô gái ngồi phía sau trò chuyện cứ như chị em thân thiết đã xa cách lâu ngày. cố uyển như không ngờ, lan kiều không hề kiêu ngạo chút nào, không chỉ có vậy, suy nghĩ của hai người cũng rất hợp nhau. đến suối nước nóng. Lan Kiều đã sắp xếp xong hết cả rồi. Các nhân viên cũng được sắp xếp xong, ba người Giang Hải thì được phục vụ đặc biệt. Trong hồ nước nóng rộng rãi, chỉ có ba người Giang Hải, cũng chỉ có một phòng thay quần áo. Lan Kiều mỉm cười nói, hai người thay quần áo trước đi. Cố huyền như không bước, ánh mắt Giang Hải nhìn Lan Kiều. Đẹp thường âm hiểm quả không sai, tắm trong suối nước nóng, thay quần áo là có thể nhìn ra Giang Hải và Cố huyền như có phải là vợ chồng thật hay không nhưng giang hải lại không quan tâm mặc cái quần đùi đi vào hồ nhếch miệng lên chuẩn bị được xem dáng người tuyệt diệu của lan kiều mặc dù thời gian ở bên cạnh giang hải không ngắn nhưng cố uyển như vẫn rất thẹn thùng ngược lại lan kiều thì tự nhiên sảng khoái mặc áo tắm hai mảnh dáng người đẹp quỷ mị như vậy khiến cố uyển như nhìn cũng phải đỏ cả mặt khóe môi lan kiều nở một nụ cười tự tin sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành làn da trắng hồng càng lộ vẻ mê người Đứng ở bên cạnh hồ, Lan Kiều có chút giật mình, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Trên người Giang Hải, những vết sẹo trông có vẻ rất dữ tợn đập thẳng vào mắt người nhìn. Giống như trải qua hình phạt ở 18 tầng địa ngục, có thể tưởng tượng được thời điểm có những vết sẹo này, cơ thể Giang Hải đã phải chịu đau đớn nhường nào. Tiến vào trong hồ nước, ánh mắt Lan Kiều vẫn liếc mắt với Giang Hải. "Lan tiểu thư, cô và Giang Hải quen nhau như thế nào vậy?" Cố Huyền như tò mò hỏi lan ra cao cao tại thượng nhưng giang hải lại rất hờ hững đối với lan kiều thậm chí phải nói là rất thiếu tôn trọng lan kiều lại giống như đã làm chuyện gì trái lương tâm mọi chuyện đều nghe theo giang hải điều này rất đáng hoài nghi chúng tôi lan kiều liếc nhìn giang hải giả vờ ngượng ngùng chúng tôi đã quen biết từ lâu rồi thật không cố huyền như càng hoài nghi quen biết từ trước còn phải xấu hổ sao giang hải lạnh nhạt nói anh và lan kiều đây đã đính hôn từ nhỏ sao cơ cố huyền như kinh ngạc há to miệng đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà lan kiều cũng kinh ngạc không ngờ giang hải lại nói thẳng ra như thế hơn nữa hôn ước của bọn anh tới hôm nay cũng chưa được hủy bỏ giang hải nhìn về phía lan kiều y tứ rất dễ hiểu chưa hủy bỏ hôn ước giang hải chính là vua của lan kiều trở tay là có thể quyết định ngày sống chết của lan gia nếu Lan Kiều còn dở thủ đoạn, Giang Hải sẽ không tiếp tục ngồi im. Nhẹ thì là bản thân Lan Kiều, nặng thì cả Lan Gia. Tất cả sẽ phải nhận trừng phạt. Cố huyền như kinh ngạc nói không ra lời, có thể đính hôn cùng với Lan Kiều, vậy thân phận của Giang Hải. Sao Giang Hải lại có thể là trẻ mồ côi chứ? Vì sao trên người anh lại có nhiều vết sẹo như vậy? Đã trải qua những chuyện gì? Giang Hải chỉ một vết sẹo trên người rồi cười nhạt nói, Lan Kiều, vết sẹo này là... À, đúng. Rồi, tôi nhớ lúc ấy là ở chỗ của Lan Tiểu Thư. Tôi đoán sẽ không ai nói với cô về sự sống chết của một người nhỏ bé như tôi. Còn có vài chỗ khác tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc ấy ăn mấy cái bánh bao giờ bẩn kia. Tôi đoán cô hẳn là không biết những chuyện này. Tất cả thù hận, cho tới bây giờ Giang Hải đều không quên. Lan ra cũng không được phép quên. Họ thật sự tưởng là Giang Hải có được Lan Kiều thì anh sẽ bỏ qua tất cả những chuyện này sao? nhưng vết thương trên người giang hải là ai tạo ra người mẹ đã chết ở ngoài biển khơi dùng cái gì để cúng tế giang gia ở thành phố giang tư nhiều vong hồn như vậy đã có ai đi minh oan cho họ chưa sở dĩ giang hải cho lan ra cơ hội kéo dài hơi tàn là vì đáp trả ân tình của bạch lý hưng giang hải đang chờ lan ra động thủ bởi vì giang hải chưa từng nói ý định gì với lan kiều giang hải chính là một đại đao phủ bất cứ khi nào cũng chém xuống lan ra trên đường trở về, Giang Hải vừa lái xe vừa siết bàn tay của Cố Uyển Như. Hai người thật sự có hôn ước sao? Cố Uyển Như lại hỏi. Cố Uyển Như không nghĩ ra, tại sao Giang Hải lại muốn trở thành lái xe của mình, tại sao lại trở thành chồng hờ của mình? Giang Hải rõ ràng là có thể đi tìm Lan Kiều, thực hiện hôn ước kia. Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy cảm, Cố Uyển Như cảm thấy Lan Kiều không hề có ý định chối bỏ Giang Hải thậm chí còn mong xảy ra chuyện gì cùng với giang hải cố uyển như cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt em mới là vợ của anh nắm lấy tay của cố uyển như siết chặt lòng bàn tay càng muốn nắm chặt hơn một chút vậy anh có thể nói một chút về chuyện của anh được không rất lâu rất lâu trước đây đừng bịa ra một câu chuyện để kể cho em nghe em không muốn nghe nữa cố uyển như rút tay ra khỏi tay giang hải bịt tai lại mỗi lần nói đến vấn đề nghiêm túc, Giang Hải luôn sẽ nói bậy nói bạ. Trong một chiếc xe taxi, mặt mũi nhã lam khanh vặn vẹo khó coi, nắm chặt một đống báo cáo trong tay. Cô ta không mang thai, càng không có bệnh ung thư gì hết. Bệnh phụ khoa thì vẫn có một chút, nhưng lên giường cùng nhiều đàn ông như vậy, đều bình thường. Nhã Lam Khanh tức giận, mua về một đống thuốc bôi để trị mấy cái ngứa ngáy, thật muốn thiếu chút nữa thì lấp đầy thuốc vào chỗ ấy luôn. Lại nhìn những tờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện, tốn không ít tiền khiến cô ta vô cùng bực mình, tức muốn nổ tung. Nhiều thuốc như vậy, lại bỏ đi vô ích. Nhã Lam Khanh nghiến lợi, "Cố Uyển Như, tôi nhất định khiến cho cô phải trả giá thật đắt." "Tên lái xe hèn hạ, anh chờ đó cho tôi." Cầm điện thoại ra, gọi đến một số điện thoại. "Ung tiểu thư, là tôi, Nhã Lam Khanh." Người bên đầu kia điện thoại chính là Ung Tiểu Ni. "Phụ nữ thường hay ghen tị." lại bị Giang Hải châm chọc, còn bị lừa tiêu bao nhiêu tiền như vậy, ung tiểu ni sao có thể nhịn được cục tức này. Biết được kế hoạch đầu tư vào thành phố Giang Tư của huyền gia, ngay sau đó cô ta đã có kế hoạch. Chuyện này bàn đến đâu rồi? Ung tiểu ni gần giọng hỏi. Ung tiểu thư, chuyện huyền gia hợp tác cùng với tập đoàn Uyển như có lẽ hơn 90% là xong. 90%, ung tiểu ni giọng tranh chua nói, tôi muốn chính xác nhã lam khanh vội vàng đáp lại tôi nhất định phá nát hợp tác của họ ung tiểu ni nói tôi thấy cô phải hoàn thành giao dịch này sao nhã lam khanh nghĩ là mình nghe lầm vội hỏi lại hoàn thành giao dịch ung gia và huyền gia vẫn luôn là quan hệ cạnh tranh sao ung tiểu ni lại đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy ung tiểu ni cười nhạt cô làm như này như vậy hiểu chưa nhã lam khanh cười gian xảo ung tiểu thư tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng trong khách sạn, Huyền Thanh nhìn chằm chằm điện thoại di động, trong điện thoại di động là ảnh của Cố Uyển Như. Vừa thuần khiết lại xinh đẹp, nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Bên trên cạnh là một chồng tài liệu, đây là tài liệu mà Huyền Thanh bảo người chuyển cho Cố Uyển Như. Xinh đẹp thanh thanh khiết như vậy, lại không mất đi vẻ thành thục nữ tính. Quả là cực phẩm hiếm có. Huyền Thanh khẽ miệng cười dâm đãng. Những người mà Huyền Thanh từng chơi đùa qua, ví dụ như Mỹ Na nhã lam khanh chỉ có thể coi là mấy cô gái làng chơi họ chỉ biết làng lơ phục vụ che mặt lại thì cũng chả có gì khác nhau treo mấy tờ lịch ảnh lên mặt cứ lật một tờ lại thành một cô khác thế mới có chút cảm giác mới mẻ so sánh một chút cố uyển như mới đúng là phụ nữ thật sự huyền thanh bị kích thích bởi cái cảm giác chinh phục cái gì tôi muốn đừng mơ chạy được kết hôn rồi sao tôi cũng đâu cần kết hôn chơi vui chẳng phải đủ rồi sao Huyền Thanh nghĩ cô gả cho Giang Hải chẳng qua chỉ là che giấu tai mắt mọi người thôi, Cố Huyền Như nhất định là nhân tình của một nhân vật nào đó, thay mặt để quản tập đoàn Huyền Như thôi. Cố Huyền Như loại vừa thành thục lại không mất đi vẻ thanh khiết này, nếu trực tiếp đưa tiền sẽ không ổn. Lướt qua thông tin về Cố Huyền Như, nụ cười của Huyền Thanh càng trở nên nham hiểm. Ồ, thì ra là ở rể, làm rể hờ. Nhìn chăm chăm vào hình của Cố Huyền Như, anh ta tưởng tượng cảnh hành hạ cô thế nào cho đã huyền thanh gọi mỹ na đang ở phòng bên qua để dập ngọn lửa dục vọng của anh ta tiếng gõ cửa vang lên huyền thanh mở cửa ra chợt sửng sốt một chút người tới không phải là mỹ na người đứng ở ngoài cửa lại là nhã lam khanh cô tới làm gì đừng lại gần tôi huyền thanh sợ hãi cái loại bệnh ke nghe qua thật quá đáng sợ huyền thiếu em không có bệnh là tên lái xe hèn hạ kia nói bậy nhã lam khanh vội vàng giải thích anh nhìn xem đây là kết quả xét nghiệm của bệnh viện anh ta có chút nghi ngờ nhìn thấy kết quả kia huyền thanh thở phào nhẹ nhõm cũng không mang thai không có em cũng không biết bệnh viện kiểm tra như thế nào huyền thiếu yên tâm em đã xét nghiệm nhiều lần rồi em thật sự không bị bệnh gì cũng không mang thai em vẫn luôn ở bên cạnh anh làm sao em có thể dính vào cái loại bệnh đó chứ không có bệnh vậy thì vào đi huyền thanh như thả lỏng sau đó mỹ na cũng tới chính là cái loại biến thái tận hưởng năm phút sau nhã lam khanh hờn dỗi huyền thiếu anh cũng thật lợi hại huyền thanh lại cầm hình của cố huyền như lên liếm môi hai người tìm cách làm sao để cô ta lăn lên giường với tôi huyền thiếu anh không cần chúng em sao huyền thanh hừ lạnh trong lòng chờ có được cố huyền như tôi sẽ lập tức cho hai người cút đi cho khuất mắt tất nhiên vẫn là các em nhất sau đó cố uyển như nhận được điện thoại của huyền thanh cố tiểu thư thật xin lỗi lần trước có chút việc gấp cô xem khi nào có thể tiếp tục bàn có điều cố uyển như không muốn gặp nhã lam khanh nói qua loa hồi lâu cũng chưa cho một câu trả lời chính xác huyền gia ở thành phố giang thanh cũng có chút địa vị nhưng cố uyển như làm ăn chưa bao giờ nhìn xem trọng địa vị hợp tác cùng có lợi mới là điểm quan trọng huyền thanh thành ý cố tiểu thư tôi cảm thấy giữa chúng ta có lẽ có chút hiểu lầm tôi mong không nên mang ý chí cá nhân vào công việc huyền gia chúng tôi ở thành phố giang thanh cũng có chút danh tiếng tập đoàn uyển như hợp tác cùng huyền gia cũng có thể tạo ra một quan hệ mật thiết hỗ trợ nhau cố tiểu thư có thể mời cô bữa cơm để bàn chuyện cố Huyền như cảm thấy có chút nghi ngờ nói về chuyện hợp tác đến công ty nói há chẳng phải là tốt hơn sao tại sao phải ăn cơm mới nói được chứ Chương 56, lại động thủ. Trước giờ, Cố Huyền Như vẫn rất bài xích văn hóa bàn chuyện trên bàn ăn, nếu có chuyện gì thì cứ thẳng thắn mà nói ra quan điểm của mình không phải là rất tốt sao? Cố Huyền Như cho rằng đó có lẽ là thói quen của Huyền Thanh. Có lẽ vui vẻ thoải mái bàn việc mới có thể thành được. Đồng thời, tránh tới công ty rồi lại vô tình gặp phải chuyện gì xấu mặt. Cố Huyền Như đồng ý nói, tôi đồng ý, vậy bao giờ Huyền thiếu có thời gian rảnh? Trưa nay đi tôi sẽ đặt bàn. Cúp máy xong, cô nói với Giang Hải đang nằm lười như mèo, Huyền Thanh mời tôi ăn cơm để nói chuyện hợp tác, anh đi cùng nhé. Anh chính là kẻ vô công dỗi nghề, chỉ có thể theo em, ngoài theo em ra có thể theo ai được. Giang Hải ra vẻ không để ý đến. Cố Huyền như lường anh một cái, nhìn đồng hồ rồi lên kế hoạch công việc. Lại nhìn Giang Hải, tự nhiên mặt cô đỏ lên. Sao cô lại muốn anh đi cùng chứ, sao lại còn nói ra một cách tự nhiên như vậy? lúc này cố uyển như mới phát hiện ra trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi nhưng cô đã quen với việc có giang hải ở bên cạnh rồi cũng đã quen với việc có chuyện gì cũng sẽ tìm giang hải để bàn bạc người đàn ông này không biết từ lúc nào đã chiếm một vị trí trong trái tim của cô cô phải làm sao bây giờ thật sự thích giang hải rồi lên xe giang hải hỏi chúng ta đi đâu cố uyển như nói địa chỉ giang hải nhíu mày Chỗ đó không phải là nơi mà mấy đôi yêu nhau hay hẹn hò sao? Trước đó nhiều nhân viên nữ trong công ty muốn hẹn hò với Giang Hải ở đó, nên anh biết chỗ này. Vào nhà hàng, nhân viên phục vụ cũng rất chuyên nghiệp hỏi hai người Giang Hải tìm ai, sau đó ngay lập tức dẫn họ vào một phòng ăn đã được đặt trước. Giang Hải cười khẽ, "Vợ à, xem ra Huyền thiếu này là một người rất lãng mạn đó." "Anh đừng suy nghĩ lung tung, chỉ là bàn chuyện." Cố Huyền như nói tiếp, "Có lẽ anh ta cũng không cố ý." Giang Hải bước vào phòng trước. Huyền Thanh nhìn thấy Giang Hải, gương mặt đang tươi cười thì cứng đờ. Rất nhanh anh ta điều chỉnh lại ngay, anh ta đứng lên, vươn tay ra tỏ ý chào hỏi. Giang Hải lễ phép chia tay ra, nhưng Huyền Thanh lại đi vụt qua anh, đi về phía Cố Huyền Như. Chào Cố Tiểu Thư xinh đẹp. Xin chào Huyền Thiếu. Sắc mặt Cố Huyền Như khó chịu, ngoài miệng thì khách sáo, nhưng lại không giơ tay ra. Anh ta muốn mượn chuyện bắt tay để làm nhục Giang Hải hai người huyền thanh cùng nhã lam khanh và mỹ na vật nhau tới khuya nên hai mắt còn hơi đỏ vì thiếu ngủ mặc dù như vậy nhưng huyền như vẫn nhìn ra dục vọng khó giấu trong mắt anh ta ánh mắt giang hải cũng có chút không hài lòng tên huyền thanh này ánh mắt xấu xa như vậy có phải là muốn chết không huyền thanh ngượng ngùng rút tay lại hoàn toàn không nhìn giang hải anh ta lấy qua một bó hoa cố tiểu thư tặng cô tôi thấy vẻ đẹp của bó hoa này thua xa cô Cố huyền như không nhận hoa của anh ta, bởi vì huyền thanh cố ý làm nhục Giang Hải. Mặc kệ người khác nói như thế nào, thì trên danh nghĩa Giang Hải chính là chồng của cô mà. Cảm ơn, chắc là huyền thiếu không biết rồi, tôi rất ghét hoa. Huyền thanh tiện tay ném sang một bên, cười trừ nói, cũng đúng, loại hoa này làm sao có thể xứng với cố tiểu thư được chứ. Huyền thanh kéo ghế cho cố huyền như, cố tiểu thư, mời ngồi. Mặt cố huyền như hơi đỏ, nhưng vẫn lễ phép nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống hôm nay tới đây là bàn chuyện hợp tác không muốn vì mấy chuyện vặt vãnh làm ảnh hưởng tới chuyện làm ăn ở đây hết chuyện của anh rồi anh có thể về đi huyền thanh liếc mắt nhìn giang hải anh ta nói không kiên nể chỉ là một tên ở rể còn là lái xe hèn mọn tư cách gì mà ở đây càng không có tư cách bắt tay hay ngồi đây chỉ là một gã chồng hờ chỉ là cái bia để cố uyển như che mắt người khác mà thôi đối với huyền thanh thì chỉ là một con chó thôi có lẽ là lúc cố uyển như hầu hạ vị đại gia ở sau lưng kia giang hải còn phải ở bên ngoài giữ cửa nữa cũng không chừng cái loại như anh ta mà cũng muốn cùng mình bắt tay đứng là quá nực cười không đợi cố uyển như nói chuyện huyền thanh đã không khách sáo nói ngay lập tức cút càng xa càng tốt giang hải vẫn nở nụ cười hết sức tự nhiên giang hải tươi cười Xem ra Huyền Thanh đúng là loại người nịnh nọt. Huyền thiếu, Cố Huyền Như đứng lên, tức giận tới mức đỏ bừng mặt. Giang Hải vẫn luôn đối xử với cô là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không để cô phải chịu một chút ấm ức nào. Nên Cố Huyền Như cũng không cho phép ai sỉ nhục Giang Hải, bất cứ ai cũng không được. Anh đừng có quá đáng. Hôm nay tôi tới đây là muốn nói chuyện hợp tác với anh, không ngờ anh lại nói chuyện không lịch sự như vậy anh hãy xin lỗi giang hải đi sắc mặt huyền than thay đổi cười nhạo xin lỗi tôi lại phải xin lỗi một con chó canh cửa á cô tiểu thư cô cũng đừng giả vờ nữa anh ta chỉ là một tấm lá chắn cho cô thôi trong lòng chúng ta đều biết rõ mà tuy tôi không biết người đứng sau đứng lưng cô là ai nhưng đừng lo chỉ cần cô đi theo tôi những thứ người đó cho cô tôi cũng có thể tôi là con trai độc nhất của huyền gia tuy ở thành phố Giang Thanh Huyền gia chưa phải lớn nhất, nhưng cũng không ai dám đắc tội với Huyền gia đâu. Huyền Thanh ngẩng mặt lên, đầy vẻ thách thức. Dù sao cố Huyền như cũng chỉ là đang giả vờ thanh thuần mà thôi, những cô nhân tình của mấy vị đại gia thì cũng chỉ là đồ chơi thôi mà. Chỉ cần tập đoàn Huyền như hợp tác cùng Huyền gia thì lợi ích sẽ vô cùng lớn, dù có là ai đi chăng nữa thì cũng không vì một người phụ nữ mà sẽ bỏ qua lợi ích lớn như vậy. Huống chi, kiểu người con gái như Cố Uyển Như tuy là hiếm thấy, nhưng không phải là không có. "Quyền thiếu, tôi nhắc lần nữa, anh xin lỗi Giang Hải ngay." Cố Uyển Như giận dữ nói, "Giang Hải là chồng của tôi, tôi không cho phép ai dám sỉ nhục anh ấy. Nếu anh không xin lỗi, tập đoàn Uyển Như sẽ không bao giờ hợp tác với Huyền gia, hơn nữa tập đoàn Uyển Như cũng sẽ đối đầu với Huyền gia." Ánh mắt Giang Hải sáng lên, nhìn chằm chằm vào Cố Uyển Như. Lần đầu tiên lần đầu tiên cố huyền như đứng ra bảo vệ anh như vậy ở trước mặt người ngoài. Cũng là lần đầu tiên cô nhắc đến việc anh là chồng cô một cách nghiêm túc như vậy. Giang Hải rất cảm động. Cố huyền như, cô đang nghiêm túc sao? Cô không đùa đấy chứ? Huyền Thanh sửng sốt, cười lớn, cô dám uy hiếp huyền ra, cô không nhìn lại xem tập đoàn huyền như của cô có cái khả năng ấy không? Ánh mắt cố huyền như kiên định mà quật cường, khẽ cắn răng, tôi đang rất nghiêm túc, anh hãy xin lỗi Giang Hải ngay anh ta, không đủ tư cách. Cố Uyển Như, cô được tôi để mắt đến là vận may của cô, những người khách muốn còn không được đó. Muốn tôi xin lỗi anh ta, đúng là nực cười. Huyền Thanh hít mắt lại, đánh giá Cố Uyển Như một lần nữa. Lúc vào cửa được ông đây khen vài câu nên tưởng bản thân mình cao giá lắm hay sao? Nhưng ngay lập tức, Huyền Thanh đã cảm thấy có dự cảm không lành. Trong mắt Cố Uyển như không có tí e ngại nào, chẳng lẽ là... Chẳng lẽ ngay lập tức Huyền Thanh gạt bỏ cái giả thuyết này. Không phải đâu, ông ta muốn bảo vệ Cố Huyền như thì còn hiểu được, nhưng chẳng hơi đâu đi bảo vệ một tên lái xe đâu. Đúng là nhiều người cứ nghĩ mình là nắng rồi tự cho mình cái quyền chói trang, tự cho mình là ngọc nữ chắc, xem xem hôm nay tôi sẽ dạy cô thành dâm nữ cho mà xem. Huyền Thanh nói, cố tiểu thư, lần này hợp tác, Huyền gia có thể nhường cho cô lợi ích lớn như vậy, cũng sẽ giúp cô lo lót cả thị trường của thành phố Giang Thanh nữa. Hơn nữa, tôi còn có thể cho cô những lợi ích to lớn khác nữa. Đương nhiên, nếu cô muốn có được những thứ đó, thì cô cũng nên biết phải làm như thế nào rồi đó. Dự án này, cố huyền như nhấc túi sách lên, hủy bỏ dự án này, tôi sẽ không hợp tác với huyền gia. Cố huyền như đứng ở bên cạnh Giang Hải, cô nói, tôi đã quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, tất cả các dự án của tập đoàn huyền như đều sẽ không hợp tác với huyền gia. Chỉ cần tập đoàn huyền như còn tồn tại, tuyệt đối sẽ không hợp tác làm ăn với Huyền gia nữa. Huyền Thanh vô cùng bất ngờ. Anh ta nghĩ mặc dù cô Huyền như không quan tâm đến dự án này, nhưng lợi ích từ trên trời rơi xuống kia chẳng nhẽ cô cũng không thèm. Chẳng lẽ anh ta còn chưa nói rõ ràng sao? Không lẽ làm gái mà còn muốn lập đền thờ sao? Vừa ăn cắp lại còn muốn la làng. Cô Huyền như, tôi cho, cô nói lại một lần nữa, nếu không. Không cần, Cố huyền như nhấn mạnh, tập đoàn huyền như tuyệt đối sẽ không hợp tác cùng huyền ra nữa. Huyền thanh giận dữ, cố huyền như, cô quá ngông cuồng rồi. Chỉ cần huyền ra nói một tiếng, đừng nói đến việc tiến vào thị trường thành phố Giang Thanh, tập đoàn huyền như cũng sẽ chết ngay tại chỗ. Kể cả có ở lại thành phố Giang Tư chắc chắn cũng sẽ khó sống. Cố huyền như giữ chặt tay Giang Hải, chúng ta đi. Đợi đã. Mắt huyền thanh thức giận, sớm biết như vậy, đã tìm người trực tiếp trói cố uyển như lại cho xong. Ép cô ký vào hợp đồng là được rồi. Loại phụ nữ này chỉ cần cầm trên tay chơi đùa, sau đó cho cô ta ít lợi ích là được rồi. Sớm biết như thế, đã nghe theo lời của Nhã Lam Khanh rồi. Giả vờ quân tử làm gì chứ, đúng là tự mình hại mình. Huyền Thanh nói, cô có biết bây giờ cô đi ra khỏi đây thì sẽ nhận hậu quả gì không? Tôi khuyên cô đừng giả vờ rụt rè nữa, đằng nào mà chẳng vậy, ngoan ngoãn cố huyền như không muốn nhìn thấy anh ta một chút nào nữa đúng là ghê tởm mà lôi kéo giang hải rời đi huyền thanh bước nhanh lên trước túm cổ tay cố huyền như kéo về phía sau từ trước đến giờ phụ nữ ông đây muốn đều chưa bao giờ không có được hôm nay cô phải buông tay giọng giang hải lạnh lẽo bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay huyền thanh chậm rãi siết chặt huyền thanh kêu lên vội vàng buông tay ra nhưng giang hải vẫn siết chặt cổ tay của anh ta anh xỉ nhục tôi tôi có thể coi như anh sủa cho vui nhưng nếu dám động tới vợ tôi thì không được tôi sẽ nghĩ anh đang muốn chết trong mắt giang hải tràn ra sát khí huyền thanh bị bóp tay đau đơn nếu đứng thẳng lên thì cổ tay sẽ gãy ngay lập tức buông ra huyền thanh la lên tao bảo mày buông tay ra giang hải đúng là buông tay ra đồng thời cũng tát một bạt tai nửa bên mặt của huyền thanh bị tát cho một cái mày dám đánh tao huyền thanh bụng mặt không thể tin vào việc vừa xảy ra chỉ là một tên lái xe thối tha chỉ là một thằng chồng hờ mà lại dám đánh anh ta đúng tôi đánh đấy dám động đến vợ tôi tôi đánh anh là đúng thôi ánh mắt giang hải lạnh như băng lóe lên sát khí tựa như đang nhìn một con chó hơn nữa còn là một con chó sắp chết cho dù là ai đánh mắng thậm chí là chửi rủa anh giang hải cũng sẽ không để ý dù sao cũng chỉ là một con chó đang sủa mà thôi nhưng không ai được phép nói năng lỗ mãng với cố uyển như động tay động chân thì càng không được nếu ai dám động vào cô giang hải sẽ không ngần ngại cho kẻ đó một vé tàu nhanh đi ngắm gà khỏa thân nói xong giang hải kéo tay cố uyển như xoay người rời đi huyền thanh bụng mặt ngây ngốc đứng tại chỗ anh ta không dám nói năng lung tung nữa bị giang hải đánh cũng chưa là gì quan trọng nhất là ánh mắt kia, Huyền Thanh tin rằng Giang Hải thật sự có thể ra tay giết người. chương 57, êm đềm trước sóng. ồn ào kia thu hút nhân viên phục vụ, hai nam một nữ, vừa nhìn đã biết là một vụ đánh ghen rồi. Những lời nói thì thầm vang lên, mọi người nhao nhao nhìn về phía Huyền Thanh và chỉ trỏ. Tên kia đúng là cặn bã, vợ người ta cũng đi dòm ngó. Cha nam, anh trai kia thật mạnh mẽ a. À. Thế thì thế nào, tôi muốn tìm chồng như thế đó tiền bạc phù du thôi nghe thấy những lời bàn tán của những người ở xung quanh sắc mặt huyền thanh càng ngày càng khó coi không còn mặt mũi mà đứng ở đây nữa mặt mày xám xịt rời đi huyền thanh vốn dĩ còn mang theo thành ý ít nhất cũng có thể đem lại rất nhiều lợi ích cho cố huyền như cho thể diện rồi lại còn không muốn lại bảo một người lái xe ra tay đánh mình nữa âm thầm cắn răng đợi tôi đưa được cô vào chồng rồi để xem tôi giày vò cô như thế nào. Ông đây chơi chán rồi sẽ tặng cô cho người khác, đồ phụ nữ lẳng lơ, đợi đó cho tôi. Còn thằng lái xe rách nát kia nữa, ông đây sẽ làm cho mày sống không bằng chết. Lấy điện thoại ra, Huyền Thanh gọi vào một số điện thoại. Cha, tập đoàn Huyền như rốt cục là cái cái quái gì? Không coi trọng lời mời hợp tác của Huyền ra thì thôi. Bọn họ, bọn họ còn bảo một thằng lái xe đánh con. Con nói thật mà, cố tổng của tập đoàn Uyển như còn nói không bao giờ hợp tác với huyền gia chúng ta. Cô ta còn nói sẽ làm cho huyền gia chúng ta đừng mơ tưởng ở giang tư kiếm lợi, đối đầu với huyền gia. Đầu dây bên kia, một giọng nói mạnh mẽ vang lên, cô ta thật sự nói vậy. Xem ra việc kia là thật rồi. Việc gì thế cha, huyền thanh hỏi. Tập đoàn huyền như có liên quan tới tập đoàn cố thị. Chúng ta xưa nay vẫn không hợp với ung gia, con danh chết tiệt ung tiểu ni kia thì sống chết muốn gả cho một thằng nhóc tên là Cố Nhân. Cố Nhân với Cố Huyền như là anh em họ của nhau. Huyền Thanh nghiến răng nói cha, sao cha không nói sớm, nếu biết từ trước thì con cũng không phải chịu thiệt thòi lớn như thế này rồi. Cha, cha bảo anh con sắp xếp cho con mấy người, nhất định phải biết đánh nhau đó. Cục tức này con nuốt không trôi được. Anh ta đánh không chỉ là mặt của con mà là mặt mũi của cả huyền gia trong một văn phòng sang trọng ở thành phố Giang Thanh, sắc mặt Huỳnh Thiên Thế u ám. Sau khi đặt điện thoại xuống thì gọi một người mặc áo đen vào. Huỳnh Thiên Thế rất hiểu con trai mình, chắc chắn là chọc người ta trước. Nhưng không quan trọng, huyền gia có thể phóng hỏa nhưng tập đoàn huyền như nhỏ bé kia thì thắp một ngọn đèn dầu cũng không được. Huyền gia ở thành phố Giang Thanh cho dù không phải là gia tộc hạng nhất, nhưng đối với thành phố Giang Tư thì chính là một nhân vật lớn rồi có thực lực thì có thể bá đạo như thế đó. Nếu như huyền thanh đánh người thì cũng thôi đi, nhưng lại còn đánh lại, không cần biết đúng sai thế nào thì việc này cũng không thể cứ thế mà bỏ qua được. Hơn nữa mở miệng ra lại nói lời kiêu ngạo như vậy, coi huyền ra là kẻ thù, tập đoàn Uyển như cũng xứng hả. Huỳnh Thiên thế nói, nói bảo Khang sắp xếp mấy người đến hỗ trợ Bảo Luân. Người áo đen cúi người, rồi nhanh chóng rời đi. Huỳnh Thiên thế nhìn sang bên cạnh, hỏi người trước mặt, anh nói ung gia đang chuẩn bị lễ cưới à? Thật nực cười, muốn ở rể. Người kia nói, không sai, thời gian lễ cưới là nửa tháng sau, xem ra rất gấp gáp. Nghe nói ung tiểu ni có thai rồi. À, còn nữa, vừa mới điều tra rõ ràng, những thế lực ngầm ở thành phố Giang Tư toàn bộ đều bị diệt hết rồi. Hử, Huỳnh Thiên Thế nghe thấy câu nói này thì sững lại. Người kia nói, dựa vào tin tức nhận được, là do một người tên là Tần Hiên và Thiên Thần Sa Đoạ làm. Mà tất cả những sản nghiệp của hai anh em Tần Hiên đều được quy về dưới danh nghĩa của tập đoàn Uyển Như. Tên tuổi của Thiên Thần Sa Đoạ đã lan truyền đến thành phố Giang Thanh rồi. Tần Hiên cũng tuyệt đối không thể nào ngờ tới được bản thân cũng có tiếng tăm ở thành phố Giang Thanh. Nhưng mà có rất nhiều tay anh chị xì mũi coi thường chuyện này, một kẻ tiểu nhân đi đánh lén, nếu muốn nhảy vào thành phố Giang Thanh sợ là sẽ bị nuốt sống đến một sợi lông cũng chẳng còn. Bây giờ, cả thành phố Giang Tư chẳng còn chút sản nghiệp phi pháp nào nữa. Những côn đồ vô lại kia bây giờ làm bảo vệ an ninh trật tự trên phố rồi. Thế này thì lại có chút thú vị rồi, Huỳnh Thiên Thế gà tàn của điếu xì gà, chậm rãi hút một hơi. Người kia ngập ngừng muốn nói lại thôi. Huỳnh Thiên Thế cao mày, còn có tin tức gì khác sao? Những thế lực ngầm của thành phố Giang Thanh cũng có chút thay đổi rồi, hôm qua Hồng Nghị Lão chết rồi không phải là tàn phế rồi sao? Nhiều kẻ thù như vậy, sớm hay muộn thì đều phải chết thôi. Huỳnh Thiên Thế chẳng quan tâm lắm. Ông chủ, Hồng Nhị Lão bị đánh cho tàn phế ở thành phố Giang Tư, có người nói là do thiên thần sa đoạn làm. Hơn nữa Lam Sâm cũng bị giết ở bên đó. Huỳnh Thiên Thế trợn mắt lên nhìn, cậu là đang muốn nói thân phận của Cố Uyển như không phải bình thường ư. Rất có khả năng có người ở sau lưng, hơn nữa còn là một nhân vật lớn nữa. Huỳnh Thiên Thế gật đầu cha, lập tức điều tra, xem có phải là gia tộc lớn ở phương Bắc không, hoặc là lôi đại ca làm. Thế giới ngầm ở thành phố Giang Thanh thì bàng đại ca và lôi đại ca đã chiếm một nửa rồi. Người của bàng đại ca gặp chuyện ở bên ngoài, cho dù không phải là lôi đại ca làm thì cũng bị hoài nghi. Hôm nay Hồng Nhị Lão chết rồi, bàng đại ca cũng như là bị mất đi một cánh tay, không khí có chút căng thẳng. Huỳnh Thiên Thế không đi con đường luẩn quẩn của thế giới ngầm, nhưng muốn kiếm tiền thì ít nhiều cũng phải có qua lại với những người đó. Chuyện làm ăn của thế lực ngầm cũng cần có nhân lực của thế lực ngầm. Người, chỉ cần có được sự su nịnh, tầng bốc khôn khéo linh hoạt thì mới có thể sống được. Đã từng có rất nhiều người tài giỏi tự mình vươn lên, người nào cũng hăng hái ham hở. Không coi người của thế giới ngầm ra gì, kết cục thế nào cả rồi. Biến mất chỉ sau một đêm, cứ như là chưa từng xuất hiện trên thế giới này giống như thành phố Giang Thanh, không cần biết là ngầm hay không ngầm, vẫn luôn phải làm thân với hai vị đại ca này. Nếu không có mối quan hệ nào với một trong hai người, tuyệt đối không thể tồn tại được. Cái chết của Hồng Nhị Lão không chỉ có huỳnh thiên thế cho người đi điều tra, mà rất nhiều người trong thế giới ngầm cũng đều đang điều tra. Tần Hiên rốt cuộc là từ đâu tới mà lại có gan dám đụng vào người của bàng đại ca. Bối cảnh sau lưng Tần Hiên là ai? Về phía cố huyền như, chỉ là một người phụ nữ yếu đuối mà thôi rất dễ bị làm lơ xem nhẹ chẳng qua chỉ là một bình hoa đặt ở phía trước để tô điểm mà thôi huỳnh thiên thế chậm chạm nhả khói thuốc trong lòng cảm thấy kỳ lạ hồng nhị lão chết rồi mà bàng đại ca vẫn có thể ngồi yên được ư lẽ nào không phải nên lập tức sắp xếp người tới thành phố giang tư để xử lý thiên thần sa đọa với tần hiên sao kỳ lạ thật tình hình ngày này khiến người ta có chút khó hiểu giang hải lái xe nắm chặt lấy tay của cố uyển như nhịp nhàng gãi gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô anh cười gì thế bị người ta mắng ngốc rồi nghĩ tới huyền thanh cô lại thấy tức giận sao anh ta lại có thể nói chuyện như thế chứ cư xử tùy tiện lời lẽ ngang ngược kiêu ngạo ánh mắt thì hèn hạ đứng ở đằng xa vẫn có thể ngửi thấy mùi thối nát trên người anh ta giang hải cười một tiếng nắm bàn tay như ngọc của cố uyển như anh vui sao lại không thể cười người khác coi thường anh cũng chẳng sao cả anh vui là vì em giang hải thu khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc bởi vì vợ anh đang quan tâm anh để ý tới anh có phúc cùng hưởng có hỏa cùng chịu với anh anh tự luyến đi cố huyền như muốn rút tay về nhưng rút mấy lần cũng không được nên không rút nữa anh thả tay ra em đau không thả nắm chặt tay em cả đời này anh cũng sẽ không buông tay em đâu giang hải cười vui vẻ nói anh muốn nắm tay em đưa em đi khắp thế gian này. Cố huyền như bảo vệ Giang Hải, nhận anh là chồng mình ở trước mặt người ngoài. Chỉ mấy câu ngắn ngủi, trái tim hai người lại gần như thế. Vợ à, thương lượng với em chuyện này. Chuyện gì, anh nói đi. Cố huyền như hỏi. Giang Hải nói, anh muốn đi xem phim với em. Khoảng thời gian này cố huyền như quá mệt mỏi, mỗi ngày đều bận rộn tới khuya. Xem phim là tiết kiệm thời gian nhất giang hải lập ra tập đoàn uyển như cho cố uyển như luyện tập thấy cô mệt mỏi lại làm anh đau lòng cho cô không đi có nhiều việc phải làm lắm cố uyển như đỏ mặt lên miệng thì từ chối nhưng mà trong lòng thì lại rất muốn đi ăn cơm xong sẽ đi ngâm suối nước nóng giang hải tiếp tục nói không đi vừa mới ngâm rồi còn gì giang hải nói ai cũng công việc anh còn chưa nói với em được câu nào giang hải giả vờ tuổi thân không về nhà ăn cơm à trong lòng cố uyển như ngầm đồng ý cô cũng muốn thư giãn một chút giang hải nói anh thấy chúng ta nên ra ngoài chơi cứ ở nhà ăn cơm mãi sẽ ảnh hưởng tới cha mẹ đó ảnh hưởng tới họ á cố uyển như không hiểu giang hải cười thì thầm lần trước về anh nghe lỏng được tiếng họ đang hôn nhau rất có thể họ lại sinh thêm cho em một đứa em trai đó anh nói lung tung cố uyển như rút tay về tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ mặt đỏ hồng lên. Đi qua ngã tư, Giang Hải nhìn thấy Kim Thâu. Thằng nhóc ấy đang đứng cùng một người cảnh sát giao thông ở giữa đường. Nhìn kỹ lại thì ra là đang điều khiển giao thông. An ninh trật tự của thành phố Giang Tư hiện giờ thì khỏi phải nói rồi, đến cả cảnh sát cũng chẳng có việc mà làm. Chỉ cần không may vi phạm điều gì mà bị đám côn đồ nhìn thấy thì khắp cả mặt mũi chân tay đều lập tức xưng phồng lên, dưới áp lực cao như thế, cả thành phố Giang Tư ngày càng bình yên hơn đám người kim thâu này vốn dĩ nhìn thấy cảnh sát thì đều cong đuôi mà chạy mà giờ lại thân thiết như anh em người tốt đi đến nơi nào cũng được tôn trọng phát hiện ra xe của giang hải kim thâu giang tay dạng chân đứng chặn lại kéo cửa sổ xe xuống giang hải mắng đừng làm lỡ phiên trực của người ta né sang một bên đi ông đây đang giúp người ta làm việc mà anh cũng không thể ngăn chúng tôi làm việc tốt được kim thâu rất tự hào dù ngoài miệng lúc nào cũng ông đây, ông đây, nhưng trong lòng lại vô cùng kính trọng anh. Không có Giang Hải thì nào có họ của ngày hôm nay chứ? Buổi sáng vừa mới ra khỏi cửa, bà lão bán trứng gà luộc cho anh ta hai quả trứng gà để ăn. Nếu như là lúc trước, có trả tiền người ta còn chẳng thèm bán, sợ là anh ta đến cướp. Cố Huyền như cau mày, lẩm bẩm trong miệng, chẳng tốt tí nào, lúc nào cũng nói chuyện sưng hô nghe chói tai giang hải nói nghe thấy vợ tôi nói gì chưa sắc mặt kim thâu biến đổi cười khan bà chủ nói đương nhiên là đúng rồi tôi không dám thế nữa sau này còn nói ông đây nữa thì sẽ tự vả miệng có thể nói năng lung tung với giang hải nhưng không một ai dám vô lễ với cố uyển như chỉ cần một lời không hợp thì giang hải sẽ biến thành một người cuồng vợ đến phát điên cố uyển như mặt thì đỏ tim thì đập mạnh suýt chút là nhận bản thân mình chính là bà chủ rồi nhưng mà nghĩ lại thì Kim Thâu nói cũng không hề sai. Nếu như mình không phải là bà chủ thì là gì? Đèn xanh sáng lên, Giang Hải lái xe đi tiếp. Cố Huyền Như lại lẩm bẩm, con đường tồi tàn này toàn là ổ gà. Giang Hải chẳng tỏ vẻ gì, lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số. Lập tức sắp xếp người sửa lại con đường lớn của phía Tây ngay. Anh nói với ai thế? Cố Huyền Như sững sờ. Giang Hải nói, "Tần Hạo, đội công trình không phải là do anh ta quản lý à? Không cần cấp phép mà vẫn có thể sửa đường à? Giang Hải cười nói, đây là cống hiến cho xã hội, mà Hoành Độ Dương lại không tốn tiền. Ông ta ý kiến gì chứ? Hoành Độ Dương thật sự là không quản lý Giang Hải, cũng không dám quản. Hơn nữa, mỗi việc mà Giang Hải làm ngày hôm nay đều là vì tốt cho thành phố Giang Tư, Hoành Độ Dương là ngồi không hưởng lợi. Chương 58, suy tính của Lan Kiều cố uyển như nói ngày mai công trình xã hội cô nhi viện cùng viện dưỡng lão sẽ cắt băng khánh thành hiểu ý của cố uyển như giang hải nói anh sẽ bảo hoành độ dương đến tham dự ông ta tới thì mới có thể diện nghe nói xả thải bên kia hơi không ổn nâng cấp toàn bộ ngay lập tức còn nữa con sông nhỏ kia thành mương nước ô nhiễm xử lý toàn bộ đúng rồi cố uyển như vội vàng nắm chặt lấy tay giang hải anh chàng này lại lên cơn điên gì nữa đây thế này thì phải hết bao nhiêu tiền chứ không cần phung phí thế đâu giang hải chỉ lặng lẽ cười thuận tay nắm lấy bàn tay ngọc của cố uyển như nghe vợ cái gì cũng không nên quá sẽ ảnh hưởng công ty cố cô uyển như không nhỏ mọn cũng rất sẵn lòng làm những việc công ích này nhìn giang hải tìm đập thình thịch người đàn ông này thật tốt có việc gì cũng đều có suy nghĩ rất giống mình cố uyển như nói em sẽ sắp xếp một nửa lợi nhuận của công ty sẽ dùng vào việc công ích có được không suy cho cùng thì người chủ thật sự của tập đoàn uyển như là giang hải cố uyển như nỗ lực làm việc là muốn báo đáp giang hải mà thôi anh nghe lời vợ giang hải cười nói cho dù có quyên góp cả tập đoàn uyển như thì giang hải cũng sẽ không nhíu mày một cái còn có thể vỗ tay khen vợ à em thật là giỏi về đến công ty cố uyển như tiếp tục bận việc của cô ấy mà Giang Hải thì không có việc gì nằm nghịch điện thoại như mọi khi. Việc mua lại sản nghiệp trương gia về cơ bản đã xong, Cố Huyền Như cũng đang bận rộn với những công việc khác, thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người. Tất cả mọi người đều không hề ngờ tới, tập đoàn Huyền Như có thể thâu tóm toàn bộ sản nghiệp của trương gia, mà quan gia đến một cũng chẳng dám gì. Chẳng có việc gì để làm, Giang Hải bước ra khỏi văn phòng, nói chuyện phiếm với Lễ Tân. Mà lúc này, giọng nói của lan kiều từ phía sau vang lên giang hải giang hải chẳng thèm quay đầu lại anh biết lan kiều đến tìm cố uyển như để bàn chuyện hợp tác tự đi đến văn phòng đi giang hải cũng biết lan kiều chẳng qua chỉ là muốn tiếp cận mình muốn nhanh chóng hóa giải sự căm hận trong lòng giang hải mà thôi ân oán nếu như thật sự có thể dễ dàng hóa giải như thế thì cũng không có nhiều người muốn báo thù như vậy lan kiều không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo Nói một tiếng cảm ơn rồi nhấc gót giày đi về phía văn phòng của Cố Uyển Như. Lan Kiều muốn gần gũi với Giang Hải thêm một chút, không bắt buộc phải cầu xin điều gì, chỉ cần có thể gặp mặt nhiều một chút, Lan Kiều tin tưởng sớm muộn cũng sẽ có một ngày có thể nắm được trái tim của Giang Hải. Lan Kiều vô cùng tự tin với vẻ bề ngoài của bản thân mình. Toàn thân trên dưới đều bị Giang Hải nhìn thấy hết rồi, Lan Kiều đã mất tất cả tôn nghiêm khi còn ở trong khách sạn rồi. Trong lòng cũng đã sớm đưa ra quyết định lúc đó lan kiều đã chuẩn bị rồi chuẩn bị để chấp nhận sự xâm phạm của giang hải chỉ còn cách để giang hải quỳ dưới váy của mình thì mới có thể lấy lại được toàn bộ tôn nghiêm đợi đã khuôn mặt giang hải nghiêm túc giang hải đưa lan kiều đến một nơi khác ở nơi này bình thường không có người qua lại giang hải quay người lạnh lùng nói bỏ hết mấy âm mưu của cô đi cô làm những thứ này cũng không hề có tác dụng gì đâu tôi không hề làm gì cả lan kiều bình tĩnh giang hải lại gần một tay chống vào tường khuôn mặt dán lại gần giang hải có thể ngửi thấy mùi thơm trên người lan kiều đúng cô không làm gì giang hải cười nhẹ nói lan kiều cô có biết không con người có nhiều khi thông minh quá lại khiến người ta thấy phản cảm lan kiều ưỡn ngực lên khoảng cách với giang hải càng gần hơn giang hải có thể cảm nhận được sức nóng trong hơi thở của lan kiều dường như còn mang theo cả sự ngọt ngào giang hải Lan Gia đã đồng ý yêu cầu của anh, tôi cũng cam chịu số phận." Nói rồi, Lan Kiều nghiêng người về phía trước, gần như là dính chặt vào người Giang Hải. Chỉ cần thêm một tí nữa thôi, thì đôi môi mềm mại đã có thể chạm vào môi e nhồi. Đôi mắt của Lan Kiều rất trong, không hề có một chút gợn sóng nào. Giang Hải không ngờ, Lan Kiều thế mà lại bình tĩnh được đến thế, có thể giấu mọi cảm xúc vào trong lòng không hề để lộ ra ngoài tí nào. "Đi tìm Cố Uyển như đi." hợp tác là hợp tác, làm ăn là làm ăn. Sau này không cần phí sức trên người tôi nữa. Không có tác dụng gì đâu. Giang Hải quay người rời đi. Giang Hải có dao động không? Không hề. Vẫn luôn là như thế, Giang Hải vẫn luôn biết rõ ràng bản thân mình cần làm gì, lúc nào thì nên làm gì. Anh sẽ thích Lan Kiều ư? Tuyệt đối không bao giờ. Mối huyết thù của Giang gia, sự nhục nhã phải gánh chịu khi ở trên thuyền mỗi điều mỗi khoản đều không cho phép giang hải có chút mềm lòng nào với nhà họ ngục nhưng khi đối diện với lan kiều giang hải có chút không biết phải làm gì xem lan kiều như gái bán thân để mặc sức chà đạp xé nát từng chút tôn nghiêm một của người phụ nữ cao quý này cảm nhận được khoái cảm trả thù thu hoạch được từ sự không cam tâm và tủi nhục của lan kiều nhưng một khi mà người phụ nữ này không để ý những thứ ấy nữa Cô ta chấp nhận số phận rồi thì đột nhiên Giang Hải lại cảm thấy không biết nên làm như thế nào. Audio điện tử Võ Tấn bền. Giống như vừa rồi, Giang Hải rất muốn lột trần cô ta ra rồi ném ra. Nhưng nếu làm như thế thì Giang Hải có cảm giác là đã trúng kế của Lan Kiều rồi. Nhìn bóng dáng Giang Hải rời đi, khóe miệng Lan Kiều nhếch lên một nụ cười thành công. Đàn ông mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được đàn bà, thậm chí cũng chẳng hiểu đàn ông đàn ông không cần biết là căm hận tới mức nào nhưng đối với đàn bà thì vẫn để lại một chút chỗ trống lan kiều đang cược cược giang hải sẽ không sử dụng những cách biến thái để đối xử với cô ta kết quả là cô ta cược đúng rồi như thế thì trong lòng lan kiều cũng có chút yên tâm rồi lan kiều nói chuyện với cố uyển như rất lâu cố uyển như dưới sự hỗ trợ của thúy họa nên nói chuyện cũng rất dễ dàng nhưng mà lan kiều mỗi một con số chỉ cần nghe một lần thì đều có thể ghi nhớ được, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Cố huyền như rất ngưỡng mộ cô ta, có nhiều khi ông trời thật không công bằng gì cả. Đã cho Lan Kiều một hoàn cảnh gia đình tốt như thế, lại cho cô ta một gương mặt xinh đẹp mê hoặc lòng người như thế, lại còn tài giỏi. So sánh như thế, Cố huyền như liền cảm thấy bản thân mình như một con vịt xấu xí. Cố huyền như nghĩ, mình như thế này, thật sự không xứng với Giang Hải. Xem đồng hồ một chút, Lan Kiều nói lời tạm biệt. Mặc dù còn nhiều vấn đề chưa được nói tới, nhưng Lan Kiều vẫn quyết định rời đi. Nếu như thế, thì Lan Kiều mới có lý do để tới gặp Cố Uyển Như, Giang Hải cũng chạy không thoát được khỏi Lan Kiều. Giang Hải, Cố Uyển Như nhìn về phía Giang Hải đang nhàm chán ngồi bên kia. Anh quay đầu lại nhìn, "Vợ ơi, có gì à? Có mệt không, anh đấm bóp cho vợ nhé." Cố Uyển Như đỏ mặt lên, liếc nhìn Lan Kiều có người ngoài đang ở đây mà lại nói lời thân mật như thế làm gì chứ? Anh thay em tiến Lan Tiểu Thư đi, cô ấy không đi xe. Thôi không cần đâu, tôi gọi xe về là được rồi, Lan Kiều vội vàng từ chối. Lái xe đưa Lan Kiều tới đây đã về rồi, đó là ý của Lan Kiều, nhưng cô ta không hề muốn Giang Hải đưa về. Cố Uyển như hỏi thì cô ta thuận miệng trả lời mà thôi. Sự nhiệt tình của Cố Uyển như khiến cho Lan Kiều có chút bất ngờ giang hải cười nhẹ tuân lệnh vợ lan kiều đi thôi giang hải chẳng qua chỉ làm tốt công việc với chức vụ là một lái xe sự sắp xếp của cố huyền như không phải là chuyện nhỏ xuống tới bãi đỗ xe lan kiều rất biết điều mà ngồi ở hàng ghế sau giang hải đưa mắt nhìn về phía kính chiếu hậu lái xe về phía lan ra tôi muốn tới khách sạn thiên nha giang hải im lặng không nói gì tôi vẫn luôn ở tại căn phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn giang hải chẳng thể hiện cảm xúc gì mỗi ngày tan ca tôi đều về đó giang hải vẫn thờ ơ như cũ có vấn đề gì thì có thể tới đó tìm tôi cuối cùng giang hải cũng đưa mắt nhìn về kính chiếu hậu cười nhẹ tôi có thể hiểu là cô đang để cửa chờ tôi không đợi tôi đến thăm à chỉ cần giang hải muốn bảo cô ta lập tức cởi sạch ra thì lan kiều cũng không mảy may do dự gì ít nhất người đàn ông trước mặt này muốn nhìn chỉ cần anh ta muốn thì lan kiều sẽ cho chỉ cần giang hải dám muốn thế đã là khởi đầu tốt rồi kẻ thù đáng sợ nhất chính là kẻ không có nhược điểm nào một khi giang hải đã không thể tìm được điểm khiến lan kiều thấy tổn thương thì sẽ có loại cảm giác không thực tế vì lời hứa với bạch lý hưng giang hải không thể làm gì lan ra di động vang lên giang hải cầm lên xem thì thấy cố uyển như gửi tin nhắn tôi xong rồi chờ anh ở bãi đỗ xe vừa mới để điện thoại xuống chưa được lâu thì lại có một tin nhắn được gửi tới giang hải đọc sắc mặt đột nhiên thay đổi trong mắt là sát khí nồng đậm dừng xe ở bên đường anh lạnh lùng nói xuống xe tự gọi xe về đi lan kiều không hiểu gì cả chỉ có thể ngoan ngoãn xuống xe giang hải nhập địa chỉ vào bản đồ đạp ga chạy xe quay lại nói chuyện với lan ra cũng ổn rồi cố huyền như cũng muốn thư giãn một lúc lần đầu tiên tan ca sớm như thế thu dọn xong mọi thứ, bước vào thang máy đi xuống bãi đậu xe. Ở cửa thang máy, có ba người đàn ông mặc áo đen đeo kính đen đứng đợi ở bên cạnh. Thưa cô, tập đoàn Uyển như ở phía trên à. Thấy những người này không giống người tốt, trong lòng có chút sợ hãi, gật gật đầu rồi vội vàng đi về phía bên cạnh. Cô là Cố Uyển Như à? Một người trong số đó hỏi. Các người là ai? Cố Uyển Như thấy tò mò, hình như mình không hề quen biết ba người này. Ánh sáng ở trong hầm để xe không tốt lắm, mà ba người này lại còn mang kính đen nữa. Chúng tôi là ai không quan trọng, nhưng mà muốn tìm cô nói chuyện làm ăn. Cô Huyền Như nhíu mày, các người muốn làm gì? Đừng qua đây. cố tiểu thư, chúng tôi có dự án cả mấy trăm triệu thậm chí trên cả tỷ muốn tìm cô hợp tác. Một người mặc áo đen cười một cách âm hiểm, chậm rãi tới gần. Cô Huyền Như hoảng sợ lùi về phía sau. Dự án gì? Công ty đã hết giờ làm việc rồi ngày mai nói tiếp nhé. Dự án gì à, mỗi người chúng tôi đều có sao 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 sao, chỉ có thể vào sâu giao lưu thì cô mới biết được trong đó kỳ diệu như thế nào thôi. Ha ha, mấy người mặc áo đen nhìn nhau cười, nét mặt dần dần trở nên hung ác. Cố huyền như ôm chặt lấy chiếc túi sách, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Lần trước bị quan huỳnh bắt cóc, đến hôm nay vẫn còn bị ám ảnh. Âm thầm hối hận ở trong lòng, biết thế thì đã không bảo giang hải đưa lan kiều về rồi vì sao lại không sắp xếp xe khác chứ người áo đen lấy điện thoại ra cậu chủ chúng tôi đã tìm thấy người rồi sẽ đưa về cho cậu ngay lập tức yên tâm đi thuốc đó thì tôi sẽ cho cô ta uống trên đường đợi khi đưa người tới nơi thì sợ là không cho cô ta cởi sạch sẽ ra lại không được ấy chứ cố tổng may quá chị vẫn chưa đi có một tài liệu gấp cần chỉ ký vào đây đang cần gấp ạ thúy hỏa từ tầng trên đi xuống Nhìn thấy Cố Uyển như thì lập tức gọi lên. Nhưng ngay lập tức, Thúy Hỏa đã phát hiện ra ba người mặc đồ đen có ý đồ xấu này. Các người là ai, ở đây làm gì? Yêu cầu các anh rời đi ngay lập tức, nếu không thì tôi sẽ gọi bảo vệ. Một người mặc đồ đen quay đầu lại nhìn, nhưng nghiêng đầu cười chế nhạo, cô bé cũng xinh phết đấy. Bảo vệ ư, cô gọi đi. Tối nay tôi sẽ cho cô gọi đủ thì thôi. Cùng kêu với Cố tiểu thư đây có được không? để tôi xem hai người các cô ai kêu to hơn nào. Thúy Họa, đi nhanh đi, gọi Giang Hải về. Cố Uyển Như vội vàng nói. Thúy Họa không đi mà lao ra chắn phía trước Cố Uyển Như, như gà mẹ bảo vệ con nói, Cố Tổng, cô đi nhanh đi, tôi ngăn bọn chúng lại. Cố Uyển Như đã dựa sát vào một chiếc xe rồi, có thể chạy đi đâu được chứ? Chương 59, thủ đoạn của Tần Hiên. Ba người áo đen nhìn nhau, hai cô gái yếu đuối, sao có thể chạy trốn được, dạo ai anh hùng gì chứ. Một người lên trước, vung tay tát Thúy Hỏa hai cái bạt tai. Thúy Hỏa đau quá kêu lên rồi ngã sắp xuống. Người áo đen kia nắm lấy cổ áo của cô kéo cô dậy, véo véo cái cằm cô. Tài liệu rơi đầy đất, hai má Thúy Hỏa sưng phồng lên, nhưng cô vẫn ngoan cường nhìn chằm chằm người mặc áo đen. Cô em à, được rồi, đùa thế được rồi, một người áo đen khác nói, cậu chủ còn đang đợi đấy lại nhìn về phía cố uyển như cố tiểu thư cô tự mình lên xe hay là chúng tôi giúp cô lên chân tay chúng tôi thô kệch sợ sẽ làm cô đau đó như thế thì cậu chủ cũng sẽ đau lòng cố tổng chị nhanh chạy đi thúy hỏa hét lên không phải cố uyển như không muốn chạy mà đang đi giày cao gót căn bản là không thể chạy được có chạy cũng vô ích thôi nhanh chóng bình tĩnh lại cố uyển như biết lúc này cần phải cố gắng kéo dài thời gian nói không chừng giang hải đã trên đường về rồi xin hỏi ba người các anh là múa bắt cóc sao một giọng nói đột ngột vang lên thu hút ánh mắt của tất cả mọi người tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn một người thanh niên cao giáo gầy gò đứng ở gần đó không có ai phát hiện người thanh niên này xuất hiện ở đây từ lúc nào thất sát nhanh chóng liên lạc với giang hải đi cố huyền như nhìn thấy kiếm huyền thì vui mừng như nhìn thấy người thân kể từ khi giang hải sắp xếp thất sát làm lái xe cho lôi nhân hào thì người thanh niên ít nói này giống như không khí ở trong công ty vậy, không ai để ý tới. Mà trong lúc quan trọng này, Thất Sát lại xuất hiện. Hai người áo đen đưa mắt nhìn nhau, cùng lao về phía trước. Thất Sát nhìn hai người cùng tới kia như nhìn động vật nhỏ vô hại, nhưng lại làm cho bọn họ có một cảm giác rất kỳ lạ. Khiến người ta khiếp sợ, rất nguy hiểm. Bọn họ phải nhanh chóng giải quyết Thất Sát. Bụp bụp. Người áo đen đang khống chế Thúy Hỏa không nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì, hai người áo đen còn lại đã nằm bò trên đất như chó chết rồi. Ba người các ngươi là muốn bắt cóc ai à? Thất sát lại hỏi. Người áo đen cuối cùng sợ đến mức răng va vào nhau lập cập. Kỹ năng của hai người kia như thế nào anh ta biết rõ ràng, thế mà trong chốc lát đã ngất lăn ra đó rồi. Không khoa học chút nào, bị đánh ngã mà còn không kịp kêu câu nào. Mày là ai? Người áo đen nuốt nước, nước bọt mày sẽ biết thôi nhưng mà không phải bây giờ người áo đen chỉ thấy nhoáng một cái thì thất sát đã đứng ở ngay trước mắt mình rồi nắm chặt lấy cổ họng gã thất sát cười hung dữ mày nên cảm thấy may mắn bởi vì mày còn có chút tác dụng nếu không mày đã là một xác chết rồi nghe nói là khi ngạt thở sẽ không cảm thấy đau đợi lúc mày tỉnh lại thì nhớ nói cho tao biết là có thật không nhé mặt của người áo đen đỏ bừng lên rồi dần dần tím ngắt đi trước khi mất đi ý thức thì bị một đòn mạnh đập vào đầu. Thất sát một tay đánh ngất người áo đen. Âm thanh ma sát ở lối vào hầm để vang lên, Giang Hải đã quay về. Xuống xe, lạnh lùng nhìn ba người áo đen kia, lạnh nhạt nói, "Giao cho Tần Hiên, bảo anh ta moi hết thông tin từ chúng." Thất sát gật đầu, nhìn Cố Uyển như một lượt, thấy cô không việc gì thì mới thở phào một hơi, may mà đã có sắp xếp trước. Cố Uyển như bị dọa mặt mũi tái tợt khóe miệng cũng có chút trắng bợt. Giang Hải ôm cô vào vòng tay, nhẹ giọng an ủi. Quay sang nhìn thấy dấu tay tên mặt Thúy Họa, Giang Hải nói, Thúy Họa, cô nghỉ ngơi vài ngày đi. Đưa cố huyền như được an ủi lên xe, chuyện lại giao cho thất sát. Công trường ở phía tây, ba người áo đen bị nhốt bên trong thùng container. Vài chậu nước lạnh đã làm ba người tỉnh lại. Tần Hiên hỏi, thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, muốn ăn gì không? ba người bị trói rất chặt như mấy con sâu đo lăn lộn không ngừng dây da bò đã ngâm qua nước làm gì cũng không thể cởi ra được xem ra là bị câm rồi tần hiên vẫy vẫy tay mang hàng lên đi mấy người đàn em cười xấu xa treo mấy người kia lên đầu ngón chân vừa mới chạm xuống đất dây rừng treo trên cổ đã thiết chặt lại nếu không muốn bị treo cổ chết thì phải cố gắng nhón mũi chân lên thấy thích không tần hiên hỏi ba người nhìn chằm chằm tần hiên rất không phục. Có biết bọn tao là ai không? Thằng danh này, dừng lại đi. Tốt nhất là thả bọn tao ra ngay lập tức, nếu không. Tần Hiên vung tay tắt một bà tai, nếu không thì sẽ làm cho tao hối hận khi đã tới thế giới này hả? Mày có câu nào khác ới mẻ hơn được không? Quay người lại, nói với mấy người kim thâu, mấy đứa chúng mày, còn phải dạy dỗ thêm, bọn nó chính là tài liệu giảng dạy tốt nhất đấy. Nếu không học tập cho tốt, thì sẽ không làm việc được, nói năng tàn nhẫn thì cũng chỉ có hai câu thôi. Học theo anh Giang, đánh người cũng có thể nói đạo lý. Bà chủ hay nói thế nào nhờ? Kim Thâu vội vàng nói kiến thức chính là sức mạnh. Đúng, đúng là câu này. Tần Hiên cười. Chúng ta có kiến thức, trong tay sẽ có sức mạnh, cũng có thể thực hiện ước mơ. Kim Thâu bị dọa sứ người, bản thân chẳng qua chỉ là một tên côn đồ mà thôi, ước mơ rốt cuộc là cái quái gì? lập tức tiếc núi lắc đầu, xem ra món mì không hợp khẩu vị rồi, lấy hai tép tỏi ra đây. Với tay một cái, Kim Thâu đã mang mấy cái túi bước vào, trong túi chứa toàn là gạch. Luồn dây vào, đeo lên cổ ba người kia. Ba người áo đen đang nhón chân, bây giờ lại treo thêm cả mấy chục cân nữa suýt chút thì chết nghéo rồi. Có nói không, Tần Hiên lạnh lùng hỏi. Mày, đợi, đó tao. Tần Hiên sửng sốt, ai trà, lại còn dọa tao nữa à? tao sợ rồi đó. Nào, lại thêm một chút gia vị nữa. Tần Hiên thật sự muốn chơi chết ba người này, đợi đến khi tinh thần của cả ba người đều cạn kiệt thì mới thả xuống. Ăn mì xong rồi, bây giờ ăn há cảo nhé. Người áo đen thở hồn hển, hung ác nhìn Tần Hiên. Tần Hiên cười, mày xem, ánh mắt này, nói trước là chưa đủ đô có phải là tốt rồi không? Lại lôi ba người ra ngoài, trói ngược lên, cho đầu buông thỏng xuống hồ nước hỏi lại lần nữa, có nói không? Người áo đen sợ hãi nhìn chằm chằm hồ nước gần trong gang tấc, vừa muốn xin tha thứ thì đầu đã nhúng vào trong nước rồi. Ung ục uống, uống nửa bụng nước, nụ cười xấu xa trên mặt tần hiên chưa dừng, nấu há cạo ấy, khi nước sôi thì đừng quên cho thêm nước lạnh vào, nếu mà để nó rách lớp vỏ thì sẽ bị thay đổi hương vị đó. Mấy người kim thâu vội vàng gật đầu, đã từng lăn lộn với lão đại, chỉ quan tâm tới đánh đánh giết giết, cái nghề, làm cơm, này thật sự phải theo học tập với Tần Hiên. Đầu nhúng vào nước một phút thì nhấc ra, ba người suýt chút đã uống no rồi. Tiếp theo lại là một phút nữa, ba người lăn lộn và vùng vẫy trong nước. Đến khi chẳng còn sức lực nữa, chấp nhận số phận phải chết rồi. Lúc này Tần Hiên mới khoát tay bảo người thả họ ra. Há cảo có ngon không? Tần Hiên hỏi rất chi là khách sáo, không biết còn thật sự cho rằng đang đi vào quán ăn người áo đen nôn ra rất nhiều nước nước mắt nước mũi tùm lum có nói không trong mắt tần hiên lóe lên tia tàn ác dám đụng vào người phụ nữ của giang hải thật sự là chán sống rồi cũng không nghe ngóng một chút xem những người trước kia làm thế bị chết như thế nào rồi còn không nói hả tần hiên hừ lạnh đưa rau xào lên kim thâu gãi đầu nói đại ca rau xào này là gì chúng ta chưa từng chơi qua món này ở cuối đường một chiếc xe lớn phóng nhanh tới ánh đèn chói mắt tần hiên nói đây nè nổi đến rồi đây ánh mắt kim thâu phát sáng lên đây không phải là xe bồn xi măng hà cho người vào trong rồi quay vài vòng thế cũng thật sự là quá ác rồi kim thâu cũng có chút lạnh hết sống lưng đều nói gừng càng già càng cay tần hiên lăn lộn ở trong xã hội nhiều rồi cách chỉnh người cũng không phải là độc ác bình thường đâu may mắn lúc đầu không bị rơi vào tay tần hiên còn độc ác hơn Giang Hải nhiều. Ba người áo đen cả bụng đầy nước bị đưa vào bên trong xe bồn, lăn qua lăn lại cả nửa ngày. Ba người ở bên trong bồn thét gào thảm thiết không dứt. Kim Thâu ghé mắt nhìn vào bên trong mấy lần, bên trong còn có trục quay bằng sắt nữa, một đầu lắp lên trên, còn một đầu thì dính bê bết máu. Bây giờ thì nghĩ xong chưa? Có nói không? Tần Hiên nói vọng vào trong bồn. Chẳng có ai quan tâm Tần Hiên, chỉ biết than khóc thôi tần hiên vấy vẫy tay cho bọn họ thêm ít đồ ăn nữa mấy người áo đen bị lôi ra ngoài đã không còn hình dáng con người nữa rồi sắc mặt của tần hiên cũng trầm xuống mấy tên này cũng cứng miệng quá rồi có nói không tần hiên chẳng còn nhiều kiên nhẫn nữa tức giận túm chặt lấy cằm của một người áo đen làm ầm ĩ cả nửa cái khách sạn rồi mà cũng chẳng có kết quả gì làm to quá thì người chết mất làm nhẹ quá thì bọn họ lại không chịu nói nếu lúc giang hải đến mà một chữ cũng không hỏi được thì chứng tỏ là năng lực của anh ta có vấn đề rồi còn không nói nữa thì cho các món nguội lên nhìn thấy mấy người áo đen nửa sống nửa chết toàn thân đầy máu kim thâu cũng run hết cả gan lên vẫn không chịu nói bắt tao phải bày đại tiệc luôn đúng không tần hiên chỉ hận không thể đạp chết ba tên này hỏi có mấy câu làm sao mà khó thế chứ trong khách sạn huyền thanh nhận được điện thoại của mấy tên đàn em gọi tới Huyền Thanh đã uống thuốc từ lâu rồi. Kinh nghiệm chinh phục phụ nữ của cậu chủ Huyền ra có thể viết thành một quyển sách luôn ấy chứ, nhưng suy cho cùng thì không có gì khác ngoài tiền bạc và năng lực. Huyền Thanh đã không thể chờ đợi được nữa muốn gặp Cố Huyền Như. Đợi mãi đợi hoài, một ngọn lửa nóng như muốn đốt cháy người ta mà vẫn không thấy mấy ai đưa người tới. Đến lúc không chịu nổi nữa rồi thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gõ cửa truyền tới. Trời dần sáng, Huyền Thanh vẫn luôn không ngủ, mắt đỏ ao. Huyền Thanh vô cùng tin tưởng đối với bản lĩnh của mấy người áo đen đó, trước đây từng giúp anh ta cưỡng bức con gái nhà người ta nhiều lần rồi. Đưa một người trở về, lại cần tới một đêm ư. Gọi điện thoại thế mà lại không thể nào liên lạc được. Huyền Thanh âm thầm mắng chửi. Ba tên đáng chết này, chắc không phải là cũng thích đồ chơi của mình rồi chứ. Sẽ không đâu, bọn họ không dám. Lẽ nào, gặp phải rắc rối gì rồi thành phố Giang Tư nhỏ bé này, lẽ nào còn có cao thủ ẩn thế nào ư? Huyền Thanh không tin, chắc chắn không tin. Giờ chân đá nhã Lam Khanh tỉnh lại, cô nói có thể ký được hợp đồng, có thật không? Ai ya, Huyền Thiếu. Anh ta vung tay tắt một bà tai, cô đừng có nói nhảm nữa, nói việc chính đi. Nhã Lam Khanh chỉ có thể nói, chắc chắn mà, em đã liên hệ với giám đốc phụ trách dự án này của tập đoàn Huyền như rồi. Chỉ là, chỉ là thế nào? huyền thanh rất ghét ngập ngừng như thế này chỉ là người kia rất dê lúc nào cũng muốn lợi dụng tôi huyền thanh cười chế nhạo cái loại người như cô còn có gì mà lợi với trả dụng chứ lăn lộn với hàng tá người rồi còn giả vờ thanh cao gì chứ không mà em chỉ là người của mình huyền thiếu thôi có bao nhiêu phần trăm có thể giành được huyền thanh hỏi chắc chắn không có vấn đề gì cả huyền thiếu anh yên tâm đi thế thì tốt Huyền Thanh cười nguy hiểm, tới lúc đó dùng một công ty ma làm cho tập đoàn Uyển như thua lỗ nhiều tiền. Tới lúc đó, cố Huyền như còn không chủ động bò lên giường của tôi à. chương 60, hợp đồng có vị sắc dục. Đúng vậy nha, Nhã Lam Khanh khen ngợi Huyền Thanh, anh lợi hại như thế, con nhỏ kia chỉ cần nếm thử hương vị một lần chắc chắn sẽ không bao giờ rời xa anh được. Huyền Thiếu, tới lúc đó anh đừng quên công lao của em nha, sẽ không thiếu lợi ích của cô sẽ để cô tha hồ phóng túng buông thả quyền thanh véo má nhã lam khanh cô nói chuyện rất hợp ý tôi nào nằm yên cho tôi sáng sớm ngày hôm sau giang hải tới công trường phía tây nhìn thấy mấy người áo đen đang hôn mê trong thùng xe container làm sao lại hành người ra thế này giang hải hỏi tần hiên lau mồ hôi trên trán bận rộn cả đêm mắt đầy tia máu nhưng vấn đề là một câu cũng chẳng hỏi được cũng không làm gì nhiều. Kim Thâu rất chi là tỉnh táo, thuyết minh một cách sinh động và chi tiết về những việc tối qua đã làm. Nghe thấy Kim Thâu nói rõ ràng từng món ăn một, đến Giang Hải cũng cảm thấy khâm phục tần hiên. Nếu có đủ thời gian thì cũng có khi tám món ăn lớn cũng được đưa lên ấy chứ. Giang Hải gật đầu, không nhịn được mà có chút kính trọng trong lòng, thế mà vẫn không nói à, cũng nghĩa khí phết đấy. Làm họ tỉnh lại đi, Giang Hải nói bị hắt mấy chậu nước lạnh vào người, ba người áo đen bắt đầu rên rỉ. Giang Hải hỏi, vẫn còn cứng miệng không chịu nói hả? Ba người áo đen phải dùng hết sức mới có thể mở mắt ra được, nhìn thấy Giang Hải, một chữ cũng không nói. Giang Hải nói, những món ăn của anh Hiên chưa hoàn chỉnh, vì vậy hãy cho bọn họ kéo tơ đi. Đi tới gần người áo đen, ngồi xổm xuống rồi nhếch mép nói, đầu tiên dùng đường nấu với nước sôi, sau đó bỏ thêm một ít hạt vừng vào điều kiện trên công trường thiếu thốn nên dùng kiến và ong để thay thế chờ khi nào kiến ăn no rồi thì sẽ kéo tơ từ miệng vết thương nghe thấy quá trình chế biến món ăn này tần hiên lạnh hết cả sống lưng đây mà là kéo tơ à là kéo mủ ấy chứ ba người áo đen cũng bị dọa cho toàn thân run rẩy sợ hãi muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong những người này quá độc ác rồi thành phố giang tư quá đáng sợ trong số họ có một người cố gắng mấp máy môi giọng nói yếu ớt giang hải biết người này muốn nói chuyện nên ghé sát tai vào để nghe cho kỹ phải nghe hai lần giang hải mới hiểu được người áo đen nói gì người áo đen nói muốn tôi nói thì anh phải nói cho tôi biết là anh muốn tôi nói cái gì đã chứ sắc mặt giang hải lạnh đi khóe miệng nhếch lên lăn lộn cả nửa ngày tần hiên hành hạ bọn họ cả đêm mà những người mặc áo đen này còn không biết được là tần hiên muốn làm gì giang hải cũng không ngờ những người áo đen này là do huyền thanh sai tới khi biết được chân tướng sự việc giang hải cười lạnh nói phế đi rồi đưa về thành phố giang thanh đồng thời đưa ra tin tức là ai dám đến thành phố giang tư gây sự thì giết không tha thằng nhóc huyền ra kia thì xử lý như thế nào tần hiên hỏi giang hải nói cứ để cho gã bay nhảy trước đi tôi muốn xem xem thằng nhóc này chán sống đến mức nào cố huyền như bận rộn làm việc cả ngày lẫn đêm không phải cô cố gắng cho mình, mà có thể nói là đang cố gắng vì Giang Hải. Giang Hải đối tốt với cô, Cố Huyền Như cũng không phải sắt đá nên cô cũng rất cảm động. Thúy Hỏa gõ cửa đi vào, đưa những văn kiện đã sửa chữa xong xuôi cho Cố Huyền Như. Sao em không ở nhà nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, đợi lát chị phát thưởng cho em nha. Cố Huyền Như đau lòng, suy cho cùng thì Thúy Hỏa bị đánh là vì mình. Không sao đâu Cố Tổng, em không sao, Thúy họa rất cảm động làm việc trong tập đoàn uyển như không những được tôn trọng mà thu nhập cao mặc dù có chút mệt nhưng mối quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau rất hài hòa rất có cảm giác thân thuộc nói chuyện mới được vài câu ngắn ngủi thì người phụ trách dự án là thiết nha tuân gõ cửa bước vào thiết nha tuân có dáng người hơi béo vẻ ngoài hơi ngốc nghếch nói chuyện với ai cũng đều cười tít mắt lại mặc dù thời gian vào làm ở công ty chưa lâu nhưng năng lực đều được mọi người công nhận có rất nhiều điểm quan trọng có thể đưa ra những ý kiến mang tính xây dựng, Cố Uyển như kỳ vọng vào anh ta rất nhiều. Thiết Nha Tuần có một điểm không tốt đó chính là quá háo sắc. Thậm chí là ở công ty, vẫn luôn ngắm nhìn đùi của các cô gái một cách lén lút. Nhưng cũng chưa làm ra việc gì nghiêm trọng, khi phát hiện ánh mắt dê cụ đó thì cũng chẳng nói được gì cả. Giám đốc Thiết, có việc gì sao? Cố Uyển Như cười hỏi. Cố tổng, mời cô xem dự án này. Thiết Nha Tuần đưa tài liệu cho Cố Uyển Như. Tôi đã điều tra qua công ty này rồi, rất phù hợp với điều kiện đầu tư của chúng ta. Tôi cũng tiếp xúc với người phụ trách của đối phương nhiều lần rồi, cũng có thể bảo đảm lợi ích cho công ty của chúng ta. Cố Uyển Như lật nhanh xem, hài lòng gật đầu. Quả thật, dự án này rất tốt, tập đoàn Uyển Như đầu tư nhỏ mà lợi nhuận lớn. Thế thì dự án này giao cho anh nhé." Cố Uyển Như cầm bút ký. Lúc này Giang Hải bước vào, để anh xem nào. Thiết Nha Tuân vội chào Giang Hải. Giang Hải cười cười đáp lại, nhận lấy tài liệu rồi lật xem. Giám đốc thiết thật là có năng lực nha, điều kiện như thế này mà đối phương cũng có thể đáp ứng à. Quả là không đơn giản. Thiết Nha Tuân cười khan, nào có, đều là cố tổng có cách quản lý tốt, có biết bao nhiêu doanh nghiệp đều ngưỡng mộ. Cố huyền như thấy kỳ lạ nhìn Giang Hải, từ đầu đến cuối Giang Hải vẫn giữ nụ cười nhẹ, trả tài liệu. Cố huyền như nghĩ một lúc rồi ký tên, sau đó bảo thiết nha tuân rời đi. Giang Hải, có chỗ nào không ổn sao? Cố Uyển như hỏi. Giang Hải vẫn luôn không quan tâm tới việc của công ty, làm một đại gia rảnh rỗi sống ở trong công ty, sao đột nhiên lại cảm thấy có hứng thú với dự án này? Không có gì không đúng cả, anh nhìn nhầm thôi. Giang Hải trả lời qua loa. Nhìn về phía ngoài cửa, thiết nhà tuần này có gì đó không ổn. Quay về văn phòng của mình, Thiết Nha Tuân lập tức mở tài liệu ra, rồi chụp ảnh gửi đi. Trong khách sạn, Nhã Lam Khanh đang trải lại mái tóc xinh đẹp của mình. Nhìn thấy tin nhắn, khuôn mặt cười một cách quyến rũ. Lập tức gọi điện thoại, giám đốc thiết, lúc nào thì có thể ký hợp đồng được nha. Bảo bối, anh đều nghe em, lúc nào cũng được. Nhưng, đừng quên việc em đã hứa với anh nhé. Nhã Lam Khanh hờn dỗi nói, em nhất định sẽ làm cho anh sung sướng, thế nào? Thế thì buổi chiều đưa hợp đồng tới khách sạn nha. Tới lúc đó, em sẽ để anh làm bất cứ điều gì mà anh muốn. Thiết Nha Tuân có chút muốn làm khó, bảo bối à, cái này không được, hợp đồng bắt buộc phải ký ở công ty, dấu đóng trên hợp đồng không thể lấy ra khỏi công ty được. Anh không phải là giám đốc à? Có chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được sao? Nhã Lam Khanh nũng nịu nói. Thiết Nha Tuân dứt khoát từ chối, thật sự là không được đây là quy định của công ty anh cũng không có cách nào khác cả nếu anh như thế thì em sẽ không yêu anh nữa đâu nhã lam khanh nghĩ tên này muốn ăn mà lại không muốn làm nào có cái gì dễ thế chứ nhưng không ngờ thiết nha tuân vẫn nói không được nhã lam khanh đảo mắt anh yêu ơi anh tới khách sạn không phải là tiện hơn à tới lúc đó anh thích chọn tư thế nào để ký hợp đồng cũng được không phải là càng kích thích hơn sao hơn nữa nhé em có một cô em gái cũng vừa tới thành phố Giang Tư, chúng ta cùng nhau chơi chắc chắn sẽ càng vui hơn đó. Thế, thiết nhà tuần có chút do so dự rồi. Nhưng đầu nhìn lướt qua con dấu, lấy đi ra ngoài một lát chắc chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ. Nhã Lam Khanh tiếp tục nói, cô em này của em, còn biết nhiều cách chơi hơn em ấy. Nếu anh không tới, sẽ hối hận cả đời cho mà xem. Nếu sắp xếp người tới công ty anh ký hợp đồng thì anh sẽ không nhìn thấy em đâu nghiến răng rậm chân một cái, thiết nha tuân trầm mặc nói, em chờ anh, lát nữa anh qua. Anh yêu à, tới lúc đó anh phải nhẹ nhàng dịu dàng một chút đó nha. Thiết nha tuân cười một cách đen tối, bảo bối à, bây giờ em suy nghĩ trước đi, lát nữa chúng ta sẽ dùng tư thế gì để ký hợp đồng cho tốt nhé. Cúp điện thoại, thiết nha tuân vội vàng không chờ được nữa mà thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty. Trên tầng, Giang Hải đứng ở bên cửa sổ, nhìn thiết nha tuân rời khỏi công ty lấy điện thoại ra, đi theo, đừng để xảy ra sai sót. Chỉ có Châu bị mệt chết, chứ không có ruộng bị cày hỏng. Sau đêm qua của Huyền Thanh, Nhã Lam Khanh không hề mệt mỏi mà lại càng thêm quyến rũ xinh đẹp. Đối với Nhã Lam Khanh mà nói, đây chính là một mối làm ăn rất hời. Ung Tiểu Ni để Nhã Lam Khanh tạo điều kiện hợp tác, để Nhã Lam Khanh làm loạn trên hợp đồng, một khi ký hợp đồng thì tập đoàn Uyển Như sẽ phải bồi thường một số tiền lớn. Thật là quá trùng hợp. Huyền Thanh cũng muốn làm như thế. Bán một món đồ mà lại kiếm được hai khoản tiền, thật là quá giá trị rồi. Mua bán mà được tặng không như thế này, nhã làm khanh tự nhiên là muốn kéo Mỹ na theo. Cô ta không dám từ chối, vì nếu làm hỏng chuyện của Huyền Thanh thì lập tức bị thất sủng ngay. Dù sao thì cô ta cũng phóng túng không y lần rồi. Nhiều thêm một cũng chẳng nhiều, bớt đi một thì cũng chẳng ít. Không lâu sau, thiết nhà tuần đã tới nơi vừa vào cửa đã không chờ đợi nổi mà cởi quần áo ra nhã lam khanh giả vờ dè dặt vội vàng nói muốn tạo bất ngờ cho thiết nha tuân nên đi tắm trước thiết nha tuân ngồi bên mép giường nhìn nhã lam khanh qua cửa kính trong phòng tắm ngọn lửa dục vọng càng ngày bốc lên càng cao tiếng chuông cửa vang lên mỹ na sắc mặt cô cùng khó coi đang đứng ở bên ngoài cửa rõ ràng biết được nhã lam khanh bảo cô ta tới để hầu hạ thể xác cho tên đàn ông khác nhưng lại chẳng có cách nào cả vì hợp đồng này mà Huyền Thanh không ngại ném cô ta cho một con heo. Thiết Nha Tuân mở cửa, cởi trần nửa người trên, nhìn thẳng về phía Mỹ Na đang tức giận kia. Mỹ Na lập tức chuyển sang vẻ mặt nịnh nọt, lấy lòng. "Ồ, anh chính là anh Thiết à. Em là chị em thân thiết của Lam Khanh à." "Vâng ạ." Mỹ Na chủ động lại gần, một tay đặt lên ngực của Thiết Nha Tuân, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, "Anh Thiết, anh không định cho em vào ngồi một lát à?" "Ngồi, vào ngồi." cả đời này thiết nha tuân chưa bao giờ có được diễm phúc như thế này nói năng có chút không rõ ràng nữa rồi nhã lam khanh đã tắm xong giao lưu ánh mắt với mỹ na mỹ na lập tức kéo thiết nha tuân đi tắm nhã lam khanh khinh thường cười lạnh thật là ghê tởm nhanh chóng lấy hợp đồng đã chuẩn bị xong ra lấy con dấu trong chiếc túi của thiết nha tuân ra làm mọi thứ xong xuôi nhã lam khanh không nhanh không chậm khôi phục lại trạng thái ban đầu một bản hợp đồng dày dặn đặt trước mặt Huyền Thanh, Nhã Lam Khanh cười xinh đẹp, "Anh Huyền, anh định thưởng cho em thế nào đây?" "Nhất định sẽ thưởng cho em, lát nữa sẽ thưởng." Huyền Thanh cười to, "Hợp đồng này, quá nhuốm mùi tình dục." Nhã Lam Khanh cười theo, "Cô ta đã quen rồi. Bị mắng hai câu cũng chẳng mất tí thịt nào, được lợi ích mới là quan trọng nhất." Chẳng qua là Nhã Lam Khanh có chút không vui, phần thưởng mà Huyền Thanh nói không phải là tiền. Huyền Thanh lấy con dấu của Huyền Gia ra, ra, cười nói, chỉ cần đóng dấu lên trên thì tập đoàn Huyền Như đã ký hợp đồng với Huyền Gia rồi. Đợi tới lúc đó tôi xem cố Huyền Như còn làm sao có thể giả vờ thanh cao, thuần khiết với tôi nữa. Tập đoàn Huyền Như tôi muốn, mà cố Huyền Như tôi cũng muốn. Anh ta hơi há miệng cười to, đóng mạnh con dấu xuống. Con dấu mà thiết nhà tuân cầm đến đóng dấu trên hợp đồng có ý nghĩa gì hay không không quan trọng, chỉ cần thế này thì trong tay Huyền Thanh đã có tác dụng rồi, tập đoàn Uyển như chạy không thoát đâu. Về tới công ty, Thiết Nhà Tuân còn nhớ lại hương vị kia, trong lòng suy nghĩ, đợi khi triển khai hợp tác toàn diện, nhất định phải ăn nhiều hơn chút. Đưa hợp đồng cho công ty, Thiết Nhà Tuân nhanh chóng để con dấu về vị trí ban đầu. Hả, Thiết Nhà Tuân thấy kỳ lạ, rõ ràng bản thân đã cầm con dấu của công ty đi rồi mà, con dấu đang nằm ở trong ngăn kéo này là cái gì? chương 61, hợp đồng chục tỷ. Nghiêm túc nhìn lại, sắc mặt thiết nhà tuần có chút khó coi. Lấy nhầm rồi ư, chắc không phải chứ, mình lấy từ trong ngăn kéo của chính mình ra, cho dù có nhắm mắt thì cũng không thể lấy nhầm được. Thế con dấu ở trong túi là gì? Lập tức mở ra xem, trong túi làm gì còn con dấu nào nữa, rõ ràng là một củ cả rốt thối. Chán nản ngồi xuống, thế này là có chuyện gì đây? Giang Hải gõ cửa, mỉm cười bước vào. Giám đốc Thiết, nghe nói anh vừa mới ký được hợp đồng à? Thiết Nha Tuân vừa nhìn thấy Giang Hải thì hoảng sợ đứng bật dậy, "Anh Giang, ký ký rồi." "Giám đốc Thiết, sao anh lại đột nhiên đổ mồ hôi thế, văn phòng rất nóng à?" Giang Hải cười nhẹ, "Không phải, vừa mới về, quả thật là có chút nóng." Thiết nhà Tuân trả lời một cách qua loa. Giang Hải gật đầu, cầm con dấu của công ty ở trên bàn lên, "Giám đốc Thiết, sao con dấu lại ở bên ngoài?" có phải anh từng lấy ra ngoài không? Làm sao có thể chứ? Thiết nhà tuần sợ chết đi được, nếu như bị điều tra ra thì phải chịu trách nhiệm. Công ty có quy định, điều này tuyệt đối không cho phép. Tôi cũng sẽ không làm thế. Giang Hải ư một tiếng, tôi còn tưởng đã từng nhìn thấy ở trong khách sạn nào đấy chứ. Thiết nhà tuần bị dọa nhảy dựng lên, khách sạn, có phải Giang Hải biết gì rồi không? Anh Giang, anh đừng nói đùa như thế chứ. Anh thấy tôi đang nói đùa à?" Nụ cười của Giang Hải vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng như băng. "Giám đốc Thiết, cảm giác ký hợp đồng trên chiếc giường lớn trong khách sạn có tốt không?" "Cảm giác một long hai phượng cũng không tệ nhỉ." Anh Giang, Thiết Nha Tuân ngồi bệt xuống ghế, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rất rõ ràng, Giang Hải đã biết rồi. Giang Hải nói, "Tự mình từ trước rồi cút đi, sau này đừng để cho tôi nhìn thấy anh." "Từ trước" sắc mặt thiết nhà tuân tái nhợt. Tập đoàn Uyển như chính là vì chiêu mộ người tài nên đãi ngộ rất cao, không vi phạm gì làm sao có thể đi chứ. Nếu như đi từ tập đoàn Uyển như ra thì những công ty khác e rằng cũng sẽ không cần anh ta. Anh Giang, anh có quyền gì mà đòi đuổi tôi? Chẳng qua tôi chỉ đổi một nơi để ký hợp đồng mà thôi. Thiết nhà tuân cứng đầu cứng cổ nói, cho dù có bị phát hiện thì đã sao, nhiều lắm thì cũng bị trừ chút tiền mà thôi cho dù Giang Hải là chồng của Cố Uyển như thì thế nào. Nếu sa thải thì phải bồi thường theo hợp đồng, quan trọng nhất là Thiết Nha Tuân không muốn đi. Nên biết rằng, hợp đồng này có thể kiếm về rất nhiều tiền cho công ty, anh ta có thể kiếm được rất nhiều tiền thưởng. Cầm lấy hợp đồng nhìn kỹ lại một lần nữa xem anh đã ký những gì rồi. Nói rồi, Giang Hải quay người rời đi. Thiết Nha Tuân vội vàng lấy hợp đồng ra đọc, anh ta vô cùng lo lắng, mồ hôi lạnh phát ra đây căn bản không phải là bản hợp đồng của anh ta, hợp đồng đã bị đánh cháo rồi. Theo bản hợp đồng này, thì tập đoàn Uyển Như sẽ phải bồi thường đến mức tán ra bại sản luôn. Nếu thực sự truy cứu thì kiện lên tòa án ăn cơm tù là còn nhẹ đó. Bảo anh ta cút đi, đã là sự nhân từ nhất mà Giang Hải dành cho anh ta rồi. Thiết Nha tuần nào dám nói nhảm nữa, mặt mày xám xịt ôm đồ cuốn xéo. Giang Hải đã đổi bản hợp đồng kia rồi, một bản mới đưa tới cho công ty, bản mà thiết nhà tuân ký thì thuận tay xé nát rồi ném vào trong thùng rác. Vừa mới về tới văn phòng, ở bên ngoài đã vang lên tiếng tranh cãi. Huyền Thanh mang theo nhã lam khanh kiêu căng cao ngạo tới đây. Lễ tân chặn Huyền Thanh lại, Huyền Thiếu, mời anh tới phòng họp đợi trước, tôi sẽ thông báo cho cố tổng. Đi cái gì, Huyền Thanh vung tay tát cho lễ tân một cái, cô là cái thá gì mà dám ngăn cản tôi. Nhìn một vòng, to tiếng nói, sau này tập đoàn huyền như là của ai còn chưa chắc đâu. Đúng lúc Thúy Họa đi tới, huyền thiếu, anh tới đây là để gây sự sao? Gây sự, tôi chính là tới để gây sự đó, thế nào? Huyền Thanh nhếch môi chỉ vào mũi Thúy Họa nói, đừng đâm đầu ra kẻo bị ăn đánh, cũng đừng chắn đường tôi. Nói rồi Huyền Thanh bước vào bên trong. Anh là ai? Vì sao lại đánh người ở tập đoàn Huyền Như? Lúc này, Lan Kiều bước vào từ bên ngoài. Lan Kiều đi giày cao gót, mặc một bộ đồ trắng, vừa quý phái vừa nghiêm trang. Khuôn mặt xinh đẹp như một bông sen trắng đang nở rộ. Huyền Thanh hung hăng quay người lại, nhưng trong lập tức đã phải há to miệng kinh ngạc. Lớn gần này rồi mà còn chưa bao giờ được gặp cô gái nào đẹp như thế. So sánh với Lan Kiều thì Cố Huyền như cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Nhã Lam Khanh ở bên cạnh mình thì chỉ là một đống phân chó mà thôi vẻ đẹp của Lan Kiều khiến cho đàn ông phải ngộp thở và phụ nữ phải hét lên. Trước đây, Lan Kiều vốn không hay trang điểm, sắc đẹp tuyệt vời mà ông trời ban tặng cũng không cần thiết phải đắp thêm lớp mỹ phẩm dày cộp kia. Mà lúc này, tới tập đoàn Uyển Như, vì đối diện với Giang Hải nên Lan Kiều đã cố tình mời một chuyên gia trang điểm giỏi nhất thành phố Giang Tư trang điểm cho mình. Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, Lan Kiều đẹp không tả nổi. Lan Kiều, muốn trở thành kiểu mà Giang Hải thích nhất. Lan tiểu thư, ở đây để tôi xử lý, Cố tổng đang đợi cô." Thúy Hỏa bước lên phía trước, khách sáo nói với Lan Kiều. Huyền Thanh liếm liếm môi, từ đầu tới cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm Lan Kiều. Lan Kiều nói, "Thư ký Thúy Hỏa, cô vẫn nên gọi bảo vệ tới đi, làm họ lập tức rời đi, thế này sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng nói chuyện của tôi với Cố Uyển Như." Nói rồi, Lan Kiều bước về phía phòng của Cố Uyển Như. "Đợi đã," Huyền Thanh giơ tay chặn lại không hề che giấu dục vọng nơi đáy mắt. Liếm liếm môi đánh giá một lượt, nở một nụ cười háo sắc. "Thưa cô, tôi là Huyền Thanh, con trai út Huyền gia tại thành phố Giang Thanh, không biết có vinh hạnh được mời cô một ly cà phê không?" Lan Kiều không thèm liếc mắt nhìn anh ta, ở thành phố Giang Tư này, có thể khiến cho Lan gia gặp người cong eo e rằng chỉ có một người là Giang Hải mà thôi. "Không hứng thú, Huyền gia thành phố Giang Thanh ư? Rất ra gì ư?" ở trước mặt Giang Hải sợ là còn chẳng đủ nhìn ấy chứ. Lan Kiều tiếp tục bước về phía trước, Huyền Thanh nhanh chóng đi theo một bước, đứng ở trước mặt Lan Kiều. Thế thì ít nhất cũng phải để lại phương thức liên hệ chứ nhỉ, lỡ may lát nữa cô lại có hứng thì sao? Sắc mặt Lan Kiều lạnh đi, tránh ra, tôi không có hứng thú với anh. Sắc mặt Huyền Thanh cũng trở nên cao có, ở trước mặt bao nhiêu người như thế, mà lại dám không cho anh ta thể diện như vậy thành phố Giang Tư, người kiêu ngao điên cuồng thật sự là rất nhiều nha. Nếu như hôm nay tôi nhất định muốn thì sao? Sắc mặt huyền thanh lạnh đi, âm thầm thề ở trong lòng, nhất định phải chiếm được nữ thần. Không cần biết phải dùng cách gì. Lan Kiều cười nhẹ, lạnh lùng nói tôi chính là vị hôn thê của Giang Hải, anh có thể liên hệ anh ấy. Nếu anh muốn thì đi tìm anh ấy mà lấy nha. Lan Kiều cười vô cùng xinh đẹp, huyền thanh nhất thời ngây ngốc luôn tựa như một viên đá ném vào mặt hồ gây ra gợn sóng lớn, ai cũng không thể ngờ được Lan Kiều thế mà lại là vị hôn thê của Giang Hải. Cũng có rất nhiều người cảm thấy kỳ lạ, Giang Hải là ai? Đột nhiên, tất cả mọi người đều nhớ tới. Giang Hải, không phải là lái xe của Cố Uyển Như à? Sai rồi, chính xác mà nói thì là chồng của Cố Uyển Như. Ba người phụ nữ là thành một cái chợ được rồi, giờ là hai nữ một nam lại càng thú vị hơn. Chuyện này quả thật đến quá bất ngờ, lại có chủ đề buôn dưa lê rồi. Thúy Hỏa kinh ngạc che miệng lại, thì ra Cố Uyển Như và Lan Kiều lại là tình địch của nhau, làm sao có thể chứ? Lan Kiều là cô chủ của Lan gia, là đệ nhất ngọc nữ tài mạo song toàn của thành phố Giang Tư, sao có thể nói lung tung được. Một người là vị hôn thê, một người là vợ, quan trọng là nhìn hai người này đều thấy rất chi là hài hòa, lịch sự với nhau. Thúy Hỏa có chút hỗn loạn lòng người ngày nay đều rộng lớn như vậy sao nhã lam khanh không khỏi bật cười quả nhiên là giống với những suy đoán của bản thân mình giang hải chỉ là cái bia đỡ đạn cố huyền như chắc chắn có quan hệ bẩn thỉu với nhân vật lớn nào đó chỉ là cái tên giang hải này cũng quá có diễm phúc rồi cô gái khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng ghen tị hóa ra lại là vị hôn thê của anh ta giang hải huyền thanh nhếch miệng lên tên lái xe quèn kia anh ta không phải là chồng của Cố Huyền như sao? Đây chính là vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn hỏi. Lan Kiều không thèm quan tâm tới nghi vấn của mọi người, bởi vì mục đích của cô ta đã đạt được rồi. Bỏ qua Huyền Thanh bước tiếp về phía trong, nhưng Huyền Thanh sao có thể để cô ta đi như thế chứ? Cho dù là ở thành phố Giang Thanh, thì người phụ nữ nào mà anh ta đã muốn thì nhất định phải có được. Nói gì tới một thành phố Giang tư nhỏ bé này chứ? Lúc này. Huyền Thanh đã quên bén cố huyền như ra sau đầu từ lâu rồi, mục tiêu mới của anh ta bây giờ là Lan Kiều. Tránh ra, giọng nói của Lan Kiều càng ngày càng lạnh lùng hơn. Huyền ra là cái thá gì chứ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thật sự cho rằng có thể tùy ý làm loạn ở thành phố Giang Tư. Thưa cô, có lẽ cô chưa hiểu về huyền ra rồi. Tôi còn chưa biết tên của cô là gì. Cô ta tên là Lan Kiều. Giang Hải chậm rãi bước tới cô chủ Lan Gia của thành phố Giang Tư. Nhìn thoáng qua Lan Kiều, sắc mặt Giang Hải lạnh lùng. Lan Kiều, đúng là một người giỏi tính toán, tới cả Giang Hải cũng không thể không phục. Tại buổi đấu giá mảnh đất kia, chuyện hai người có hồn ước đã không phải là bí mật gì trong giới thượng lưu của thành phố Giang Tư rồi. Rất nhiều người đều biết, Giang Hải cũng đã nói rõ ràng trước mặt của Uyển như rồi. Lan Kiều nói ra trước mặt mọi người rất chi là tự nhiên, nhưng sự tự nhiên này lại làm cho giang hải thấy không biết nên làm thế nào làm một người đàn ông bất luận có cưới lan kiều hay không nhưng đã có mối quan hệ trên danh nghĩa rồi thì tuyệt đối không thể cho phép những người đàn ông khác chấm mút tí nào mối quan hệ bày ra đó rồi giang hải cũng không thể để lan kiều bị người ngoài làm nhục được nếu không chiếc sừng này tự nhiên lại bị cắm lên đầu mình người khác sẽ nói giang hải không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình mặc dù giang hải không hề để ý những lời đàm tiếu này nhưng cũng cảm thấy có chút buồn bực khó chịu đàn ông rất có ý thức bảo vệ lãnh thổ và thức ăn của mình kể cả khi họ không ăn quyên thiếu anh tới là để nói về chuyện hợp đồng đúng không giang hải mỉm cười nói quay người nhìn về phía nhã lam khanh ấy có thai rồi thì đừng đi lại lung tung thế này chứ hơn nữa bệnh kia cũng không dễ điều trị đâu cô nên nghỉ ngơi nhiều vào đã tìm ra người nào lây cho cô chưa lần trước tôi đã nhắc nhở cô rồi tạm thời đừng gần gũi với bạn trai nữa sẽ bị lây đó mặt nhã lam khanh tái mét nhìn giang hải đầy thù hận nếu như ánh mắt có thể giết người thì giang hải đã bị chết không biết bao nhiêu lần rồi anh đừng có mà nói lung tung tôi không hề có bệnh gì hết giang hải vỗ đùi hỏng rồi tôi thừa biết là cô không tin lời tôi nói mà ấy huyền thiếu Đừng nói hai người. Là, là mối quan hệ kia nhé. Đến bệnh viện kiểm tra chưa? Họ giang kia, anh đừng có ở đây mà đâm chọc. Nhã Lam Khanh nói to, chúng tôi tới để bàn chuyện hợp đồng, chứ không phải nhiều lời với anh. Chỉ cần lấy hợp đồng ra thì Cố Huyền như sẽ lập tức trở thành một người nghèo kiết xác. Tới lúc đó, Cố Huyền như tự nhiên là sẽ bị Huyền Thanh thu dùng, mà Giang Hải cũng không được chết dễ dàng đâu. Một thằng lái xe rách nát, thế mà lại dám đánh Huyền Thiếu đúng là chán sống rồi hợp đồng tìm tôi nói cũng được thôi giang hải xoa tay nói thấy ánh mắt giang hải không thân thiện nữa huyền thanh vẫn thật sự sợ giang hải sẽ đánh mình anh ta lùi về phía sau một bước anh là cái thá gì chứ làm gì có tư cách bàn bạc với tôi bảo cố uyển như ra đây cái chuyện rách nát này không cần vợ tôi phải ra mặt chỉ thua tiền thôi mà ai mà không biết viết biên lai like chứ nhã lam khanh đột nhiên cười lớn đứng bên cạnh Chu Giai Hàm nói, họ giang kia, thiết nhà tuân đưa hợp đồng về các người đã xem chưa thế. Tập đoàn Uyển như cần phải nộp vào quỹ đầu tư một khoản tiền là 10 tỷ trong vòng 7 ngày, nếu như đến hạn mà chưa thanh toán hết thì tập đoàn Uyển như sẽ mang họ huyền rồi. Nhã Lam Khanh kiêu ngạo đứng đó, quét mắt nhìn mọi người, 10 tỷ. Tập đoàn Uyển như có thể sao? Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào, tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện với nhau. Chương 62, huyền gia bồi thường công ty. 10 tỷ, tiền vốn đăng ký của tập đoàn Uyển Như mới có bao nhiêu tiền chứ? Thế này làm sao có thể, cho dù công ty có thực lực này thì cũng không thể nào lấy ra nhiều tiền mặt như thế được, hơn nữa còn chỉ trong vòng 7 ngày thôi. Đây là hợp đồng ai ký thế? Đâu có phải là mọc trên mông không vậy? Hình như là bản hợp đồng mà giám đốc Trình vừa mới ký thì phải. Giám đốc Thiết đâu rồi? Hình như là đã nghỉ việc rồi chấm ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép. Sắc mặt Thúy Hỏa tái mét, xoay người đi tìm hợp đồng để xem. Nếu như mọi thứ đều là thật, thì tập đoàn Uyển như tiêu rồi. 10 tỷ, không thể nào lấy ra được. Huyền Thanh cười xấu xa, họ giang kia, có bất ngờ không? Kinh ngạc hay vui mừng không? Lần trước dám đánh tao, tao sẽ làm cho mày đợi xem tao chơi chết chúng mày như thế nào. Sắc mặt Giang Hải lạnh nhạt, thật sự là tôi rất kinh ngạc huyền gia của thành phố Giang Thanh lại thật sự đưa tới món quà lớn như thế. Tao không thèm phí nước bọt để nói chuyện với loại người thấp kém như mày. Sắc mặt huyền thanh rất chi là nghiêm túc nói. Lam Khanh, nếu như cố huyền như không thể nộp khoản đầu tư bằng tiền mặt là 10 tỷ đồng trong vòng 7 ngày, thì tập đoàn huyền như này sẽ cho cô làm chủ. Nhã Lam Khanh lập tức ôm lấy cánh tay của huyền thanh, mặt đỏ lên vì kích động, huyền thiếu, anh không được lừa em đâu đó. Tôi vì sao phải lừa cô chứ, nếu cố uyển như không nghe lời thì tập đoàn uyển như sẽ đổi tên thành tập đoàn lam khanh nhé cố uyển như sẽ làm thư ký hoặc trợ lý cho cô nhã lam khanh lắc lắc cánh tay huyền thanh dùng giọng nói khiến người ta ghê tởm mà nói huyền thiếu anh nói em phải làm gì để có thể báo đáp được anh đây huyền thanh cười ha ha mặc dù bị nhã lam khanh dính vào người nhưng đôi mắt háo sắc từ đầu tới cuối vẫn không hề rời khỏi lan kiều người phụ nữ này chính là tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Huyền Thanh khoanh tay trước ngực, đứng trước mặt Lan Kiều một lần nữa, Lan Tiểu Thư, bây giờ đã hiểu rõ thực lực của Huyền ra chưa? Dọn dẹp tập đoàn Huyền như chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Đây chính là thực lực của Huyền gia, bây giờ đã có hứng thú uống với tôi một ly cà phê chưa? Dán vào gần, thì thầm, chỉ cần đi theo tôi, lan ra ở thành phố Giang tự nhiên sẽ thu hoạch được vô số lợi ích. Tiện tay có thể dễ dàng dọn dẹp một tập đoàn uyển như, đi tới đâu cũng là một chuyện lớn đáng để khoe khoang. Huyền Thanh cứ nghĩ bản thân chẳng qua chỉ triển khai một chút thủ thuật mà đã lấy được tập đoàn uyển như rồi, trở về thành phố Giang Thanh, xem ai còn dám nói mình là đồ bỏ đi nữa. Địa vị của Huyền Thanh ở Huyền gia tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Nhưng mà anh ta không vội về, cho dù có về thì cũng phải đưa Lan Kiều theo đương nhiên, tiện tay đưa thêm cả cố uyển như nữa thì càng tốt. Lan Kiều nghiêng người, đứng ở bên cạnh Giang Hải, mỉm cười nói, huyền thiếu, anh tự tin với bản hợp đồng kia thế à? Tới tập đoàn uyển như gây chuyện, tôi thật sự khâm phục dũng khí của anh. Quả không hổ danh là người phụ nữ tài giỏi nhất thành phố Giang Tư. Huyền Thanh càng điên cuồng thì Giang Hải lại càng bình tĩnh. Huyền Thanh này sợ là không trộm được gà lại mất một nắm thóc rồi hơn nữa huyền gia sợ là không đền nổi nắm thóc này ấy chứ. Cho dù là phải đền hết sạch tập đoàn huyền như thì dựa vào thân phận võ giả của Giang Hải cũng đủ để làm huyền gia run rẩy. Võ giả, cực kỳ hiếm hoi, như lông phượng hoàng sừng tê giác. Với sức mạnh tuyệt đối, tự nhiên có thể bao trùm, ngự trị mọi quy tắc. Tự tin, huyền gia vẫn luôn tự tin. Đúng lúc huyền thanh đang đắc ý không thôi thì Giang Hải cười nói, huyền thiếu, anh xác định là đã nghiêm túc đọc bản hợp đồng kia rồi chứ? Lắm lời, hợp đồng đương nhiên là phải đọc một cách nghiêm túc rồi. Huyền Thanh cười to. Nhã Lam Khanh châm chọc nói, tên tài xe kia, nếu như anh là chủ của tập đoàn Uyển Như thì càng tốt, lấy 10 tỷ ra đây. Giang Hải gật đầu, quả thật là phải lấy ra 10 tỷ thật, nhưng không phải là tập đoàn Uyển Như mà là Huyền Gia. Ánh mắt gian trá nhìn Nhã Lam Khanh, người đẹp Nhã Lam Khanh à, cô quên việc giao hẹn của hai chúng ta rồi sao? Nhã Lam Khanh nhíu chặt lông mày nói, ai giao ước với anh chứ? Tôi giao hẹn gì với anh? Giang Hải lắc đầu, ấy ấy, hai chúng ta không phải là đã nói xong rồi à? Cô phụ trách lừa huyền thanh, tôi phụ trách sắp xếp giám đốc thiết đến ký hợp đồng. Trong ngoài kết hợp, chia 5 năm mà. Hợp đồng đã ký rồi, huyền gia có thể làm gì cô chứ? Sợ cái gì, bọn họ có thể ăn thịt cô sao? Giang Hải đứng trước huyền thanh, huyền thiếu, nhanh chóng đọc lại hợp đồng đi, nói thật với anh, Nhã Lam Khanh là đối tác của tôi đó. Giang Hải khoa tay múa chân nói, cô ta còn nói, huyền thiếu chỉ dài như que tăm, cộng cả thời gian cởi quần còn chưa được 3 phút, cũng không biết là thật hay giả nữa. Ấy ấy, huyền thiếu, làm sao tôi thấy anh không được vui thế? Chuyện kiếm hiệp hay. Có một điểm mà Giang Hải đoán đúng đó là huyền thanh thật sự rất nhỏ, về phần thời gian thì còn phải xem là uống thuốc gì. Huyền Thanh càng nghĩ lại càng thấy không đúng, Giang Hải quá tự tin rồi. Sắc mặt thay đổi, quay người cướp lấy cái cặp trên tay nhã Lam Khanh, lấy bản hợp đồng kia ra. Sắc mặt chuyển từ vàng sang xanh, thở gấp hồn hền, hai mắt trợn trừng. Không, không phải, đây không phải là bản hợp đồng kia của tôi. Quyền Thanh sừng sốt, nói năng cũng không lưu loát nữa rồi. Bản hợp đồng này anh ta đã đọc rồi, tuyệt đối không thể nào nhẫm lẫn được. Nhưng mà nội dung thì hoàn toàn ngược lại. Giang Hải cười nói, đúng thế, không phải là hợp đồng của anh mà là của tôi. Huyền Thanh quay mạnh đầu lại, mắt sắc như dao, giơ tay túm tóc của Nhã Lam Khanh, nói cho tôi biết, thế này là thế nào? Việc gì thế nào? Nhã Lam Khanh bị dọa sợ, cầm lấy bản hợp đồng lên đọc. Làm sao có thể như thế này chứ? Huyền thiếu, sao lại thế này? Toàn thân Huyền Thanh đều run rẩy, ấn đầu Nhã Lam Khanh đập bộp vào tường. Sao lại thế này? Cái này phải hỏi cô đó. Cái đồ dâm phụ lẳng lơ này, dám lừa tao, tao cho mày chết, chấm CSO mày chết. Huyền Thanh hoàn toàn phát điên rồi, bản hợp đồng này không thay đổi gì hết, chỉ đổi vị trí của bên A và bên B mà thôi. Nếu như Huyền Gia không thể lấy ra 10 tỷ thì Huyền Gia sẽ phải bồi thường vi phạm hợp đồng với cái giá trên trời. Tổng giá trị thị trường của công ty trực thuộc tập đoàn Huyền Gia vẫn không nhiều như thế. Đền không nổi căn bản là không thể đền được. Huyền gia cũng không có khả năng đền được. Nếu thế, không bằng từ bỏ công ty này, ném cho tập đoàn Huyền Như. Công ty của Huyền gia, giá thị trường cũng mấy trăm triệu. Bởi vì bản hợp đồng này, chỉ có thể làm như thế thôi. Lan Kiều nhún vai, với chỉ số thông minh này của Huyền Thanh mà cũng dám chơi trò này, đúng là không biết sống chết. Quay người, tiếp tục đi tìm Cố Huyền Như, Nhã Lam Khanh bị Huyền Thanh đập vào tường hoa mắt chóng mặt, liên tục cầu xin. Nhưng mà Huyền Thanh sẽ không thương hại cô ta, thật sự là muốn giết chết cô ta. Giang Hải bắt lấy cổ tay của Huyền Thanh, muốn đánh thì về nhà mà đánh, đây là tập đoàn Uyển Như. Tôi không thích nhìn thấy máu. Huyền Thiếu, tôi cũng không cần gì nhiều, đền công ty ký hợp đồng với tập đoàn Uyển Như kia cho tôi là được rồi. Tất cả mọi người có mặt đều sướng sốt, quả thực là quá kích thích vừa rồi huyền thanh còn kêu gào nói tập đoàn uyển như là của anh ta vừa chớp mắt một cái tập đoàn uyển như đã như rắn nuốt trừng voi và ăn hết cả một cái tập đoàn của huyền gia hợp đồng đang ném trên mặt đất kia lại có giá trị như vậy cả một tập đoàn đó nhã lam khanh bị đánh tóc tai dối bù như một người điên dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm giang hải giang hải chắc chắn là anh ta anh ta đã đánh cháo bản hợp đồng rồi nhưng vấn đề là làm sao Giang Hải có thể làm được điều đó. Huyền Thanh chỉ vào Giang Hải và nói, anh chờ đó. Giang Hải chẳng sao cả vẫy vẫy tay, tôi vẫn luôn chờ ở đây. Thành phố Giang Thanh, Huyền Thiên Thế cao chặt mày. Vừa rồi, mấy người áo đen được sắp xếp đến thành phố Giang Tư đã bị đánh gãy chân gãy tay đưa về. Còn mang theo một câu nói, nếu còn có ai muốn vào thành phố Giang Tư gây chuyện thì sẽ giết không tha. Điếu xì gà trong tay đã cháy thành một tàn thuốc dài rồi, vẻ mặt của Huyền Thiên Thế âm u, cắn chặt răng. Tần Hiên, rốt cuộc tên này chui từ đâu ra vậy? Điện thoại trên bàn vang lên, Huyền Thiên Thế nhận, mày nói gì? Khốn nạn! Huyền Thiên Thế nổi giận, điện thoại bị đập nát tươm. Lúc này, có một người ở phía ngoài bước vào, cung kính nói, ông Huyền, những gia tộc ở phía Bắc không có ai quen biết với Tần Hiên cả huyền thiên thế hỏi lại thế những gia đình danh giá ở phía nam thì sao người này cũng lắc đầu như thế huyền thiên thế nheo mắt nói bên bàng đại ca và lôi đại ca có động tĩnh gì không người này nói bàng đại ca đã sắp xếp người tới thành phố giang tư cụ thể là sắp xếp ai đi thì chưa nghe ngóng được lôi đại ca thì không có động tĩnh gì cả nhưng mà tôi có nghe được một chút tin tức cái gì trong mắt huyền thiên thế lóe lên tia sáng người mà bàng đại ca sắp xếp đi không phải là để đối phó với Tần Hiên mà là tìm một người khác có tên là Giang Hải. Hử, huyền thiên thế nhíu mày, lẽ nào anh ta là người đứng sau Tần Nguyên Vũ? Chắc là vậy. Tin tức của bàng đại ca đương nhiên sẽ đáng tin cậy hơn so với bên ngoài. Huyền thiên thế gật đầu, sắp xếp người bảo vệ huyền thanh, tôi cứ thấy có chút nóng ruột không yên tâm. Cảnh cáo nó, không có lệnh của tôi thì không được chọc vào tập đoàn huyền như. Trong văn phòng, cố uyển như còn đang vùi đầu vào công việc lan kiều gõ cửa bước vào uyển như lan kiều nhanh ngồi đi cố uyển như vội vàng đứng dậy lần trước khi tới ngâm suối nước nóng ở biệt thự trên núi hai người càng nói càng hợp nhau nên đã trở thành đôi bạn thân thiết lan kiều cười nói uyển như tôi đã không nhịn được muốn cướp người đàn ông với cô rồi vẻ mặt của cố uyển như tràn đầy nghi hoặc cô hơi sững sờ lan kiều cười hi hi nói đùa thôi xảy ra chuyện gì hả? À? Mặc dù cố uyển như nghe thấy tiếng hồn, nhưng vì cách âm khá tốt nên không để ý lắm. Lan Kiều kể lại sơ lược chuyện xảy ra tại quầy lễ tân. Một tập đoàn nha, chỉ dựa vào mấy trang giấy là có thể lấy được rồi. Cũng chỉ có Giang Hải mới làm được, người khác thật sự là không làm được đâu. Cố huyền như cười cười, trong lòng đang nghĩ là sao lại có liên quan tới huyền ra được chứ. Rất nhanh sau đó, Thúy Họa đưa những tư liệu có liên quan tới, Cố huyền như với Lan Kiều lại bắt đầu thảo luận chi tiết việc hợp tác. Sắp tan ca rồi, Giang Hải mới bước vào, người thấy hương thơm nhàn nhạt từ người Lan Kiều bay tới. Đều nói trang điểm giống như là biến hình. Lan Kiều trang điểm rồi giống như bồ tát bằng bùn được rát vàng lên người. Vốn dĩ đã đẹp rồi, hôm nay lại còn đẹp hơn. Thấy thời gian cũng muộn rồi, Giang Hải than nhẹ hai câu, vợ ơi, anh đói rồi. Thế thì anh đi ăn trước đi. Cố huyền như thuận miệng nói. Giang Hải nói, anh muốn đi xem phim. Thế thì anh đi xem trước đi. Lan Kiều vẫn giữ nguyên nụ cười, biết điều đứng dậy nói, cũng muộn rồi, không làm trì hoãn thời gian lãng mạn của hai người nữa. Nói tới là tới, nói đi là đi, không hề dây dưa dài dòng. Đàn ông vốn rất ghét phụ nữ nhì nhèo. Lan Kiều đã làm rất tốt điều này. Mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt Giang Hải, tiếp xúc rất tự nhiên giao kết quả còn lại cho thời gian và duyên phận lan kiều đi rồi cố uyển như bĩu môi anh thật là đáng ghét chỉ còn lại có một chút thôi cũng chưa thương lượng xong nữa giang hải cười cho dù cái gì cũng thương lượng xong thì lan kiều vẫn có thể lập tức tìm ra được vấn đề mới để nghiên cứu và thảo luận mà thôi mục đích của lan kiều chỉ còn thiếu nước viết lên trên mặt nữa mà thôi cô vợ ngốc nghếch này của mình làm sao lại không thể nhìn ra được người ta muốn tới cướp chồng của mình chứ. Ăn một bữa cơm, xem một bộ phim, cốt truyện nhàm chán khiến Giang Hải chỉ muốn đi ngủ, cố huyền như giàu cảm xúc thì khóc hu hu. Sau đó còn đi ngâm nước nóng, cố huyền như thay quần áo xong thì ngượng ngùng che lại, cứ như là Giang Hải chưa từng nhìn thấy bao giờ ấy. chương 63, đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. Bên ngoài phòng, có một người trung niên áo trắng đang đứng đó, áo choàng dài, dáng người cao gầy tay cầm quạt xếp rất chi là xuất trần giang hải lấy một điếu thuốc ra châm lửa cả ngày đi cùng với cố uyển như nên chưa được điếu thuốc nào anh là giang hải giang hải im lặng như không hề nghe thấy theo giang hải thấy thì người trung niên này chẳng qua chỉ đang giả vờ theo người trung niên thấy thì giang hải cũng đang giả vờ thời đại nào rồi ai không biết còn cho rằng ông già này là học sinh tới kinh đô đi thi ấy chứ trong đêm mà mặc quần áo trắng cũng rất chi là dọa người ai đã lên kế hoạch này ở thành phố giang tư người trung niên áo trắng nói thẳng vào vấn đề giang hải lạnh nhạt nói tôi ông lương là do anh giết người trung niên nhấc chân chậm rãi bước về phía giang hải giang hải nhả một làn khói thuốc im lặng không lên tiếng lại xem câu hỏi của người trung niên áo trắng như gió thoảng bên tai tôi hỏi anh là vinh hạnh của anh cho thể diện lại không muốn à người trung niên cất cây quạt đi đi thẳng tới chỗ giang hải sắc mặt giang hải chẳng có chút cảm xúc gì gà tàn thuốc lá về phía người trung niên người trung niên xòe quạt ra tia lửa bắn tung tóe khắp nơi mà sau đó giang hải đã ở gần bên cạnh cửa rồi nụ cười nhạt nhòa hai mắt sáng như sao người trung niên âm thầm nói không tốt rồi nhưng mà đã muộn chỉ một chút thôi nhưng sự khác biệt là quá lớn một nhánh cây đã đâm xuyên qua ngực người trung niên áo trắng như tuyết dần dần bị máu tươi nhuộm đỏ đôi đồng tử người trung niên co rút lại bằng kích thước của một cây kim cổ họng cuộn lại lấy nhánh cây làm kiếm dùng ánh mắt tất chi là khó tin nhìn giang hải anh anh là đoán sai rồi giang hải nói nhỏ quay người trở về người trung niên áo trắng ngã xuống đất cơ thể không cam chịu co giật khó khăn phát ra mấy tiếng từ trong cổ họng thiên lương vào giây phút cuối cùng của cuộc đời lại nghe thấy giang hải nói đã nói rồi đoán sai rồi người trung niên áo trắng này không phải là người đầu tiên đoán giang hải đến từ thiên lương nhưng mà người kia giang hải cũng chưa từng được gặp trong lòng cũng có chút mong đợi chiến thần bảo vệ thiên lương hy vọng sẽ không làm mình thất vọng có nhiều khi năng lực không tương xứng với danh tiếng nhưng không cần biết thế nào người kia xứng đáng được giang hải kính trọng vì nước vì dân, một vị anh hùng vĩ đại. Nếu không phải vì thân phận đế vương, nếu không bận lòng vấn vương Cố Uyển Như, Giang Hải cũng muốn tới Thiên Lương, ra ngựa bọc thây làm một người anh hùng. Thay xong quần áo, khi xuống hồ nước nóng thì đã đổi một bộ mặt khác. Giang Hải không giấu được nụ cười xấu xa, lại mang theo chút gian xảo, sờ vào người Cố Uyển Như. "Vợ ơi, cơ thể em thật là đẹp." Ánh mắt gian xảo, vẻ mặt thì không biết xấu hổ. Cố huyền như cười thành tiếng, cho dù Giang Hải có biết thành con ma háo sắc thì cô cũng không sợ. Bởi vì cô tin Giang Hải không phải loại người đó. Hai người ngủ cùng một phòng lâu như vậy rồi, mặc dù Giang Hải thường hay đưa ra những yêu cầu không an phận nhưng phần lớn chỉ là nói miệng thôi, chứ chưa bao giờ vượt quá nửa bước. Cô nói đùa, chỗ nào đẹp, gần hay mập, vừa đẹp, thêm tí nữa thì mập, thiếu đi tí thì gầy. Giang Hải nói rất nghiêm túc, nắm lấy bàn tay như ngọc của cố Uyển như, Em xem bàn tay này này, sao lại chẳng có ai mời em đi làm mẫu tay nhỉ? Mặt của Uyển Như đều đã đỏ hết lên rồi, rút tay về, tay của tôi cũng bình thường thôi mà, tay của Lan Kiều mới đẹp, tôi rất ngưỡng mộ. Nói tới Lan Kiều, Cố Uyển Như vẫn luôn có một chút cảm xúc kỳ lạ. Ngoại hình xinh đẹp, thậm chí cả chỉ số thông minh siêu việt kia nữa, là một người phụ nữ hoàn mỹ không chê vào đâu được. Hai người nói chuyện rất hợp nhau nhưng trong lòng vẫn luôn cho chút khoảng cách cố uyển như biết đó là vì có giang hải kẹp ở giữa giang hải chính là chồng trên danh nghĩa của mình nhưng lại là vị hôn phu của lan kiều thở dài trong lòng vị hôn phu là thật nhưng chồng thì chỉ dừng lại trên danh nghĩa mà thôi có lẽ là tờ giấy đăng ký kết hôn kia thật sự rất quan trọng bước tới lại nắm lấy bàn tay nhỏ kia lần nữa giang hải rất nghiêm túc nói vợ à anh vừa mới phát hiện ra cơ thể em thế này là đẹp nhất đáng ghét mặt cố uyển như đỏ lên em nhìn cái vai này em nhìn cố uyển như nhanh chóng tránh sang bên cạnh khuôn mặt đỏ bừng lên chân này cũng được nha bắp chân cũng rất mượt mà đùi này cái này cố uyển như sợ hãi đứng bật dậy nước bắn ra tung tóe tôi đi mát xa đây giang hải nói để anh mát xa cho em được không vợ à hai chúng ta cũng nên nói mấy câu thân mật chứ bình thường đều không ngủ chung giường, cách xa như thế nói chuyện cũng không thấu đáo được. Ai nha, anh đừng có tới đây. Thi thể của người trung niên áo trắng được đưa về thành phố Giang Thanh, bàng đại ca vô cùng chấn động. Thành phố Giang Tư, thế mà lại còn nguy hiểm hơn cả những gì mà ông ta tưởng tượng. Vốn dĩ muốn khống chế toàn bộ thế giới ngầm của thành phố Giang Tư, thật không ngờ tới, chết một hồng nhị lão, bây giờ lại chết thêm một người nữa. Tên tuổi của Tần Hiên không được nhiều người biết đến, lại càng không lọt vào mắt của xã hội đen thành phố Giang Thanh. Tại thành phố Giang Tư, có sự dứt khoát có năng lực thanh trừng thế lực ngầm không phải là điều mà Tần Hiên có thể làm được. Sau những suy luận thì Giang Hải rất có thể người đứng sau lưng. Đây là do Giang Hải kia làm. Bàng đại ca đã hơn 50 tuổi, nhìn rất chi là phúc hậu. Một người mặt mũi hiền lành, rất khó có thể tưởng tượng được đây lại là đại ca xã hội đen thống trị hơn nửa Giang Sơn của thế lực ngầm tại thành phố Giang Thanh. Trước mặt Bang Đại ca, Nghiệp gia vẻ mặt nghiêm nghị, lấy cành cây làm kiếm, nâng nhẹ như nặng, không phải là người đơn giản. Bang Đại ca có thể chiếm đóng thành phố Giang Thanh 20 năm nay thì không thể không nói tới công lao của Nghiệp gia. Rất nhiều người trẻ tuổi chỉ biết Nghiệp gia là đệ nhất cao thủ, nhưng lại không biết làm thế nào mà có được danh hiệu này. Năm đó chỉ dựa vào sức mạnh của một mình mình đã giết chết 9 người thừa kế của 9 nhân vật lớn có tiếng chiếm giữ thành phố Giang Thanh, một đêm thành danh từ đó đã đặt nền móng vững chắc cho bàng đại ca ở thành phố Giang Thanh 20 năm nay. Bàng đại ca nheo mắt, điều tra Giang Hải chưa? Cha rồi, nghiệp gia nhẹ nhàng nói, là đứa trẻ mồ côi của Giang gia ở thành phố Giang Tư, 5 năm trước lưu lạc ở đâu không rõ ràng, thời gian trở lại chưa lâu, đến ở rể cố gia ở thành phố Giang Tư. Ở rể, khóe miệng bàng đại ca giật giật. Làm sao có thể như thế? Có thể đạt tới cảnh giới dùng cành cây làm kiếm, cho dù là người không thích khoe khoang thì cũng không đi ở rể như thế chứ. Lúc này, ngụy Lão quản gia đưa tới một ít tài liệu chi tiết, ở trên đó có tất cả thông tin sau khi Giang Hải về nước. Cha, có phải là người của mấy thế gia ở phía Bắc hay không? Bàng đại ca nhìn chằm chằm ấm trà đang sôi nói. Không phải, đã điều tra rồi, ngụy Lão cung kính nói. Phía Nam thì sao? Cũng không phải. Ánh mắt nghiệp ra sắc bén, lóe lên sát ý, anh bàng, hay là để tôi đến thành phố giang tư một chuyến xử lý giang hải không được bàng đại ca nói vết thương của cậu chưa khỏi hơn nữa lại không biết rõ ràng về giang hải bàng đại ca nheo đôi mắt lại và nói trước tiên hãy thăm dò nông sâu một chút trước khi nhìn rõ được thực lực của anh ta thì không được tiếp xúc nghiệp gia nói huyền gia đã điều tra về giang hải trước cả chúng ra tôi thấy có thể lợi dụng một chút bàng đại ca gật đầu nói cậu đi làm đi trong văn phòng, Cố Uyển Như đang cầm một bộ quần áo ướm thử lên người mình. Nhìn rất đẹp, nhưng tôi thấy cô mặc nó hợp hơn. Cố Uyển Như so sánh một chút sự khác biệt về ngoại hình giữa mình và Lan Kiều. Lan Kiều mỉm cười, "Uyển Như, là tôi mua cái này tặng cô mà." "Không thích à? Thế thì tôi bảo người đổi bộ khác nhé. Chỉ tốn thời gian vài ngày." Lan Kiều đã thành công trở thành người bạn thân thiết không gì là không thể nói của Cố Uyển Như giang hải biết điều làm tổ luôn trên ghế ngủ chảy cả nước miếng cố Huyền như nhìn sang giang hải vốn muốn nghe ý kiến của anh thúy họa gõ cửa đi vào sắc mặt có chút sợ sệt cố Huyền như hỏi có chuyện gì thế thúy họa nhìn lan kiều lan kiều hơi sửng sốt cười nhẹ rồi nói lời tạm biệt vậy cô làm việc đi tôi cũng có chút việc phải đi xử lý lan kiều đi rồi thúy họa mới nói cố tổng không hay rồi xảy ra chuyện rồi Xảy ra chuyện gì mà lại vội vàng hoảng sợ thế?" Cố Huyền Như vội hỏi. Thúy Họa nói, "Mới vừa rồi, có năm đối tác đột nhiên nói không muốn tiếp tục hợp tác với tập đoàn Uyển Như nữa." "Vì sao?" Cố Huyền Như không hiểu, nếu như chỉ có một nhà xảy ra vấn đề thì còn dễ nói, đằng này cả năm công ty cùng rút vốn thì cũng khó hiểu thật. Thúy Họa lắc đầu, "Bọn họ sẵn sàng bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng cũng không muốn hợp tác với tập đoàn Uyển Như. Hơn nữa thái độ vô cùng kiên quyết." Cố tổng, chị nhanh chóng nghĩ cách đi, hợp đồng đột nhiên dừng lại, chuỗi tiền vốn cũng sẽ bị đứt đoạn. Lúc này, mấy vị quản lý cấp cao của công ty cũng vội vàng hoảng sợ tới tìm Cố Uyển Như. Lại có mấy công ty đã ký hợp đồng hợp tác với công ty đột nhiên tuyên bố rút vốn. Một giám đốc nói, có mấy nhà đầu tư vật liệu cũng đang thúc giục, từ sáng sớm cho tới bây giờ vẫn luôn gọi điện thoại. Thái độ của đối phương rất kiên quyết, thúc giục cũng vội vã. Điện thoại vang lên, Cố Uyển Như nghe điện thoại. Người gọi tới là Ngô Mẫn, các công trình của tập đoàn Uyển Như đều hợp tác với Ngô Gia. Ngô Mẫn vội nói, cố tổng, có phải công ty xảy ra chuyện gì không? Trên công trường bên này đang ẩm ý hết cả lên. Tất cả nhà đầu tư công trình đều đang đình công, yêu cầu tập đoàn Uyển Như phải trả thanh toán trước cho dự án. Vừa mới đặt điện thoại xuống thì điện thoại lại vang lên lần nữa, lôi nhân hào cũng gọi điện thoại tới. Hai doanh nghiệp khác cũng đang đòi nợ ngoài ra hai ngân hàng cũng yêu cầu tập đoàn uyển như thanh toán trước khoản nợ thúy họa nói cố tổng nhanh chóng nghĩ cách thôi bọn họ dường như là muốn kết hợp lại với nhau để hạ gục tập đoàn uyển như chẳng ai ngờ tới sẽ đột ngột phát sinh loại chuyện này nhất định là đắc tội người ta rồi nếu như phía sau không có người thúc đẩy thì tuyệt đối sẽ không đột ngột phát sinh ra tình huống này tập đoàn uyển như mới đi vào hoạt động chưa lâu thậm chí còn chưa có nề nếp tất cả các dự án đều đang trong giai đoạn xây dựng, cũng là thời gian đốt tiền nhiều nhất. Công ty gặp khủng hoảng, có thể nói đây chính là thời khắc sinh tử. Giải tán tất cả mọi người, Cố Huyền Như gọi điện thoại cho một đối tác. Mạo Tổng, tôi mạo muội gọi điện cho ông như thế này là vì muốn biết, vì sao công ty của các ông đột nhiên muốn rút vốn đầu tư thế. Ông xem, chúng ta hợp tác vẫn luôn rất thuận lợi mà, những nơi đầu tư cũng đã tiến hành được một nửa rồi, Đột nhiên rút vốn thế này không chỉ phải bồi thường mà cũng rất không hợp lý nữa. Mạo tổng, ông có thể cho tôi biết là vì sao không? Gọi điện thoại đi, sắc mặt Cố Huyền Như xanh mét, không ngờ mọi chuyện lại đột ngột như vậy, hơn nữa lại còn nghiêm trọng như thế nữa chứ. Gọi đi mấy cuộc điện thoại, mặc dù chẳng có ai nói rõ. Nhưng Cố Huyền Như đại khái cũng đoán ra được một chút, Huyền gia. Mọi thứ đều là do Huyền gia làm. Thúy Họa lại gõ cửa bước vào lần nữa, cố tổng, huyền gia đã chủ động đưa tư liệu của tập đoàn kia tới. Thấy sắc mặt Thúy Họa rất khó coi thì cố huyền như cũng biết kết quả rồi. Có phải là một công ty ma không, tất cả những tài sản có giá trị đều đã bị chuyển đi hết rồi. Cố huyền như đoán không sai, huyền gia đã âm thầm nuốt hết rồi. Giang Hải rụi mắt ngồi dậy, hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Không sao, em sẽ xử lý được, cố huyền như rất chi là cứng đầu lúc nào cũng là Giang Hải che mưa che gió cho cô, cố huyền như không muốn bản thân mình giống như một con rối gỗ, gặp phải chuyện gì cũng chỉ có thể trốn ở sau lưng Giang Hải. chương 64, bí mật về trận hỏa hoạn của Giang Gia Cố huyền như cũng không trách những đối tác này. Những công ty này không dám đắc tội được huyền gia, không ai dám đắc tội với huyền gia để hợp tác với tập đoàn huyền như. Cố huyền như biết rõ thế giới này tàn nhẫn như thế nào. Đắc tội với huyền gia, không chỉ ở thành phố Hải Hàng Thanh mà chỉ cần là nơi mà Huyền gia có thể nhúng tay vào thì cũng rất khó di chuyển. Cho dù trong đó có công ty lớn nào đó không sợ Huyền gia, nhưng việc làm ăn của họ là kiếm tiền, nên cũng không ai muốn có nhiều kẻ thù. Hơn nữa, lúc Huyền gia làm ra những chuyện này chắc chắn đã hứa hẹn những lợi ích tương ứng để đền bù cho họ rồi. Rất nhanh sau đó, Lôi Nhân Hào bước vào. "Cha, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây?" Cố Huyền Như hỏi nước mắt đã đong đầy trong mắt rồi, huyền gia, đúng là ỉ mạnh hiếp yếu mà. Tập đoàn huyền như mới thành lập chưa lâu, phát triển được đến như ngày hôm nay đã thật sự không dễ dàng gì rồi. Cố huyền như biết bản thân đã phải trả giá bao nhiêu. Huyền gia sử dụng thủ đoạn bị ổi như thế, quả là khiến người ta ghê tởm. Sắc mặt lôi nhân hào âm u, rất nặng nề. Đừng lo, chắc chắn sẽ có cách thôi. Thế này nhé, chúng ta nên xoa dịu nhân viên của mình trước, sau đó tới ngân hàng. Một khi nguồn vốn của công ty bị đứt đoạn thì hậu quả rất chi là nghiêm trọng. Đang trong lúc hết đường xoay sở thì Lan Kiều lại quay trở lại, sắc mặt có chú khó coi. Giang Hải Giang Hải lười phải nói chuyện với cô ta, tôi chỉ là một người ở rể mà thôi, có việc gì thì đi tìm vợ tôi mà nói. Dù sao cũng nên để cô rèn luyện một chút, đến lúc cố huyền như không làm được thì Giang Hải mới ra mặt cũng không muộn. Lúc này tỏ vẻ nịnh bợ xung xue, hết sức không tỏ ra đang lấy lòng. Việc này chỉ có thể nói với anh, Lan Kiều vội vàng nói. Tập đoàn Lan thì cũng bị ảnh hưởng nặng rồi. Ngân hàng đòi nợ đã làm đứt đoạn dòng vốn của Lan ra, những doanh nghiệp ở cung ứng cũng không ngừng đòi nợ, những công ty thi công thì đang tranh cãi và đòi thanh toán đủ loại tiền. Còn nữa, cả đội ngũ chuyên viên nghiên cứu của công ty khoa học kỹ thuật trực thuộc Lan ra đều bị người khác đào đi rồi ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Giang Hải hừ lạnh, đợi đã, lan ra thì có liên quan gì tới tôi? Giang Hải rất muốn nói, tôi chỉ ước gì người lan ra uống nước cũng bị sặc chết đi ấy. Sắc mặt lan kiều trầm xuống, là huyền ra làm. Giang Hải ngáp một cái, tôi chỉ quan tâm tới tập đoàn huyền như, lan ra như thế nào tôi không quan tâm. Lan Kiều nghe xong thì nói không nên lời. Quả thật, Giang Hải vẫn luôn có định ý với Lan Gia, không thừa cơ bỏ đá xuống giếng đã là anh nương tay lắm rồi. Đứng trước mặt Lan Kiều, anh thấp giọng nói, cô nghĩ tiếp cận tôi thì có thể đạt được thứ mà cô muốn à? Cô nghĩ tôi đã quên mối thủ của Giang gia rồi sao? Đừng quá coi trọng bản thân mình như thế. Sắc mặt Lan Kiều tái mét, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cố Uyển như. Cho dù huyền gia không thể nào làm lay động Lan ra trong thời gian ngắn, nhưng Lan ra chắc chắn sẽ gặp tổn thất nặng nề khi khủng hoảng ập tới lan kiều lập tức nhận ra rằng nguy cơ lần này không chỉ có mình huyền gia ở phía sau huyền gia mặc dù lớn nhưng còn chưa có sức mạnh lớn đến như thế này cố huyền như hơi mấp máy môi cô rất muốn nói rằng cô có thể giải quyết được nguy cơ này nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được cô chẳng có chút manh mối nào cũng chẳng nghĩ ra được cách giải quyết nào cả âm thầm căm hận trong lòng hận bản thân vô dụng mỗi lần gặp vấn đề gì đều phải chờ giang hải xuất hiện mới được mặc dù không hề nghe giang hải nói gì thêm nhưng dựa vào biểu cảm của lan kiều thì cố uyển như có thể nhìn thấy được giang hải từ chối thỉnh cầu của lan kiều hơn nữa còn là không hề nể nang gì nhìn lan kiều cố uyển như bước lên phía trước kéo tay giang hải giang hải lúc này tốt nhất chúng ta nên đồng hành cùng với lan ra Gia. giang hải nắm lấy tay cố uyển như mỉm cười gật đầu được anh nghe lời vợ trong mắt Giang Hải chẳng có ai quan trọng bằng Cố Uyển như hết, Giang Hải chỉ nghe theo Cố Uyển như mà thôi. Nếu như muốn đụng vào Lan gia, thì dễ như trở bàn tay, cũng không phải vội vàng vào lúc này. Lan Kiều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã nhìn rõ địa vị của Cố Uyển như trong lòng Giang Hải quan trọng như thế nào. Cho dù bản thân có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng vô dụng thôi, nhiều nhất chỉ có thể trở thành một bình hoa, một bình hoa xinh đẹp và thông minh mà thôi âm thầm căm hận trong lòng, ngoại hình xinh đẹp như thế này, bối cảnh gia đình danh giá như thế này, tôi có điểm nào không bằng cố huyển như chứ? Cho dù có hận lan ra đi nữa thì sao Giang Hải không hề có một chút cảm xúc nào đối với mình giống như bản năng của một người đàn ông vậy chứ? Thậm chí cô còn hoài nghi giới tính của Giang Hải, nghi anh không thích phụ nữ. Nhưng mà Giang Hải lại chiều chuộng, ngoan ngoãn nghe lời cố huyển như như thế, tình cảm vô cùng sâu sắc. Giang Hải, hoàn toàn khác với tất cả những người đàn ông trước đây mà Lan Kiều từng gặp. Tiếp theo, chia nhau hành động. Lôi nhân hào đi tìm giám đốc của mấy ngân hàng, hy vọng có thể nhận được sự hỗ trợ từ họ. Cố huyền như thì cần nắm chắc những nhà đầu tư còn lại. Lan Kiều thì vẫn ngồi ngay ngắn như thường, yên lặng nhìn Giang Hải. Cô không về xử lý công việc của Lan ra đi, định ngồi ở đây xem bói cho tôi à. Giang Hải có chút phiền phức. Quay về làm thêm gì cũng vô ích thôi lan kiều nói thẳng vì đối phương đã muốn ra tay lại còn liên thủ với nhiều đối tác như thế nữa vào lúc quan trọng này sẽ chẳng có ngân hàng nào sẵn sàng cho tập đoàn uyển như vay tiền đâu có nhiều lúc quá thông minh sẽ làm cho người ta ghét lắm giang hải đứng dậy chậm rãi bước ra ngoài lan kiều cũng đi theo ra ngoài sắc mặt giang hải đột nhiên âm u sự nhẫn nại của anh có giới hạn sắc mặt lan kiều bình tĩnh Lạnh nhạt nói, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh. Giang Hải chế giễu, đến khách sạn Thiên Nha thuê phòng à? Chúng ta sẽ nói một cách nghiêm túc ư? Tôi còn nhớ ở đó có một cái giường vô cùng tốt. Sắc mặt Lan Kiều vẫn không thay đổi, cô ta đã chuẩn bị hiến dâng từ lâu rồi. Nếu như anh muốn. Giang Hải nheo mắt lại, có chút do dự, hy vọng điều cô nói sẽ làm tôi hứng thú, nếu không, tôi sẽ khiến cô hối hận. Đi tới bên cửa sổ, Giang Hải lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Anh nhà khói rồi nói, cô có thể nói rồi. Giang Hải, tôi biết anh hận tôi, năm đó tôi đối với anh. Giang Hải quay lại, cười chế giễu, thì ra là cô cả Lan ra vẫn còn nhớ rõ đó chứ, thật không dễ dàng gì. Nói vào trọng điểm đi, tôi không thích dài dòng. Lan Kiều nói, thế thì tôi nói thẳng nhé. Trận hỏa hoạn năm đó đã hủy hoại tất cả mọi thứ Giang ra, nhưng trận hỏa hoạn đó không phải là do Lan ra làm thậm chí Lan Gia cũng không hề đụng vào bất cứ người nào của Giang Gia. Giang Hải quay mạnh người lại, ánh mắt sắc bén, hả? Cô nói gì? Người thông minh như Lan Kiều, nếu đã nói ra khỏi miệng thì chắc chắn có tất cả chứng cứ rồi, nếu không thì chọc giận Giang Hải, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Chứng cứ? Giọng nói của Giang Hải lạnh như băng. Anh tin tôi à? Lan Kiều hỏi. Giang Hải nói, tôi chỉ tin mắt của mình mà thôi. Lan Kiều mở túi, lấy ra một sấp ảnh. Ảnh có màu ố vàng, xem ra đã rất nhiều năm rồi. Đây là cảnh tượng sau vụ hỏa hoạn kia, ông nội tôi giữ lại. Lan Kiều nói, ông nói sẽ có một ngày nó trở thành bùa hộ mệnh của Lan ra chúng tôi. Giữ những thứ này lại, để phòng ngừa. Nhận những bức ảnh, toàn thân Giang Hải cứng đờ. Thảm hại không thể tả nổi, tất cả những người trong ảnh đều là người thân của Giang Hải đến cả Giang Khanh Khanh mẹ của Giang Hải cũng trầm mình xuống biển tự vẫn không lâu sau đó. Nghiêm túc nhìn từng bức ảnh một, giọng nói của Giang Hải lạnh lùng như băng, những bức ảnh này thì có thể nói lên được điều gì. Tôi cũng không biết, Lan Kiều lắc đầu, ông nội tôi nói. Bụp, ánh mặt Giang Hải sắc như dao, mạnh mẽ bóp chặt lấy cái cổ mịn màng của Lan Kiều, đập bộp lên tường, chậm rãi nhắc nhở, thứ tôi muốn là chứng cứ chứ không phải là ông nội cô nói lẽ nào còn muốn tôi phải đào mộ lão già kia lôi người ra để hỏi à? Lan Kiều cảm thấy khó thở, sắc mặt chuyển từ hồng nhuận sang tím ngắt, đầu lưỡi cũng đã lẻ ra gần nửa rồi. Dùng ánh mắt sợ sệt để cầu xin Giang Hải thương xót, nhưng mà ánh mắt Giang Hải lúc này ngập tràn sát khí. Trước khi Lan Kiều mất đi ý thức thì Giang Hải mới buông tay ra. Lan Kiều ngã quỳ xuống đất, vội vàng hít thở. Cô ta tiếp tục nói. Giang Hải, tôi không lừa anh, trong những tấm ảnh này chắc chắn có ẩn dấu chân tướng nào đó lúc đầu ông nội tôi không nói rõ ràng nên bây giờ không biết được nếu muốn tìm ra đáp án thì phải nghiên cứu những bức ảnh này nếu tôi làm thế này để bào chữa biện minh cho lan ra thì thật sự là không cần phải đợi tới ngày hôm nay giang hải hỏi thế thì vì sao bây giờ cô lại lấy thứ này ra bởi vì tôi phát hiện bất kể tôi làm gì thì đều không hề có tác dụng cuối cùng sẽ có một ngày anh vẫn làm cho lan ra biến mất Giang Hải nói một cách lạnh lùng, cô nói đúng rồi đó, tôi muốn lan ra hoàn toàn biến mất. Lời hứa với chú Bạch chẳng qua chỉ là trả lại một cái ân tình mà thôi. Lan Kiều nói, năm đó Lan Gia đã tìm thấy một cái hộp rất kỳ lạ trong đống đổ nát, người đốt lửa có khả năng đã lấy thứ đó ra. Hộp gì, ánh mắt Giang Hải sáng lên. Lúc Giang Gia bị diệt vong thì Giang Hải vẫn còn nhỏ, một đứa trẻ nhỏ bé mới 9 tuổi thì có thể biết gì được chứ. Những gì Lan Kiều nói, có lẽ là đúng. Thứ đó đã chôn cùng với ông nội tôi rồi, Lan Kiều chậm chạp đứng lên, không ai biết thứ đồ đó dùng để làm gì, Lan gia sợ sẽ có tai họa ập tới nên chưa bao giờ để người khác biết được. Lan gia đều hiểu một cách sâu sắc đạo lý biết nhiều sẽ chết sớm. Không hề mảy may phí chút sức lực nào đã có được sản nghiệp của Giang gia đã là may mắn lắm rồi, thứ đồ đó được giấu rất kỹ. Chuyện này có chút thú vị rồi. Giang Hải lấy điện thoại ra, rất nhanh đã được nối máy đào mộ của lão già Lan ra kia lên, tìm cho tôi một thứ. Anh lạnh lùng nhìn về phía Lan Kiều nói, nếu cô dám lừa tôi thì Lan ra đừng mơ tồn tại. Ân tình của Bạch Lý Hưng đã trả xong rồi, nếu như lời nói của Lan Kiều là giả, thì cũng chính là cho Giang Hải một lý do để ra tay rồi. Tại quầy lễ tân của công ty, Huyền Thanh ngang ngược bước vào cửa. Lễ tân bị dọa sợ, có lần dậy dỗ lần trước, cô ta không dám chặn lại nữa, ngay lập tức gọi điện thoại thông báo cho cố huyền như huyền thanh cực kỳ kiêu ngạo cố huyền như cô ra đây cho tôi ông đây đến để thu mua tập đoàn Uyển như nếu bỏ qua cơ hội lần này tập đoàn Uyển như đợi đó mà đóng cửa đi chính tại nơi này anh ta bị giang hải chơi cho một vố vốn dĩ là có thể lấy được hợp đồng của tập đoàn Uyển như nhưng lại bị đánh cháo huyền thanh thề nhất định phải lấy được tập đoàn Uyển như còn có cả lan kiều nữa Lan ra ở thành phố Giang Tư, có gì mà kiêu ngạo, những cô gái mà Huyền Thanh muốn thì không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh ta được. Vị hôn thê của Giang Hải, đúng là trò cười. Huyền Thanh tự nhiên cứ như nhà của mình vậy, bước vào một cách vô cùng kiêu căng phách lối. Anh ta đinh ninh rằng cố Huyền Như sẽ quỷ dưới chân cầu xin mình, xin mình tha cho tập đoàn Huyền Như, xin được làm người phụ nữ của mình. Huyền Thanh muốn cố Huyền Như quỷ xuống trước mặt mọi người, còn muốn đánh Giang Hải một trận tơi bời đây chính là hậu quả cho việc dám đắc tội anh ta lần này anh ta có sức mạnh rồi bởi vì tập đoàn uyển như sắp xong đời rồi phía sau có hai người mặc áo đen nhìn rất nguy hiểm đi theo cơ thể cường tráng khí thế mạnh mẽ có bọn họ giúp đỡ huyền thanh lại càng thêm kiêu ngạo có được cỗ uyển như vẫn chưa phải là mục đích cuối cùng của anh ta người huyền thanh muốn chính là lan kiều đương nhiên thuận tiện thu luôn cả lan ra nữa thì lại càng tốt hơn Huyền Thanh rất chi là đắc ý, túm lấy cô lễ tân đang sợ hãi đang đứng ngây ngốc ở một bên, kiêu ngạo nói. Cố huyền như đâu, bảo cô ta lăn ra đây cho tôi. Nghe thấy tiếng ồn ào, cố huyền như đi ra. Vừa nhìn thấy huyền thanh thì sắc mặt cố huyền như lập tức trầm xuống. Đương nhiên cô biết huyền thanh đến chẳng có ý tốt gì cả. Huyền thiếu, đây là tập đoàn huyền như, không phải là chỗ anh thích làm gì thì làm. Mời anh đi cho. Huyền Thanh cười chế giễu, "Cố Huyền Như, tập đoàn Uyển Như còn có thể chống đỡ được trong bao lâu, trong lòng cô không biết à? Hôm nay tôi tới là để thu mua tập đoàn Uyển Như." Cố Huyền Như lạnh lùng nói, "Tập đoàn Uyển Như cho dù có phá sản thì tôi cũng sẽ không bán cho Huyền gia. Anh nên từ bỏ ý định này đi." Chương 65, Cạn kiệt. Cứng đầu cứng cổ, cô thật đúng là nữ trung hào kiệt nha. Huyền Thanh bước lên phía trước, Dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn Cố Uyển Như, hy vọng sau khi cô bị tôi chinh phục rồi thì vẫn có thể cứng rắn như thế này. Quét mắt nhìn mọi người, Huyền Thanh cao giọng nói, nguồn tài chính của tập đoàn Uyển Như đã thiếu hụt rồi, tôi đoán lúc này những khoản tiền ghi trong sổ sách đã là những khoản âm rồi đó. Mấy người thế mà vẫn còn bán mạng cho cô ta ở đây à, đến cả tiền lương của các người Cố Uyển Như cũng không trả nổi nữa đâu. Cố Uyển Như, tôi nói không sai chứ? Cố Uyển Như hung hăng nghiến răng, giận dữ nhìn Huyền Thanh. Rất nhiều nhân viên ở xung quanh đã bắt đầu thì thầm bàn tán, nhất là có mấy người kế toán bị người bên cạnh hỏi không ngừng. "Đừng nghe anh ta nói lung tung, tài chính của công ty vẫn đầy đủ." Thúy Họa đứng ra nói to, "Tập đoàn Uyển Như chưa bao giờ phải lo lắng về tài chính." Đối với tập đoàn Uyển Như mà nói thì tiền lương của mọi người căn bản chẳng là gì cả. Làm một thư ký của Cố Uyển Như, cô nhất định phải đứng ra để ổn định lòng người mà lúc này một kế toán lạnh lùng nói trên sổ sách quả thật là đã không còn tiền nữa hơn nữa bây giờ lúc nào cũng có người gọi tới thúc giục trả tiền cuối tháng có thể thật sự không đủ tiền để phát được lương cho mọi người hả thật à làm sao có thể như thế được chứ vất vả làm việc cả tháng đến cả lương cũng không thể đảm bảo được còn ở đây làm gì nữa chứ Thúy Hòa tức giận nói, công ty có tiền hay không thì không phải cô nói là tính, kế toán Liêm à, cô đã bị đuổi việc, bây giờ mới cô rời khỏi công ty. Đi thì đi, kế toán Liêm đập mạnh cái cốc trong tay xuống, lớn giọng nói, thanh toán lương cho tôi thì tôi lập tức đi ngay. Các bạn đồng nghiệp à, các bạn nhìn thấy chưa, tập đoàn Uyển như không phát được lương nữa rồi, vì để bịt miệng mà còn đuổi việc tôi nữa đó. Tôi khuyên các bạn nhanh chóng rời đi thôi, tới lúc đó một xu cũng chẳng lấy được đâu. Cố tổng, công ty có phải đã thật sự kiệt quệ rồi không?" Có một nhân viên hỏi to. Sắc mặt Cố Uyển Như tái mét, không nói được lời nào. Quyền Thanh cười ha ha, rất chi đắc ý nói, "Cố Uyển Như, tôi trả 10 triệu thu mua toàn bộ tài sản của tập đoàn Uyển Như, cơ hội tốt như thế này không phải là lúc nào cũng có đâu. Nếu cô đi theo tôi, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ để cho cô quản lý tập đoàn Uyển Như." "Thế nào?" Những nhân viên ở xung quanh lại bắt đầu bàn tán. Cố Huyền Như đối đầu với Huyền gia, đúng là bị điên rồi. Tập đoàn Cố Huyền Như, một công ty to như thế mà chỉ thu mua với giá 10 triệu thôi, có thể thấy được là công ty đã thực sự kiệt quệ rồi. Mới đầu còn có người không tin, bây giờ nhìn thấy vẻ mặt của Cố Huyền Như vô cùng khó coi thì rất nhiều người đã hiểu rồi, Huyền Thanh không hề nói sai. "Cố tổng, tôi xin từ chức." Giám đốc một bộ phận bước ra, có chút ngại ngùng nói tôi có cha mẹ già con nhỏ thật sự là không thể tiếp tục ở lại tập đoàn uyển như làm việc được nữa tôi cũng xin từ chức lập tức có người thứ hai đứng ra nói các người thúy họa chỉ vào người giám đốc kia bình thường cố tổng đối với các người rất tốt sao các người có thể như thế này được cô là thư ký của cô ấy thì đương nhiên là cô được đối xử tốt rồi đúng thế chúng tôi cũng chỉ là vì tiền lương thôi bây giờ chúng tôi muốn đi còn không được nữa hả ai chấp nhận ở lại một công ty đến cả tiền lương cũng không trả nổi chứ ngoặc kép ngoặc kép lúc này lôi nhân hào vội vàng trở về cố huyền như bước lên phía trước giọng nói có chút run rẩy hỏi cha thế nào rồi lôi nhân hào chậm chạp lắc đầu ở thành phố giang tư không có ngân hàng nào đồng ý cho tập đoàn uyển như vay tiền cả không chỉ như thế mà sắc mặt lôi nhân hào cũng cực kỳ khó coi nghe nói thành phố giang tư còn tổ chức một liên minh thương nghiệp tuyên bố chống lại sự phát triển về phía tây của thành phố Giang Tư. Sắc mặt của Uyển như lập tức tái nhợt, cả người không còn sức sống. Giang Hải đã đầu tư nhiều tiền như thế vì tập đoàn Uyển như, lẽ nào cứ kết thúc như thế này ư? Trả lương, trả lương. Một người hét to, ngay sau đó có người hưởng ứng theo, ngay sau đó cả hiện trường có chút khó khống chế. Ai từ chức, một giọng nói rất có lực xuyên thấu lấn át tất cả vang lên. Giang Hải chậm rãi bước lại gần, đi theo bên cạnh là Lan Kiều vô cùng xinh đẹp. Thư ký Thúy Họa, những người nào muốn nghỉ thì ghi chép lại, phát lương cho họ, tập đoàn Uyển như không làm chậm chế tiền đồ phía trước của nữ người này. Thúy Họa hơi há miệng nhưng lại không trả lời. Tiền vốn của tập đoàn Uyển như đã bị đứt đoạn rồi, hôm nay một xu tiền lương cũng không thể lấy ra được. Cố Uyển như cảm thấy khó chịu, nước mắt lăn dài, nhỏ giọng nói, Giang Hải, xin lỗi. Số tiền cuối cùng của công ty em vừa mới trả tiền nguyên liệu rồi. Giang Hải vỗ vỗ vai Cố Uyển như, không sao, còn có anh đây. Giang Hải đưa một tấm thẻ đen cho Thúy Họa, phát lương cho những người muốn xin nghỉ trước đi. Chiếc thẻ đen vừa được lấy ra, thì hai người áo đen ở phía sau Huyền Thanh đồng thời chấn động, dường như nhìn thấy đồ vật đáng sợ nhất trên thế giới. Tấm thẻ đen này chỉ có một người mới xứng đáng được dùng, đó là một người giống như thần. Cổ họng chuyển động toàn thân run rẩy, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của đối phương. Cái tên ấy như mắc kẹt ở trong cổ họng, không thể nào thốt ra được. Nhưng mà bọn họ không dám gọi, một khi làm lộ thân phận thì không thể đảm nhiệm được hậu quả. Thúy Hòa cầm lấy chiếc thẻ, lập tức tổ chức nhân lực để kết toán lương cho những người muốn nghỉ việc. Tập đoàn Uyển Như lập tức bị thiếu đi một nhóm người nhỏ. Rất nhiều người hiểu rõ, cây đổ thì khỉ mất nhà, đi đến đâu thì cũng là đi làm kiếm tiền mà thôi. Huyền Thanh phát hiện ra Lan Kiều ở phía sau đám đông, lại bị Lan Kiều làm cho kinh ngạc một lần nữa. Chẳng qua chỉ thay một bộ quần áo, đổi một kiều tóc thì đã giống như là thấy một tiên nữ khác vậy, làm cho người ta thèm nhỏ rãi. Trong lòng âm thâm suy nghĩ, cô gái nhỏ à, cô không chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu, chỉ qua mấy ngày nữa thôi, Lan ra ở thành phố Giang Tư cũng sẽ bị thiệt hại thảm thiết. Đến lúc đó, cô cũng sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi như vậy, tôi cũng nhất định sẽ yêu thương cô rất nhiều. Lan Kiều đứng nhìn sang, Huyền Thanh lại càng kiêu ngạo hơn. Nhìn cứ như một con chim ngu ngốc đang sù lông, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, điên cuồng. Anh ta nghiêm nghị nói, cố huyền như, nghĩ xong chưa, sự kiên nhẫn của tôi có hạn thôi. Nếu hôm nay tôi đi rồi, thì 10 triệu này tập đoàn huyền như cũng không kiếm được đâu. Nếu như muốn giữ lại tập đoàn huyền như thì bây giờ, lập tức quỳ xuống cho tôi. Anh nghĩ nhiều rồi. Giang Hải bước lên phía trước, giọng nói lạnh như băng. Khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ nhìn chầm chầm huyền thanh, sau đó nhìn hai người áo đen ở đằng sau anh ta. Hai người áo đen lập tức có cảm giác như bị thần chết nhìn chầm chầm, cơ thể hơi run run. Chỉ cần Giang Hải nhìn một cái nữa thì bọn họ lập tức sẽ quỳ xuống ngay. Tập đoàn Uyển Như, huyền gia không mua nổi đâu, trong mắt giang hải lóe lên một tia sắc bén sát khi bốc lên nồng đậm cái tên huyền thanh này đúng là thích tìm chết năm lần bảy lượt ở bên bờ vực sống chết rồi mà còn điên cuồng như thế huyền gia cũng thật là ngu ngốc ba tên bị đánh tàn phế trả về rồi mà vẫn còn dám tới để gây chuyện mời cậu lập tức rời đi cho dù tập đoàn uyển như có phá sản thì cũng sẽ không hợp tác với huyền gia đâu lôi nhân hào giận dữ không thôi lại càng không thể nào bán công ty cho huyền gia thủ đoạn này cũng quá vô lý rồi. Lão già kìa, ông già rồi nên muốn chết à. Huyền Thanh đẩy lôi nhân hào ra, giơ tay muốn đánh. Đúng là một đám người ngu ngốc, nể mặt lại còn không biết điều. Giang Hải đứng ở giữa, ánh mắt sắc như dao, nắm chặt cổ tay của Huyền Thanh. Đỡ lấy lôi nhân hào suýt nữa thì ngã, khóe miệng nở một nụ cười. Nhoáng một cái anh đã bước lên phía trước, bóp chặt lấy cổ của Huyền Thanh ấn vào tường. Cổ bị bóp chặt, huyền thanh khó thở, chỉ có thể phát ra âm thanh kỳ lạ từ sâu trong cổ họng. Huyền gia đúng là thích tìm chết. Giang Hải nắm lấy một ngón tay của huyền thanh, vừa rồi là ngón tay này đã đẩy cha tôi phải không? Ưm a a một ngón tay của huyền thanh bị bẻ cong theo một góc độ kỳ lạ, sự đau đơn thấm sâu vào trong xưởng tủy ập đến. Nhưng anh ta còn chưa hết đã bị Giang Hải bóp chặt cổ lại, cả khuôn mặt lập tức trở thành màu tím ngắt. Không trả lời à, thế thì không phải rồi. Thế thì là ngón này. Ưm, ừ, chân tay Huyền Thanh vung lung tung loạn xạ, dần dần đuối sức. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, sự khát máu của Giang Hải khiến người ta nổi hết cả da gà lên. Chỉ đầy lôi nhân hào có một cái mà Giang Hải đã điên lên bẻ gãy mấy ngón tay của Huyền Thanh rồi. Đó là người của Huyền Gia, lại còn là cậu chủ của Huyền Gia nữa. Thành phố Giang Tư này, có ai dám đắc tội với Huyền Gia chứ? Tiếp theo tập đoàn Uyển như thật sự xong rồi. Là ngón này à? Huyền Thanh đã chẳng nói nên lời được nữa, cả người co giật, mắt trắng bệch. Cố Uyển như vội vàng bước lên phía trước, kéo Giang Hải lại, thả anh ta ra đi, Giang Hải, sẽ chết người đó. Anh mau buông tay đi. Giang Hải từ từ buông tay, Huyền Thanh há to miệng hít thở, ngón tay vặn vẹo, lại tiếp tục kêu lên. À, Huyền Thanh hét lên, thảm thiết như tiếng heo bị chọc tiết giang hải tiện tay ném huyền thanh sang bên cạnh đây không phải là nơi cho các người phách lối thành phố giang tư chính là một nơi sạch sẽ tới thành phố giang tư để gây chuyện giết không tha những người xung quanh lạnh dựng hết tóc gáy lên cảm nhận được rõ ràng luồng sát khi như thực thể kia hai người áo đen run rẩy không có ai hiểu rõ sự đáng sợ của đế vương hơn bọn họ chúng mày là đồ ăn hại à nước mắt nước mũi huyền thanh chảy tèm lem giận dữ hét lên với người áo đen giết nó cho tao người áo đen không động đậy bọn họ không dám động tao bảo chúng mày giết nó đến cả lời của tao mà cũng dám không nghe giang hải giơ chân lên đạp một cái huyền thanh ngất lịm đi người áo đen không dám nói một lời nào nhanh chóng nhấc huyền thanh lên chạy đi trong lòng cảm thấy quá hạnh phúc đế vương không muốn truy cứu bọn họ nhưng họ đã vui mừng hơi sớm rồi vừa mới bước được mấy bước giọng nói lạnh như băng của Giang Hải đã vang lên, hai người kia, tôi cho các cậu đi rồi à. Người áo đen cứng nở người ra đứng yên tại chỗ, chậm chạp quay người lại, đế, đế. Tôi là Giang Hải. Anh Giang, chúng tôi sẽ lập tức đưa huyền thiếu về ngay. Người áo đen vô cùng kính trọng, suýt nữa thì quỳ luôn xuống rồi. Giang Hải nói, các cậu không tính giải thích mấy câu cho tôi nghe à. Người áo đen này từng chịu sự quản lý của đế vương, mà hôm nay lại thành tay chân của huyền gia. Nếu như rời đi, cũng không được nối giáo cho giặc, ức hiếp dân lành. Các cậu đã quên hết quy tắc rồi à? Người áo đen chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đối mặt với Giang Hải, không dám động đậy, thậm chí còn chẳng dám đưa tay lên lau mồ hôi. Giang Hải chập rãi bước lại gần, hai người thở dồn dập, toàn thân cứng đơ, ngoan ngoãn như một con mèo. Mỗi động tác của Giang Hải đều khiến bọn họ cảm thấy áp lực không thể nào thở được, hơi thở cực kỳ khủng bổ, bổ ập vào mặt. Sắc mặt người áo đen thể hiện sự hổ thẹn, ngày hôm nay bọn họ đã phản bội lại lời thề năm xưa. Đế vương không phải là một người, mà là một thế lực, một thế lực bảo vệ vùng đất phương đông này. Cái tên đế vương có thể bỏ qua nguyên tắc, nhưng không được phép bắt nạt mọi người. Nếu rời khỏi đế vương mà nối giáo cho giặc thì sẽ bị xử phạt. Cho các cậu một cơ hội để giải thích. Giang Hải khoanh tay đứng đó, giọng nói bình tĩnh. Đế, anh Giang Hải, chúng tôi cam nguyện chịu phạt. Người áo đen không giải thích, làm thì cũng đã làm rồi, chịu phạt là đúng. Giang Hải cười nhạt, cũng rất sảng khoái đó. Đến Thiên Lương, giết 100 quân địch, canh giữ biên giới Thiên Thành trong 3 năm. Có phục không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 65.